đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 2221, không còn sức đánh trả. Triệu Phi Vũ lời này vừa nói ra, nguyên bản khuôn mặt ôn hòa Triệu Thắng Hồng, Triệu Tấn bằng cùng Triệu Văn Vũ, bọn hắn để xuống trong tay chén rượu, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Mấy ngày trước phổ thông một mạch người đã đề cập tới rất nhiều lần rồi, muốn tác hợp Triệu Phi Vũ cùng Bạch Tiểu Nhu, dựa theo Triệu Phi Vũ Thiên Phú, ngược lại cũng đúng là miễn miễn cưỡng cưỡng xứng với Bạch Tiểu Nhu, nhưng khi đó Triệu Văn Vũ chỉ nói hội suy nghĩ một chút. Mà bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong sau đó Triệu Văn Vũ chả cân nhắc cái dám a hát. Triệu Phi Vũ muốn so Diệp Thần Phong tranh lệch không chỉ một sao nửa điểm, xem ra hôm nay phổ thông nhất mạch người có ý định yếu quấy nước đục rồi, mà tựa sát Diệp Thần Phong Bạch Tiểu Nhu, người Nhu hòa sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh lẽo lên, người lạnh tựa kẽ băng nứt con người nhìn chầm chầm Triệu Phi Vũ, những người còn lại hay là không biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu, nhưng Triệu Thắng Hồng là tận mắt chứng kiến qua, đồng dạng Triệu Tấn bằng cùng Triệu Văn Vũ cũng từ Triệu Thắng Hồng trong miệng hiểu được Diệp Thần Phong chiến lực mạnh mẽ. Lúc trước Diệp Thần Phong tại Hóa Thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, chiến lược của hắn đủ để hành hạ. Sát Linh Thần cảnh cường giả, mà bây giờ Diệp Thần Phong cùng Triệu Phi Vũ đều nằm ở Thiên Thần cảnh, trọng yếu nhất hai người chỉ thua kém một cái đại tầng thứ, bọn hắn một cái tại tầng 2 đỉnh phong một cái khác tại tầng 3 đỉnh phong, này khu khu một cái đại tầng thứ, đối với Diệp Thần Phong tới nói hầu như có thể sơ sót, trừ phi đối phương thật sự cũng là sức chiến đấu siêu cường, thậm chí là mấy vạn năm khó gặp thiên tài, nhưng này Triệu Phi Vũ rất rõ ràng chả không có thiên tài đến loại trình độ đó. Triệu Thắng Hồng Ngữ khí nghiêm túc nói, Phi Vũ, người ăn nói linh tinh cái gì đâu này. Thần Phong lần đầu tiên tới chúng ta nơi này làm khách, về phần so tài sự tình sau này hãy nói đi. Triệu thắng hồng hơi không kiên nhẫn khoát tay áo một cái, triệu phi vũ xem như là bây giờ cửu u băng sư bên trong khó được thiên tài, hắn không muốn triệu phi vũ từ đây một quyết không phấn chấn, bởi vì hắn cơ hồ đã có thể đoán được kết quả nói cách khác, hắn vẫn là vì triệu phi vũ suy tính một chút. Nhưng triệu thắng hồng lần này hảo ý, truyền tới triệu phi vũ trong tai sau đó trong lòng của hắn lửa giận càng thêm thịnh vượng. Dưới cái nhìn của hắn Triệu Thắng Hồng hoàn toàn là tại thiên vị Diệp Thần Phong, trong đầu hắn lại truyền tới phổ thông một mạch lão tổ thanh âm. Sau đó, Triệu Phi Vũ lần nữa bình tĩnh một hạ tâm tình, hắn cung kính đối Triệu Thắng Hồng khom người chào, hắn nhưng vẫn là nhìn xem Diệp Thần Phong, nói, vị bằng hữu này. Người muốn cưới chúng ta sư vương nhất mạch công chúa, người nhất định muốn thể hiện ra chiến lược của người đến, ta Triệu Phi Vũ cũng yêu thích công chúa, nếu như người ngay cả ta cũng không thắng được. Như vậy ta nghĩ ngươi cũng không có ra mặt tái giá công chúa của chúng ta đi nha thấy Triệu Phi Vũ trực tiếp vạch tìm tòi ra mặt, Triệu Thắng Hồng, Triệu Tấn bằng cùng Triệu Văn Vũ sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, phổ thông nhất mạch người cũng là cả cửu u băng sư cấu thành, cho nên trong tình huống bình thường, Triệu Thắng Hồng bọn hắn đều sẽ cho phổ thông nhất mạch người mấy phần mặt mũi, nhưng bây giờ phổ thông nhất mạch người là càng ngày càng quá mức. Tại Triệu Thắng Hồng đám người yếu bạo phát thời khắc, từ bên cạnh trên một cái bàn đi tới hai cái lão đầu, hai cái này lão đầu thực lực một cái tại nửa bước thần vương một cái tại thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong hai người bọn họ chính là phổ thông nhất mạch lão tổ trong đó nửa bước thần vương lão đầu tên là triệu thừa cao thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong lão đầu tên khiếu triệu hoành lương triệu thừa cười lớn nói thắng hồng lão ca phi vũ đứa nhỏ này chính là cái thẳng tính người các ngươi ngàn vạn cũng đừng trách tội a hát hắn tại lần thứ nhất thấy đến công chúa thời điểm hắn liền yêu thích công chúa cảm tình loại chuyện này là không thể đủ khống chế, ta xem để cho bọn họ luận bàn một ít cũng không sao a hát. Vì ưa thích nữ nhân luận bàn, vậy cũng là một đoạn giai thoại rồi, huống hồ hay là chúng ta sư vương nhất mạch công chúa. Triệu Hoành Lương cũng gật đầu nói, chúng ta cửu u băng sư nhưng rất lâu không có tổ chức tiệc rượu rồi, này tiệc rượu không hề có một chút đặc những tiết mục khác, đây chẳng phải là quá không thú vị, chỉ là không biết vị tiểu huynh đệ này có nguyện ý hay không đáp ứng phi vũ luận bàn đâu này triệu thừa cao cùng triệu hoành lương tại bình thường nhất mạch bên trong hai người bọn họ có phi thường cao địa vị triệu thắng hồng bọn hắn thật cũng không muốn cùng phổ thông một mạch làm căng rồi lần sau triệu hoành lương nói chuyện rất có kỹ xảo hỏi diệp thần phong có nguyện ý hay không đáp ứng trong đó đáp ứng cái gì liền có vẻ rất mơ hồ dù sao vừa vặn triệu phi vũ đã nói nếu như diệp thần phong đã thua bởi hắn như vậy diệp thần phong nên không ra mặt cưới bạch tiểu nhu rồi một khi diệp thần phong đồng ý cho những người khác cảm giác chính là liền yêu cầu này cũng cùng đáp ứng rồi đến lúc đó có tâm người liền có thể nắm chuyện này làm văn rồi một cái không giữ lời hứa người hắn sẽ là một cái người có thể tin được sao trẻ tuổi trước bàn triệu thành minh cùng triệu hoa thanh bọn hắn càng phát giác triệu phi vũ khiến người ta buồn nôn rồi triệu thành minh trực tiếp nói thừa cao lão tổ Hồng Lương Lão Tổ, các người lời này nhưng là cũng không đúng rồi, còn có triệu phi vũ người có phải hay không quá không biết xấu hổ. Người bây giờ bao nhiêu tuổi? Vị huynh đệ này chỉ có 30 tuổi, người có bản lĩnh đem cảnh giới ép đến 30 tuổi thời điểm tầng thứ. Tuy rằng triệu thừa cao cùng triệu hoành lương chính là phổ thông nhất mạch lão tổ, nhưng sư vương nhất mạch trẻ tuổi cũng lại xưng hô bọn hắn một tiếng lão tổ. Triệu Thành Minh lời nói truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai sau đó Triệu Phi Vũ, Triệu Thừa Cao cùng Triệu Hoành Lương sắc mặt trong nháy mắt khó coi, yếu Triệu Phi Vũ đem thực lực áp chế đến 30 tuổi thời điểm, này không phải là trực tiếp để Diệp Thần Phong cho hành hạ ma. Ngồi trên ghế dựa trước sau phong đạm vân khinh Diệp Thần Phong, hắn đùng đưa trong bàn tay chén rượu, hắn bây giờ là rõ ràng Triệu Phi vô ý đồ, bạch tiểu nhu đối tình nghĩa của hắn, hắn không muốn lại tránh lui, Hắn đem chén rượu đặt ở trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Phi Vũ, hắn đạm mạc nói ta chưa bao giờ biết dùng nữ nhân của mình làm tiền đặt cược, mặc kệ cuối cùng ta là thua. Là thắng, ta cũng không cần ngươi đem thực lực áp chế đến 30 tuổi thời điểm, yếu so tài lời nói mau chóng, ta nhưng không có thời gian nghe các ngươi ở nơi này léo nha léo nhéo. Bạch Tiểu Nhu lạnh lẽo sắc mặt lần nữa khôi phục ôn nhu, người không lại đi lạnh lẽo nhìn kỹ Triệu Phi Vũ rồi người Diệp đại ca lời nói trong nháy mắt làm cho nàng đã hòa tan nội tâm. Diệp Thần Phong nói như thế bằng phẳng, này làm cho triệu thắng hồng, triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ âm thầm gật gật đầu. So sánh với triệu phi vũ quả thực quá kém. Việc đã đến nước này, triệu phi vũ biết mình không đường có thể lui, cho dù Diệp Thần Phong không đáp ứng tiền đặt cược, cuộc tỷ thí này hắn cũng yếu tiếp tục tiến hành. Hắn liền không tin mình cái này thiên thần cảnh tầng ba đỉnh phong quay đầu lại chả sẽ thua bởi một cái thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong người sao. Triệu Phi vũ vẻ mặt âm trầm nói, đây chính là ngươi nói, vậy kính xin ngươi chỉ giáo rồi. Diệp thần phong nói ra, chúng ta không cần đi những địa phương khác, ở nơi này rời đi vài cái bản đi, chúng ta trực tiếp ở nơi này tỉ thí. Triệu Phi vũ không có từ chối, được, ngay ở chỗ này. Theo Triệu Phi vũ cuộc tỉ thí này sẽ không tiến hành quá lâu, Hắn đối chiến lực của mình có tự tin, hắn sẽ lấy mang tính áp đảo phương thức đem Diệp Thần Phong đánh bại. Triệu Thắng Hồng đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Triệu Phi Vũ đã quyết định ra đến rồi. Bọn họ là thở dài, Triệu Phi Vũ quả thực là quá vô chi rồi. Bọn hắn khiến người ta rời đi vài cái bàn, Triệu Thắng Hồng nói hai người các người điểm đến là dừng. Triệu Thừa Cao cùng Triệu Hoành Lương mặc dù đối với kết quả này không phải rất hài lòng, nhưng trọng yếu nhất Triệu Phi Vũ có thể đánh bại Diệp Thần Phong như vậy bọn hắn đứng ra phản bác sư vương một mạch, bọn hắn vẫn là đáng giá, bọn hắn mục đích chủ yếu chính là muốn quấy nhiễu. Diệp thần phong cùng bạch tiểu nhu sự tình, trước tiên đánh bại diệp thần phong chỉ là bước thứ nhất, về sau sẽ chậm rãi tiến hành những chuyện khác. Triệu thành minh cùng triệu hoa thanh càng ngày càng yêu thích diệp thần phong ngay thẳng rồi, chỉ là trong lòng bọn họ cũng bắt đầu lo lắng, bọn hắn nhưng là biết triệu phi vũ thực lực và sức chiến đấu, liền ngay cả hai người bọn họ liên thủ cũng mới có thể cùng triệu phi vũ chiến đấu bất phân cao thấp ở đây những người còn lại cũng bắt đầu suy đoán cuộc tỷ thí này có thể hay không làm đặc sắc ai cuối cùng sẽ thắng đương nhiên rất nhiều trong lòng người cho rằng triệu phi vũ hội thắng tuy nói diệp thần phong thiên phú tiền vô cổ nhân thế nhưng dù sao triệu phi vũ thực lực còn cao hơn diệp thần phong suốt một cái đại tầng thứ tại phần lớn người đã cho cuộc tỷ thí này kết luận thời điểm chỉ thấy triệu phi vũ khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên tới cao nhất, hắn cười lạnh nói, động thủ đi. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Diệp thần phong cũng lập tức tướng khí thế để được đưa lên, đồng thời hắn đem trí tôn thập chuyển sức mạnh phát phung tới vô cùng nhuần nhuyễn, trong cơ thể tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng vận chuyển. Bắp chân của hắn cùng dưới bàn chân màu đỏ ánh chấp hiện ra, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp sông ra ngoài. Tại lao ra trong quá trình, hắn còn không ngừng đem trong óc cửu thiên huyền lôi phụ ra tại thiên lôi nhanh chóng thược. Cảnh này khiến thiên lôi nhanh chóng phát huy ra tốc độ là càng lúc càng nhanh, ở đây rất nhiều người toàn bộ liền diệp thần phong thân ảnh đều không nhìn thấy. Mà cái kia nguyên bản tràn đầy tự tin triệu phi vũ, cái kia để diệp thần phong động thủ triệu phi vũ, con mắt của hắn cùng cảm giác cũng căn bản theo không kịp diệp thần phong tốc độ. Trong chớp mắt, triệu phi vũ chỉ cảm thấy trên trán chuyển đến nhất cổ trọng lực, chỉ thấy Diệp Thần Phong thủ trưởng đặt tại ót của hắn thượng, hắn căn bản không kịp làm suốt bất kỳ phản ứng nào cùng chống cự rồi. Âm, um, một tiếng, Diệp Thần Phong ấn lại Triệu Phi Vũ cái chán, trực tiếp đem Triệu Phi Vũ theo như ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt đất gạch đá vỡ vụn, Triệu Phi Vũ thân thể lâm vào một cái nhợt nhạt hố nhỏ bên trong, đối mặt Diệp Thần Phong công kích, Triệu Phi Vũ căn bản cả cái gì một tia phản kháng cũng không làm được, hai người bọn họ không phải tại cùng một cấp bậc thượng. Chương 2222, phổ thông một mạch âm mưu. Cuộc tỷ thí này đích thật là mang tính áp đảo. Bất quá, là Diệp Thần Phong lấy mang tính áp đảo phương thức chiến thắng Triệu Phi Vũ. Toàn bộ tỷ thí trong quá trình, đối mặt Diệp Thần Phong tốc độ, thiên thần cảnh tầng 3 đỉnh phong Triệu Phi Vũ, hắn thậm chí ngay cả một tia phản kháng cũng không làm được. Tại tất cả mọi người chả chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, cuộc tỷ thí này liền đã kết thúc rồi liền biết Diệp Thần Phong hội thắng triệu thắng hồng đám người, bọn hắn cũng hơi hơi một cái ngây người, tuy rằng bọn hắn biết Diệp Thần Phong nhất định sẽ chiến thắng triệu phi vũ, nhưng bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong hội thắng như thế thẳng thắn dứt khoát, triệu phi vũ dù nói thế nào cũng là trẻ tuổi bên trong thiên tài a hát. Diệp Thần Phong thủ trưởng đã từ triệu phi vũ trên chán rời đi, chỉ thấy nằm trên mặt đất thượng nhợt nhạt hố nhỏ bên trong triệu phi vũ, hắn cặp mắt vô thần, tại ót của hắn thượng có một cái màu đỏ dấu năm ngón tay. Triệu Phi Vũ cũng không hề được vết thương nặng đến đâu thế, chỉ là toàn thân có một loại đau nhức cảm giác, trong đầu cũng là hỗn loạn, hắn con người đờ đẫn nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Diệp Thần Phong, hắn cứ như vậy thua. Hắn nhưng là cửu u băng sư trẻ tuổi bên trong thiên tài A Hát. Hắn làm sao có thể sẽ bại bởi một cái thực lực yếu hơn mình người. Hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này phổ thông nhất mạch lão tổ triệu thừa cao cùng triệu hoành lương, hai người bọn họ vẫn đục trong con ngươi lập lòe âm trầm, bọn hắn biết triệu phi vũ sức chiến đấu, bọn hắn vốn cho là triệu phi vũ nhất định có thể chiến thắng Diệp Thần Phong, nhưng kết quả triệu phi vũ trong tay Diệp Thần Phong liên ti hào phản kháng cũng không làm được, quả thực là nhược đến bạo, nhưng bọn họ cũng biết cũng không phải triệu phi vũ quá yếu, mà là Diệp Thần Phong sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh những người trẻ tuổi đồng lứa, bọn hắn lần nữa được Diệp Thần Phong cho khiếp sợ đến, bọn hắn bây giờ hoàn toàn là được Diệp Thần Phong chiết phục. Lấy 30 tuổi thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong thực lực, một chiêu cuối cùng liền đánh bại triệu phi vũ, này có thể dùng kinh diễm để hình dung. Ở đây sư vương nhất mạch người đối Diệp Thần Phong là càng thêm khen không dứt miệng rồi, về phần phổ thông nhất mạch một nhóm người cũng toàn bộ tiếp thu Diệp Thần Phong rồi. Dù sao đây là một cái lấy thực lực phi tôn thế giới bầu không khí tại yên lặng một lúc sau triệu tấn bằng mở miệng nói được rồi được rồi luận bàn cũng kết thúc kế tiếp tiếp tục tiến hành tiệc rượu hắn liếc mắt nhìn trên mặt đất triệu phi vũ nói ta xem phi vũ cũng không cách nào tiếp tục tham gia tiệc rượu rồi ai đưa hắn trở về một chuyến đi triệu thừa cao cùng triệu hoành lương hai người bọn họ trực tiếp mang đi triệu phi vũ còn có vài tên phổ thông nhất mạch người cũng cùng theo một lúc rời khỏi tại một lần nữa vào chỗ sau đó triệu tấn bằng đối với diệp thần phong thấp giọng nói thần phong xin lỗi hôm nay trận này hoan nghênh tiệc rượu là vì ngươi tổ chức đến cuối cùng lại vẫn muốn cho ngươi động thủ lão phu ta tự phạt một chén ngươi chỉ cần nhìn xem là được rồi triệu thắng hồng cùng triệu văn vũ cũng cùng một chỗ tự phạt một chén rượu bọn hắn biết vừa vặn là diệp thần phong hạ thủ lưu tình bằng không triệu phi vũ không nói tử vong cũng tối thiểu phải bị trọng thương Diệp Thần Phong hoàn toàn là cho bọn họ để lại mặt mũi, trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong là càng thêm tự trách. Diệp Thần Phong không sao cả khoát tay áo một cái, hắn làm như vậy hoàn toàn là xem ở Bạch Tiểu Nhu trên mặt mũi, hắn lập tức cũng uống một hớp rượu trong ly. Tại Triệu Phi vũ đám người sau khi rời đi, Yến hội bầu không khí là càng ngày càng nhiệt liệt rồi, rất nhiều người, đặc biệt là sư vương nhất mạch người. Bọn hắn toàn bộ liên tiếp đến cho Diệp Thần Phong chúc rượu, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong nhất định sẽ lấy Bạch Tiểu Nhu rồi, tương lai Diệp Thần Phong trả rất có thể sẽ trở thành sư vương nhất mạch tộc trưởng. Mà ở tiệc rượu càng ngày càng náo nhiệt thời điểm. Mảnh này độc lập trong tiểu thế giới, phổ thông một mạch chỗ ở. Một gian cực kỳ ẩn núp bên trong mật thất, ngoại trừ triệu thừa cao, triệu hoành lương cùng triệu phi vũ bên ngoài, còn có một cái đàn ông trung niên, cái này đàn ông trung niên chính là phụ thân của triệu phi vũ triệu kỳ sách, thực lực tại thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ triệu phi vũ ngồi xuống ghế trầm mặc không nói trên mặt hắn vẻ mặt khi thì phẫn nộ khi thì không cam lòng khi thì đổi bại triệu kỳ sách thấy thế hắn mở miệng nói phi vũ người tỉnh lại một điểm hiện tại không phải là ngươi suy nghĩ lung tung thời điểm không phải là thua một hồi giao đấu sao tiểu tử kia khắp mọi mặt thiên phú xác thực đến nay không có người bại ở trong tay hắn không oan a hát Thế nhưng, người tuy rằng lần này bại, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ để cho người tự tay chấm dứt tính mạng của hắn. Triệu Phi vũ hơi chút trở lại một chút thần, hắn ánh mắt nhìn xem phụ thân Triệu Kỳ Sách, nói, phụ thân. Trước mắt tiểu tử kia trăm phần trăm sẽ lấy đến bạch tiểu nhu rồi, ta không thể nào biết trở thành cửu u băng sư tộc trưởng kế tiếp nhiệm rồi. Triệu thừa cao hừ lạnh một tiếng nói, ai nói không thể nào. Lẽ nào chúng ta phổ thông một mạch liền nhất định phải được sư vương một mạch thống trị sao? Sư vương nhất mạch rất nhiều người đều đối với chúng ta phổ thông một mạch không cho là đúng, thậm chí ở trong mắt bọn họ, chúng ta phổ thông một mạch chỉ là hạ nhân mà thôi, chúng ta phổ thông một mạch không thể một mực tiếp tục như thế rồi. Triệu Hoành Lương trên mặt cũng tràn ngập tức giận, đúng vậy, dựa vào cái gì chúng ta phổ thông một mạch muốn so sư vương một mạch kém người một bậc? dựa vào cái gì không thể để cho chúng ta phổ thông một mạch đến thống lĩnh toàn bộ cửu u băng sư nhất tộc. Triệu Phi Vũ nghe được hai vị lão tổ tràn ngập mùi thuốc súng lời nói sau, hắn tựa hồ là đã minh bạch một ít cái gì, hắn nói ra, lão tổ, các người muốn muốn lật đổ sư vương một mạch. Nhưng chúng ta phổ thông nhất mạch người mặc dù nhiều, thế nhưng sư vương nhất mạch thực lực mạnh hơn chúng ta, lại nói chúng ta phổ thông một mạch bên trong có rất nhiều người sẽ không đồng ý lật đổ sư vương nhất mạch. Triệu kỳ sách cười lạnh nói, phi vũ, điểm này liền không dùng tới ngươi lo lắng, kỳ thực hai vị lão tổ sớm tại 100 năm trước, bọn hắn liền bắt đầu bắt tay kế hoạch, lần này là bởi vì Bạch Tiểu Nhu đột nhiên trở về, để cho chúng ta nhìn thấy một cái hy vọng khác, nếu như bọn hắn nguyện ý đem Bạch Tiểu Nhu gả cho ngươi, như vậy chúng ta cũng sẽ không thực thi cái kế hoạch kia rồi, nhưng bọn họ lại không biết tốt xấu như thế, tất cả những thứ này đều là bọn hắn bức bách. Triệu Phi Vũ là càng nghe càng hồ đồ, hỏi hắn, phụ thân, các ngươi đến cùng chuẩn bị cái gì kế hoạch? Lẽ nào các ngươi có biện pháp giết sư vương nhất mạch người sao? Lời nói như vậy cũng không có ý nghĩa rồi, tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng sư vương một mạch mới là chúng ta cửu u băng sư bên trong lớn nhất sức chiến đấu. Triệu thừa cao lắc đầu nói, phi vũ, chúng ta tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, chúng ta đương nhiên sẽ không để sư vương một mạch người đã chết, bọn hắn thống trị chúng ta nhiều năm như vậy chúng ta đương nhiên yếu ngược lại thống trị bọn họ chỉ phải cái này kế hoạch thành công hết thảy sư vương nhất mạch người toàn bộ hội thần phục với chúng ta triệu hoành lương cũng nói phi vũ người muốn tự tay chấm dứt tiểu tử kia tính mạng sao nhắc tới diệp thần phong triệu phi vũ sắc mặt lập tức dữ tợn lên một lát sau hắn nói ra lão tổ không thể để cho hắn chết quá tiện nghi rồi hắn không phải nắm giữ tứ sư tài năng sao chúng ta cử u băng sư cần yếu người như vậy, về sau liền để hắn thành vì chúng ta nô bộc đi. Chúng ta yếu ép khô hắn hết thảy, ta xem hắn thần phục tại ta dưới bàn chân mới là sảng khoái nhất. Triệu Hoành Lương phi thường hài lòng Triệu Phi vũ câu trả lời này, hắn nói ra, nếu sư vương một mạch người đã đã nhận định diệp thần phong này con rể rồi, như vậy kế hoạch của chúng ta cũng phải tăng nhanh, vừa vặn sau năm ngày chính là chúng ta mỗi năm một lần tế điển, đến lúc đó chúng ta tự đối sư vương một mạch động thủ. Triệu Phi Vũ hỏi, lão tổ, chúng ta đến cùng dùng biện pháp gì để sư vương nhất mạch bè tôi phục? Triệu Hoành Lương hồi đáp, viễn cổ thời đại sơ kỳ, long tộc không phải đem quái vật kia trấn áp tại chúng ta tổ địa bên trong đấy sao? Căn cứ chúng ta qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, chúng ta đã tìm ra mở ra phong ấn phương pháp xử lý rồi, trọng yếu nhất chúng ta đã cùng quái vật kia đã đạt thành hiệp định, đến lúc đó nó hội giúp chúng ta một chút sức lực. Triệu Phi Vũ khi nghe đến Triệu Hoành Lương lời nói sau, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, xem ra Triệu Hoành Lương trong miệng quái vật kia hẳn là tương đương khủng bố cùng đáng sợ. Audio điện tử võ tấn bền chương 2223, Hắc Ma, năm ngày lóe lên liền qua. Toàn bộ cửu U băng sư tộc quần sáng sớm liền bắt đầu bận túi bụi rồi, Hôm nay chính là cửu u băng sư mỗi năm một lần tế. Điển, mỗi một năm tế điển cửu u băng sư nhất tộc đều sẽ đúng giờ tiến hành. Đối với cửu u băng sư tới nói, trong một năm trọng yếu nhất tháng ngày chính là tế. Điển cái ngày này, mà Diệp Thần Phong tại đây năm ngày thời gian trong, hắn ngoại trừ cùng Bạch Tiểu Nhu sống chung một chỗ ở ngoài, sư vương nhất mạch rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa cũng một mực tới tìm hắn liên lạc cảm tình. Nguyên bản Diệp Thần Phong hai ngày trước sẽ phải rời khỏi, Triệu Văn Vũ mấy người cũng không có ngăn Bạch Tiểu Nhu cùng hắn cùng rời đi, nhưng bọn họ yêu cầu duy nhất chính là các loại tế. Điền kết thúc, Diệp Thần Phong mới có thể mang theo Bạch Tiểu Nhu rời đi, chỗ lấy cuối cùng Diệp Thần Phong chỉ có thể ở nơi này ở thêm mấy ngày. Cử hành tế, điền địa phương là tại tiểu thế giới này mặt phía bắc một chỗ khổng lồ màu trắng trên quảng trường, quảng trường này chính là hàng năm chuyên môn làm tế. Điền chuẩn bị Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu mấy người cũng đã đến nơi này, chỉ thấy quảng trường này mỗi một khối gạch đá, toàn bộ tràn đầy một loại khí tức cổ xưa, e sợ quảng trường này năm không thấp. Bạch Tiểu Nhu ôm Diệp Thần Phong cánh tay, mà Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh hai người, bọn họ là đi theo Diệp Thần Phong bên cạnh, trải qua này năm ngày quen thuộc, còn nữa Diệp Thần Phong đích thật là một cái sảng khoái người, cho nên hai người bọn họ cùng Diệp Thần Phong đã sớm là xưng huynh gọi đệ rồi, quan hệ là tiến triển phi thường cấp tốc thân thể to lớn tráng triệu thành minh hắn cười nói thần phong quảng trường này làm sao người có phải hay không cảm giác nơi này rất có cổ lão cảm giác phải biết chúng ta cửu u băng sư nhất tộc cũng là có nội tình nói ra e sợ còn muốn dọa ngươi nhảy một cái đây triệu hoa thanh cũng nói thần phong điểm này thành minh này đại lão thô đúng là không có nói láo chúng ta cửu u băng sư cao nhất thời đại là ở viễn cổ thời đại sơ kỳ Quảng trường này cũng là từ viễn cổ thời đại sơ kỳ một mực truyền lưu đến bây giờ. Triệu Thành Minh vội vàng lại nhận lấy lời nói, nói thần phong, người biết quảng trường này là ai giúp chúng ta kiến tạo sao? Diệp thần phong thấy Triệu Thành Minh thừa nước đục thả câu, hắn nhún nhún vai, nói ta tại sao phải biết là ai kiến tạo? Ta hôm nay chỉ là đến quan sát một cái tế, điển. Diệp thần phong vỗ vỗ Triệu Thành Minh vai, trải qua này năm ngày ở chung. Hắn biết Triệu Thành Minh là một người nóng tính, nói cái gì đều nhịn không được. Thấy Diệp Thần Phong thật giống không có bộ dáng hứng thú, Triệu Thành Minh quả nhiên nhịn không được, hắn nói ra Thần Phong. Đừng như vậy A-Hát, à ta biết ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ngươi chậm rãi nghe ta nói với ngươi. Quảng trường này chính là là năm đó viễn cổ thời đại Long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất giúp chúng ta cửu U-Băng sư kiến tạo, Long tộc tại viễn cổ thời đại sơ kỳ nhưng là vạn tộc đứng đầu tại thời đại kia, long tộc tại vùng thế giới này giữa là duy nhất bá chủ. mà chúng ta cửu u băng sư nhất tộc cùng long tộc vẫn còn có chút ngọn nguồn. long tộc năm đó cũng giúp chúng ta cửu u băng sư không ít bận biểu. có thể nói tại thời đại kia, bởi vì long tộc quan hệ, chúng ta cửu u băng sư nhất tộc cũng là phi thường cường đại. đáng tiếc cuối cùng long tộc không biết nguyên nhân gì xa sút rồi. những kia cùng long tộc đi tương đối gần chủng tộc, hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy liên lụy bao quát chúng ta cửu u băng sư nhất tộc cũng là như thế. Triệu Thành Minh tại thở dài sau, hắn tiếp tục nói, thần phong, long tộc sự tình. Người hẳn nghe nói qua ha, ta cho người biết, tại chúng ta cửu u băng sư bên trong có rất nhiều ghi chép long tộc chuyện năm đó tình cổ tịch, nếu như năm đó long tộc không có cô đơn, như vậy bây giờ vùng thế giới này khẳng định nhưng vẫn là tại long tộc dưới sự thống trị. Thần Phong, ta tuy rằng cũng bội phục ngươi, nhưng ta bội phục nhất vẫn là long tộc tộc trưởng đáng tiếc a hát. Tiếp này là không có cơ hội nhìn thấy long tộc tộc trường, cũng không biết bây giờ có còn hay không long tộc huyết mạch tồn tại đâu này. Diệp thần phong nghe được triệu thành minh này một loạt lời nói sau, trong lòng của hắn hơi dừng lại một chút, chẳng trách tại bước vào quảng trường này không bao lâu sau. Sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn lại có một ít phản ứng, nguyên lai like quảng trường này chính là là năm đó long tộc kiến tạo. Cửu U Bang sư nhất tộc cùng Long tộc vẫn còn có như vậy ngọn nguồn. Tại Diệp Thần Phong trong lòng suy tư thời khắc, Cửu U Bang sư nhất tộc tất cả mọi người hầu như đều tới đông đủ, Triệu Tấn Bằng, Triệu Thắng Hồng cùng Triệu Văn Vũ ba người này, bọn hắn đứng ở phía trước nhất. Bọn hắn quét mắt một lần trên quảng trường đám người, bọn hắn phát hiện chỉ có phổ thông nhất mạch Triệu thừa cao, Triệu Hoành Lương, Triệu Kỳ Sách cùng Triệu Phi Vũ không có trình diện rồi. Ba người bọn hắn lông mày hơi nhíu lại, tế. Điền thời gian đã đến, nay triệu thừa người cao đẳng chẳng lẽ còn bởi vì chuyện lúc trước tại bực bội sao? Mỗi năm một lần tế, điền chính là cửu u băng sư bên trong đại sự, triệu thừa người cao đẳng thật không ngờ không làm, bọn hắn cảm thấy cần thiết gõ một cái đối phương. Nhưng bây giờ tế, điền nhất định phải như lúc cử hành, triệu tấn bằng âm thanh nghiêm túc nói, người toàn bộ tới đông đủ, năm nay tế điển chính thức bắt đầu sức tiếng. Triệu Tấn Bằng, Triệu Thắng Hồng cùng Triệu Văn Vũ ba người này, ba người bọn hắn cánh tay đồng thời vung ngúa, từng luồng từng luồng năng lượng, từ cánh tay của bọn họ bên trong thẩm thấu mà ra. Két, 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 thanh âm vang lên. Một cái ngôi sao năm cánh tế, đài từ trong lòng đất sông ra, từ nơi này tế. Trên đài tỏa ra một loại hào quang màu đỏ. Mà ở tế, đài xuất hiện thời điểm, tiểu thế giới này phía tây nơi sâu xa nhất một địa phương. Trung quanh là âm khí âm u. Triệu thừa cao, triệu hoành lương, triệu kỳ sách cùng triệu phi vũ bốn người này, bọn hắn đứng ở một tòa núi cao dưới chân núi. Tại trên ngọn núi này phát họa rậm rạp chẳng chịt ký hiệu, những phù văn này là chuyên môn dùng để cầm cố cùng chân áp. Mà ở dưới chân núi còn có một nơi cửa động, nhưng cửa động được vỗ một cái cửa đá khổng lồ cho phong tỏa ngăn cản rồi, tại trên cửa đá phát họa một cái ngôi sao năm cánh đồ án cái này đồ án cùng tế đài hình dạng là giống nhau như đúc chỉ thấy trên núi ký hiệu cùng trên cửa đá ngôi sao năm cánh đồ án đồng thời lấp lánh ánh sáng triệu thừa cười lớn nói bọn hắn tế điền bắt đầu chúng ta cũng phải chuẩn bị hành động triệu thừa cao cùng triệu hoành lương nghiên cứu một khoảng trăm năm bọn hắn mới phát hiện một chuyện kỳ thực này tế điền tại viễn cổ thời đại sơ kỳ thời điểm đây là long tộc bàn giao cho cửu U băng sư nhất tộc một chuyện, lúc đó chả cũng không hề được gọi là tế. Điển, sau đó lâu dần, cửu U băng sư nhất tộc mới chậm rãi thanh hàng năm ngày hôm nay xưng là tế. Điển, tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất đã từng cùng quái vật kia đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng mới đưa quái vật này cho chiến thắng. Thế nhưng long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất cũng không cách nào đem quái vật này triệt để phá hủy, chỉ có thể tìm một nơi cực hàn đem quái vật này cho trấn áp. Mà cửu U băng sư tổ địa phi thường phù hợp yêu cầu này, cuối cùng long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất liền đem quái vật kia cho trấn áp tại nơi này, quái vật kia được gọi là hắc Ma. Nguyên bản hắc Ma bị trấn áp 10.000 năm, các loại sức mạnh của hắn suy yếu, long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất là có thể triệt để đem hắc Ma phá hủy rồi. Lúc trước Long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất đã bố trí ở chỗ này tốt hết thảy, chỉ cần chờ đến đúng lúc là được rồi. Ai biết còn không có đợi đến một thời gian vạn năm, Long tộc liền bắt đầu xa suốt rồi, đến cuối cùng cũng không có năng lực đủ đến triệt để phá hủy hắc ma. Mà mỗi một năm cái gọi là tế, điền, đây thật ra là vì gia cố đối hắc ma trấn áp cùng phong ấn. Căn cứ triệu thừa cao cùng triệu hoành lương này một khoảng trăm năm lưu ý, bọn hắn phát hiện mỗi lần tại tế. Điền sau khi bắt đầu, gia cố phong ấn cùng trấn áp thời điểm, đầu tiên sẽ có một đoạn yếu nhất thời gian, sau phong ấn cùng trấn áp mới sẽ càng kiên cố hơn. Cửa đá bên trong khả năng không có bất kỳ sơ hở, cho nên tại phong ấn cùng trấn áp yếu nhất thời điểm, hắc ma cũng không cách nào từ trong đó tránh ra, nhưng ở phía ngoài triệu thừa cao cùng triệu hoành lương ngược lại là tại yếu nhất thời điểm. Hai người bọn họ phát hiện một ít tế vi sơ hở, bọn hắn đã tìm cách rất nhiều năm, có thể nói bọn hắn đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị tuy rằng hắc ma chấn áp tại trong đó, nhưng ý thức của hắn có lúc còn có thể thẩm thấu ra, triệu thừa cao cùng triệu hoành lương trước đó chính là cùng hắc ma ý thức đạt thành hiệp nghị. Mắt thấy phong ấn cùng chấn áp nằm ở yếu nhất lúc. Triệu thừa cao cùng triệu hoành lương trong cơ thể khí thế cũng gấp bận biểu báo tố được đưa lên, bọn hắn đem trước chuẩn bị xong tất cả vật phẩm toàn bộ lấy ra, bọn hắn căn cứ từ bản thân nhiều năm như vậy quan sát, dựa theo kế hoạch một bước lại một bước tiến hành. Muốn tại yếu nhất thời điểm, lợi dụng cái kia một ít sơ hở, mở ra cửa đá cũng là phi thường khó khăn. Rất nhanh, Triệu Thừa Cao cùng Triệu Hoành Lương trong cơ thể linh khí hầu như tiêu hao hết, sắc mặt của bọn họ trắng bệch như tờ giấy, trong miệng là thở hổn hển, mà chính lúc lúc này, cái kia cửa đá khổng lồ bắt đầu rung động chuyển động, đang chậm chậm từng điểm từng điểm rời đi, rời đi tốc độ chậm tới cực điểm. Chương 2224, xếp hàng đang tại cử hành tế, điền trên quảng trường. Tại tế, điền đâu vào đấy chậm rãi tiến hành thời gian. Trong chớp mắt, cái kia ngôi sao năm cánh hình dạng tế. Đài mãnh liệt bắt đầu run rẩy, mặt trên tản ra hào quang màu đỏ lại đang chậm rãi lui đi, này làm cho Triệu Thắng Hồng, Triệu Tấn bằng cùng Triệu Văn Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Tại bọn hắn vẻ mặt nghi ngờ không thôi thời gian, từ phía tây phương hướng, oanh. Một tiếng, nhất cổ ngập trời sương mù màu đen bỗng nhiên phóng lên trời, đem bầu trời xa xăm trong nháy mắt nhiễm lên một tầng hắc. Đang nhìn đến ngập trời sương mù màu đen phóng lên trời phương vị sau đó triệu thắng hồng các loại hết thảy cửu u băng sư nhất tộc người, bọn hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, triệu thắng hồng, triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ ba người này, bọn hắn không lo được tiếp tục tế. Điền rồi, thân ảnh của bọn họ không hẹn mà cùng hướng về phía tây phương hướng nhanh chóng lao đi. Tại nhìn thấy Triệu Thắng Hồng đám người hành động, sau đó còn lại cửu u băng sư nhất tộc người, bọn hắn cũng dồn dập nhanh chóng đi theo. Tình cảnh này để Diệp Thần Phong đầu óc mơ hồ, nhưng nhìn thấy từ phía tây phóng lên trời sương mù màu đen sau, hắn cũng biết chắc là đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn xem bên cạnh Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh cũng không coi Diệp Thần Phong là làm người ngoài. Bọn hắn biết Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu sự tình là nhất định sẽ trở thành rồi, trong đó luôn luôn so sánh tỉnh táo Triệu Hoa Thanh, hắn ngữ khí cũng lo lắng nói ra, "Thần Phong, phía chúng ta chạy tới, vừa hướng ngươi giải thích." Diệp Thần Phong gật đầu đồng ý, hắn và Bạch Tiểu Nhu đi sát Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa quải niệm bên cạnh. Một bên chạy đi, Triệu Hoa Thanh cùng Triệu Thành Minh một bên đem liên quan với Hắc Ma sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần này làm cho Diệp Thần Phong rơi vào trong trầm mặc chỉ vì trong đầu hắn vang lên Lão Bạch cùng Lão Hắc thanh âm. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh âm thanh ngưng trọng nói ra, Hắc Ma. Trong truyền thuyết Hắc Ma dĩ nhiên là trấn áp tại cửu U băng sư tổ địa. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng không có ngày xưa trêu đùa, ngữ khí là dị thường nghiêm túc, tiểu tử, căn cứ chúng ta biết, này Hắc Ma tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, đó là hoành hành vô kỳ tồn tại, có thể nói tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, Hắc Ma chính là dưới một người, thực lực của hắn tại lúc đó chỉ thấp hơn Long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất. Chỉ tiếc Hắc Ma làm nhiều việc ác, cuối cùng làm cho Long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất tự mình ra tay, mới miễn cưỡng đem Hắc Ma cho trấn áp được rồi, tại ta cùng lão Bạch thời đại kia, rất nhiều người đều đang suy đoán Hắc Ma bị trấn áp địa điểm. Không nghĩ tới liền bị trấn áp cửu u băng sư tổ địa. Tiểu tử, một khi Hắc Ma tránh ra, e sợ nơi này tất cả mọi người sẽ không toàn mạng, căn cứ cổ tịch thượng ghi chép, hắc ma mặc dù không có đến sống mãi. Nhưng thực lực của hắn sâu không lường được, cơ hồ là tiếp cận sống mãi rồi, năm đó long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất đồng dạng là tiếp cận sống mãi tồn tại. Cho dù hắc ma bị trấn áp cùng phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực của hắn hay là giảm bớt không ít, thế nhưng hắc ma thủy Trung là hắc ma, cho dù thực lực của hắn chỉ khi nào năm một phần mười, nơi này tất cả mọi người cũng không đủ hắn nhét kẻ răng. Nghe được lão hắc ngưng trọng như thế cùng nghiêm túc lời nói, Diệp thần phong lông mày là ngay cả liền nhân lại, chiếu nói như vậy, hắc ma tại viễn cổ thời đại sơ kỳ. Tuyệt đối cũng coi như là là cường giả đỉnh cao một trong rồi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, càng đến gần phía tây nơi sâu xa nhất, chung quanh xương mù màu đen thì càng là nồng nặc, loại này xương mù màu đen sẽ không ngừng xuyên vào thân thể của con người bên trong, sẽ cho người có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Không ngừng tới gần phía tây tất cả mọi người, bọn hắn chỉ có thể dùng được trong cơ thể linh khí đến phòng ngự những này xương mù màu đen, nhưng không làm được trăm phần trăm phòng ngự. Suốt cuộc diệp thần phong cùng Bạch Tiểu Nhu bọn hắn cũng đi tới phía tây nơi sâu xa nhất, nơi này xương mù màu đen nồng nặc tới cực điểm, chỉ thấy bước đầu tiên chạy đến triệu thắng hồng đám người, bọn hắn được ngăn cách ở một tầng năng lượng màu đen lồng ánh sáng bên ngoài tại năng lượng màu đen lồng ánh sáng một bên khác chính là tòa kia trấn áp cùng phong ấn hắc ma cao sơn mà triệu thừa cao triệu hoành lương triệu kỳ sách cùng triệu phi vũ bốn người này bọn hắn đứng ở chân núi trước một hang núi cái kia niêm phong lại sơn động to lớn cửa đá bây giờ đã mở ra một cái nắm tay lớn nhỏ khe hở rồi từ trong đó không ngừng có sương mù màu đen nhô ra năng lượng màu đen này lồng ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ coi như là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả cũng không phá ra được. Triệu thắng hồng đám người và triệu thừa người cao đẳng nhìn nhau, triệu thắng hồng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới triệu thừa người cao đẳng lại dám thả ra hắc ma. Lẽ nào bọn hắn không biết hắc ma đáng sợ sao? Quả thực là muốn đem toàn bộ cửu u băng sư nhất tộc hướng về trong hố lửa đầy. Triệu tấn bằng trợn mắt trừng trừng quát, triệu thừa cao, các người biết mình đang làm gì sao? lẽ nào liền bởi vì lúc trước thần phong chiến thắng triệu phi vũ, các người liền muốn làm ra sự tình như thế đến? thần phong đã hạ thủ lưu tình, các người hiện tại lập tức cho ta thu tay lại. triệu hoành lương nở nụ cười lạnh, triệu tấn bằng, các người bớt ở chỗ này giả mù sa mưa để cho chúng ta thu tay lại. sau đó chúng ta tự tùy ý các người xử trí sao? nói thật căn bản không phải tiểu tử này chiến thắng phi vũ sự tình, chúng ta kỳ thực đã sớm tại kế hoạch tất cả những thứ này rồi. Triệu Hoành Lương khuôn mặt lộ ra điên cuồng cùng không cam lòng, tiếng nói của hắn càng thêm tan nát tâm can, nếu như phi vũ có thể cưới đến bạch tiểu nhu, hắn có thể trở thành kế tiếp nhiệm long tộc tộc trưởng, như vậy chúng ta cũng sẽ không đi đến một bước này rồi, này toàn bộ là các ngươi sư vương một mạch bức bách. Dựa vào cái gì chỉ có thể sư vương một mạch đến thống trị cửu u băng sư nhất tộc? Lẽ nào chúng ta phổ thông một mạch thì sẽ không thể thống trị sao? Đây là người nào quyết định xuống đạo lý? Chúng ta phổ thông một mạch cũng không tiếp tục yếu thần phục tại các ngươi sư vương nhất mạch dưới chân rồi. Triệu Thừa đánh giá cao được ngăn cách bởi năng lượng màu đen lồng ánh sáng bên ngoài còn lại cửu u băng sư nhất tộc, hắn cũng nói ta hiện tại có thể cho các ngươi một cơ hội, nếu như nguyện ý đứng ở chúng ta bên này như vậy các ngươi đem thức hải buông ra, để cho chúng ta tại các ngươi trong óc loại hạ cấm chế, như vậy các ngươi là có thể đi đến chúng ta bên này đến rồi. Bất kể là sư vương nhất mạch người, vẫn là phổ thông nhất mạch người, chúng ta đều là phi thường hoan nghênh, nhớ kỹ, đây là chúng ta cho các ngươi một cơ hội, các loại đến chúng ta triệt để khống chế các ngươi, đến lúc đó các ngươi lại lựa chọn thần phục với chúng ta, như vậy tình cảnh của các ngươi nhưng sẽ không như thế được rồi các ngươi cũng rõ ràng hắc ma đáng sợ chứ. Chúng ta đã cùng hắc ma hiệp định được rồi, chúng ta đều là dùng tu luyện chi tâm hiệp định, một khi trái với hiệp định, đem đến tâm tính của chính mình hội có ảnh hưởng, cho nên hắc ma tuyệt đối sẽ không gạt chúng ta. Có hắc ma đứng ở chúng ta bên này, chỉ dựa vào triệu thắng hồng, triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ này ba cái thiên thần cảnh người, bọn hắn có thể ngăn cản sao? Lẽ nào các người phải bồi bọn hắn? Hiện tại nguyện ý đứng đến chúng ta bên này tới, về sau mọi người vẫn là một cái trong tộc đàn, các loại sau đại cục định ra rồi, các ngươi liền chỉ lại là chúng ta nô bộc rồi. Hang núi kia miệng cửa đá tại rời đi càng lúc càng lớn, từ đó thấu đi ra ngoài xương mù màu đen cũng càng ngày càng nhiều, loại này xương mù màu đen để tâm tình của người ta mông thượng vẻ lo lắng. Tại bình thường một mạch bên trong nguyên bản rồi cùng Triệu Thừa Cao bọn hắn đi tương đối gần người. Bọn hắn không chút do so dự lựa chọn hướng về năng lượng màu đen lồng ánh sáng đi đến, Triệu thừa cao thần của bọn hắn niệm có thể nhẹ nhõm xuyên thấu qua năng lượng màu đen lồng ánh sáng, đây cũng là hắc ma chiếu cố nguyên nhân. Triệu thừa người cao đẳng thần niệm tại những người này trong óc gieo xuống dấu ấn, sau đó phàm là được gieo xuống dấu ấn người đều có thể nhẹ nhõm đi qua năng lượng màu đen lồng ánh sáng, cuối cùng đi tới Triệu thừa cao bên cạnh của bọn họ. Long tộc lão thất phu kia trấn áp ta nhiều năm như vậy, ta cuối cùng tính có lúc được thấy mặt trời rồi, đợi ta hắc ma khôi phục thực lực thời gian, chính là ta trưởng khống vùng thế giới này thời điểm. Một đạo uy nghiêm đáng sợ mà lại thanh âm già nua từ cửa đá từ từ mở rộng khe hở bên trong truyền ra, kèm theo thanh âm truyền ra, còn có một đạo năng lượng mạnh mẽ chấn động từ trong đó tản ra. Này đạo sóng năng lượng liền ngay cả thần vương cảnh đỉnh phong cường giả cũng không cách nào thả ra, tại cảm nhận được này đạo sóng năng lượng sau, lại có càng nhiều phổ thông nhất mạch người bọn hắn hướng về năng lượng màu đen lồng ánh sáng đi đến cuối cùng xong phương xếp hàng phi thường rõ ràng rồi hơn một nửa phổ thông nhất mạch người toàn bộ lựa chọn đứng ở triệu thừa người cao đẳng phía bên kia chỉ có gần một nửa phổ thông một mạch người vẫn cứ lựa chọn ở lại triệu tấn bằng bọn hắn bên này về phần sư vương nhất mạch người bọn hắn nhưng là toàn bộ không có hướng về triệu thừa cao bọn hắn cúi đầu sư vương nhất mạch mọi người là cực kỳ cao ngạo dưới cái nhìn của bọn họ tôn nghiêm muốn so tính mạng còn trọng yếu hơn. Đang nhìn đến cuối cùng xếp hàng sau đó triệu thừa cao cười lạnh nói, xem ra các ngươi những người này sau này toàn bộ muốn trở thành cửu u băng sư bên trong nô bộc rồi. chương 2225 Ký sinh Phong bế ở sơn động cửa đá đã mở ra một nửa. Nhưng trong cửa đá bộ nhằm vào hắc ma cấu tạo vô số cấm chế, chỉ có chờ cửa đá hoàn toàn rời đi sau đó hắc ma mới có thể thật sự từ trấn áp cùng trong phong ấn đi ra. Năm đó Long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất cùng hắc ma trận chiến đó, để hắc ma nhận lấy thương không nhẹ, bây giờ hắc ma không có thân thể của mình, hắn bây giờ hình thái chính là một đoàn có ý thức khói đen, nhưng này đoàn trong khói đen ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại, kia không ngừng từ cửa đá sau lưng tản ra sương mù màu đen, chính là hắc ma chỗ tản mát ra. Mắt thấy hắc ma thật sự muốn từ chân áp cùng trong phòng ấn chạy trốn ra ngoài rồi, triệu thắng hồng, triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mà diệp thần phong ánh mắt cũng có vẻ nghiêm nghị cực kỳ. Triệu tấn bằng giận dữ hết, triệu thừa cao, các người quả thực là tự tìm đường chết, các người cho rằng phát hiện sơ hở, các người liền thật sự có thể thả ra hắc ma sao. Nếu như vừa vặn các người nguyện ý quay đầu lại, như vậy chúng ta có thể không tính đến, nhưng bây giờ hết thảy đều đã chậm. Triệu Tấn bằng, Triệu Thắng Hồng cùng Triệu Văn Vũ ba người này, bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau, ba người bọn hắn trong tay đồng thời xuất hiện một khối màu trắng long hình ngọc bội, bọn hắn đem trong cơ thể linh khí truyền vào trong ngọc bội sau, bọn hắn lập tức đem trong tay long hình ngọc bội ném về trên bầu trời. Ba khối tản ra ánh sáng màu trắng long hình ngọc bội, lập tức đem chung quanh xương mù màu đen cho giải khai, lóng lánh ánh sáng màu trắng cùng trên núi cao ký hiệu lấy được liên hệ kèm theo ba khối trôi nổi ở trên bầu trời ngọc bội lóng lánh càng lúc càng tăng nhanh, chỉ thấy cái kia phát hỏa tại cao sơn ký hiệu bên trong sức mạnh đột nhiên tăng cường. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở trong không khí vang vọng ra. Mặt đất trong dây lát chấn động một chút, sát theo đó, cái kia nguyên bản càng mở càng lớn cửa đá, dĩ nhiên đình chỉ mở ra xu thế, trái lại lại đang chậm rãi quan nhắm lại. Theo cửa đá đang chậm chậm đóng, Trung quanh xương mù màu đen tại một lần nữa trở về cửa đá sau lưng, liền ngay cả năng lượng màu đen kia lồng ánh sáng cũng đang trở nên càng ngày càng nhạt mỏng. Này ba khối màu trắng long hình ngọc bội chính là từ viễn cổ thời đại sơ kỳ một mực lưu truyền xuống, tại bây giờ toàn bộ cửu U băng sư nhất tộc bên trong, chỉ có triệu tấn bằng, triệu thắng hồng cùng triệu văn vũ biết này ba khối ngọc bội. Này ba khối ngọc bội có thể dưới tình huống khẩn cấp, trong nháy mắt tăng cường phong ấn cùng chân áp, chỉ có các đời sư vương nhất mạch lão tổ cùng tộc trưởng mới có. Cho nên, thân là phổ thông nhất mạch triệu thừa cao cùng triệu hoành lương đám người. Bọn hắn căn bản không biết chuyện này. Đang nhìn đến cửa đá dĩ nhiên một lần nữa chậm rãi đóng cửa, triệu thừa cao đám người trên mặt cười gần trong nháy mắt cứng ngắc ở, những kia lựa chọn đứng ở hắn nhóm bên này cửu u băng sư tộc người, cũng toàn bộ là sắc mặt sinh ra vi vi biến hóa, nếu như quay đầu lại hắc ma vẫn là không cách nào thả ra ngoài, như vậy sư vương nhất mạch người trăm phần trăm sẽ không để cho triệu thừa cao bọn hắn sống tiếp rồi. Dù sao bọn hắn phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Tại sao lại như vậy? Dựa vào cái gì như vậy? Hẳn lại yếu vòng đến chúng ta phổ thông nhất mạch người làm chủ rồi. Triệu thừa cao môi run cầm cập tự nhủ, mắt thấy sương mù màu đen càng ngày càng ít, năng lượng màu đen lồng ánh sáng càng ngày càng bạc nhược sau diệp thần phong trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm mà đang lúc này từ chính đang đóng cửa đá sau lưng lần thứ hai truyền ra hắc ma thanh âm già nua nhanh nhanh để tay của một người cánh tay đưa vào cửa đá bên trong ta hiện tại nhất định muốn mượn thân thể của những người khác rời đi nơi này bằng không liền thật sự không có cơ hội này cửa đá là từ nội bộ hạn chế trụ hắc ma chạy trốn ra ngoài nhưng người bên ngoài có thể mang cánh tay thăm dò vào trong cửa đá, sẽ không được đến bất kỳ trở ngại. Hắc ma thanh âm không có đình chỉ, liền để cái kia thiên thần cảnh tầng ba đỉnh phong trường sa màu trắng tiểu tử đem cánh tay luồn vào đến, không nên có bất kỳ do dự. Có thể cùng bản tôn linh hồn dung hợp, này chính là là vận khí của hắn, ta có thể đáp ứng bảo lưu hắn một phần ý thức, đến tương lai tìm tới càng thêm thích hợp thân thể, ta sẽ từ bên trong thân thể của hắn rời đi, đến lúc đó ta lại đưa cho hắn một phần cơ duyên to lớn. Hắc ma trong lời nói chỗ nói người chính là Triệu Phi Vũ rồi. Triệu Thừa Cao, Triệu Hoành Lương cùng Triệu Kỳ sách đám người nghe được Hắc ma lời nói sau, bọn hắn toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Phi Vũ. Hắc ma trong lời nói ý tứ phi thường đã minh bạch, hắn yếu ký sinh tại một người trong thân thể, như vậy hắn là có thể không cần chờ đến cửa đá hoàn toàn mở ra. Hắn là có thể đi ra ngoài rồi, mà hắn lựa chọn ký sinh chính là Triệu Phi Vũ thân thể. Triệu Phi Vũ tại cảm nhận được Triệu Thừa Cao đám người ánh mắt sau đó hắn lại nhìn một cái năng lượng màu đen lồng ánh sáng một bên khác Diệp Thần Phong, trong lòng hắn không cam lòng cùng phẫn nộ lần thứ hai hiện lên. Hắn còn chưa thể chết đây, hắn chả yếu tận mắt thấy Diệp Thần Phong ở trước mặt mình khúm núm. Hắc ma đáp ứng rồi có thể bảo lưu hắn một phần ý thức. Như vậy thân thể cùng Hắc ma tạm thời dung hợp sau hắn, thực lực nhất định sẽ mức độ lớn dâng lên, đến lúc đó coi như là triệu thắng hồng đám người cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn khát vọng thu được sức mạnh, hắn khát vọng thu được càng nhiều hơn sức mạnh, hắn phải đem Diệp Thần Phong hung hăng đạp ở dưới bàn chân. Hắn yếu ngay trước mặt Diệp Thần Phong đoạt lấy Bạch Tiểu Nhu. Triệu Phi Vũ trong lòng cơ hồ đã được lửa giận cho tràn ngập đầy, hiện tại bầy ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường rồi, một con đường là đợi được cửa đá triệt để đóng, Hắn được Triệu Thắng Hồng đám người giết chết, một con đường khác chính là tin tưởng Hắc Ma lời nói, tạm thời để Hắc Ma cùng hắn dung hợp. Triệu Phi Vũ đối với Triệu Thừa người cao đẳng gật gật đầu, sau đó hắn trực tiếp đi tới trước cửa đá, nhìn xem lập tức muốn triệt để đóng cửa đá, hắn đem tay phải của mình cánh tay thăm dò vào trong đó. Triệu Thắng Hồng mấy người cũng là nghe được Hắc Ma kia phen lời nói, mắt thấy Triệu Phi Vũ thật sự chiếu vào Hắc Ma lời nói làm bọn hắn không nói lời gì lập tức đối với ngăn trở năng lượng màu đen lồng ánh sáng triển khai công kích. Tuy nói năng lượng màu đen lồng ánh sáng càng ngày càng bạc nhược rồi, nhưng cũng không phải triệu thắng hồng bọn hắn tiện tay có thể phá tan tới. Mà đưa cánh tay thăm dò vào cửa đá sau lưng triệu phi vũ, trên mặt hắn lập tức lộ ra thần sắc thống khổ, chỉ nghe hắc ma thanh âm lần thứ hai truyền ra, tin tưởng ta, người sẽ không vì lựa chọn của mình hối hận ta tối thiểu có thể để cho người bộ thân thể này trở thành một tên tuyệt đối cường giả. Nồng nặc khói đen bao quanh triệu phi vũ thăm dò vào cửa đá sau lưng cánh tay, những kia bao vây lấy hắn xương mù màu đen, đang từ từ thẩm thấu tiến vào cánh tay của hắn bên trong, cuối cùng từ cánh tay của hắn bên trong chậm rãi trào vào bên trong thân thể của hắn. Đọc truyện với Nồng đặc như mực khói đen tràn vào tốc độ phi thường nhanh, triệu phi vũ trên mặt vẻ mặt giữ tợn như ma quỷ. Rất nhanh, chỉ thấy Triệu Phi Vũ dưới da có từng đạo màu đen khí thể tại chuyển động loạn lên, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong da đều có một đạo màu đen khí thể đang không ngừng qua lại, dáng dấp kia là hết sức làm người ta sợ hãi. Triệu Phi Vũ môi triệt để biến thành màu đen, từ trên người hắn tản ra một loại màu đen linh khí, trong cơ thể hắn khí thế cũng đang nhanh chóng kéo lên, không ngừng kéo lên. Ầm, uhm, một tiếng năng lượng màu đen kia lồng ánh sáng rốt cục được triệu thắng hồng triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ bọn hắn liên thủ phá tan rồi mà lúc này triệu phi vũ cũng vừa hay đem cánh tay của mình rút ra cửa đá cũng vừa xảo hoàn toàn phong bế ở chỉ thấy triệu phi vũ hoàn toàn là người không ra người quỷ không ra quỷ được rồi hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong da không ngừng đang ngọ nguậy cái kia nhảy nhót lung tung màu đen khí thể như cùng là từng cái từng cái buồn nôn bỏ sát Triệu phi vũ khí thế trên người đã từ lâu vượt qua thiên thần cảnh rồi, hắn bây giờ ý thức trả là của mình, hắc ma ý thức vẫn không có hoàn toàn cùng hắn dung hợp, chỉ có trước đem sức mạnh dung hợp sau đó mới có thể dung hợp ý thức. Hắc ma thanh âm già nua tại triệu phi vũ trong đầu vang lên, bản tôn sức mạnh liền để ngươi khống chế một hồi, tại trong ngày hôm nay, ngươi có thể dùng bản tôn sức mạnh làm bất cứ chuyện gì, một khi hôm nay qua đi, bản tôn ý thức liền sẽ triệt để dung nhập vào trong thân thể ngươi rồi. Đến lúc đó bộ thân thể này liền để ta làm khống chế, ta chỉ biết cho ngươi bảo lưu một tia ý thức. Khi nghe đến hắc ma lời nói sau, người không ra người quỷ không ra quỷ triệu phi vũ, tâm tình của hắn kích động, loại này toàn thân tràn ngập vô tận sức mạnh cảm giác thật sự là quá tốt. Ánh mắt của hắn tại triệu thắng hồng bọn người trên thân quét qua, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại diệp thần phong trên người, hắn lạnh lùng nói: ngươi không phải là làm thiên tài sao? ngươi không phải là rất châu tách ra sao? đến a hát có bản lĩnh ngươi tái chiến thắng ta a triệu thắng hồng triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ ba người bọn hắn không có manh động rồi căn cứ cảm giác của bọn họ bây giờ triệu phi vũ tại về mặt thực lực e sợ vượt qua cho bọn họ rồi ba người bọn hắn liên thủ cần phải cũng không phải là đối thủ của triệu phi vũ rồi lẽ nào sư vương một mạch vào hôm nay liền thật sự yếu trở thành quá khứ thức sao? chương 2226, thật bất hạnh, người đáp đúng. Triệu thừa cao đẳng phổ thông nhất mạch người, bọn hắn cảm giác được triệu phi vũ trên người hoàn toàn vượt qua thần vương cảnh thật khí thế sau, bọn hắn căng thẳng thần kinh cuối cùng là thả lỏng ra, khóe miệng một lần nữa hiện lên cười gần. Mà Diệp Thần Phong khi nghe đến Triệu Phi Vũ lời nói sau, trong đầu hắn nhanh chóng suy tư lên, tuy nói hắn hỗn độn bên trong chiếc nhẫn, có hai vị thần vương cảnh con rối, nhưng triệu phi vũ thật khí thế rõ ràng vượt qua thần vương rồi, cho dù lấy ra con rối đến, cũng không khả năng chiến thắng bây giờ triệu phi vũ. Đương nhiên Diệp Thần Phong đúng là có thể trực tiếp trốn hỗn độn trong chiếc nhẫn, thế nhưng trừ phi hắn không quản những người còn lại chết sống rồi, bằng không hắn nhưng không có cách nào lập tức đem nhiều người như vậy toàn bộ đưa vào trong tiểu thế giới. Bạch Tiểu Nhu là ôm thật chặt Diệp Thần Phong cánh tay, Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh hai người bọn họ đứng ở Diệp Thần Phong bên phải. Thấy Diệp Thần Phong không có mở miệng nói chuyện, môi đen nhánh cực kỳ, dưới da có đen sắc khí thể nhúc nhích Triệu Phi Vũ, hắn khinh thường nói, làm sao? Hiện tại biết sợ sao? Hiện tại biết mình không coi vào đâu sao? Trước đó một chiêu đem ta đánh bại, người không phải là rất lợi hại sao? Người hôm nay lại đến cho ta sáng tạo một cái kỳ tích nhìn xem à. Triệu Tấn Bằng, Triệu Thắng Hồng cùng Triệu Văn Vũ ba người này, bọn hắn đem Diệp Thần Phong chắn sau lưng. Diệp Thần Phong cũng tiện tay vung lên, hắn đem hai tôn thần vương cảnh sơ kỳ con rối phóng thích ra ngoài, đồng thời trực tiếp tỉnh lại cái này hai tôn con rối. Lập tức có hai luồng thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế, từ nơi này hai tôn con rối trên người vọt ra, Tại Diệp Thần Phong thả ra hai tôn thần vương cảnh sơ kỳ con rối, sau đó người ở chỗ này toàn bộ hơi sững sờ, e sợ chẳng ai nghĩ tới ở trên người hắn còn có hai tôn mạnh mẽ như thế con rối. Nhưng Triệu Phi Vũ tại sửng sốt một chút sau đó hắn liền lập tức tỉnh táo lại, hắn nói, hai tôn thần vương cảnh sơ kỳ con rối. Lá bài tẩy của ngươi cũng không ít, nhưng bây giờ ta đã không phải là lúc trước ta, thần vương cảnh tại ta Triệu Phi Vũ trước mặt tính cái gì? Triệu Phi Vũ thân ảnh lập tức hơi động, hắn hướng về Triệu Thắng Hồng đám người triển khai công kích, Triệu Thắng Hồng bọn hắn toàn bộ đều tại Thần Vương cảnh, trong đó mạnh nhất Triệu Tấn bằng cũng chỉ là tại Thần Vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Mà đang tiếp thu hắc ma sức mạnh dung hợp về sau Triệu Phi Vũ, hắn cho thấy tốc độ căn bản để người ở chỗ này không nhìn thấy, liền ngay cả Diệp Thần Phong cũng bắt giữ không tới một tia bóng người, tốc độ này quả thực nhanh đến mức cực hạn cái kia hai tôn tỉnh lại thần vương cảnh sơ kỳ con rối bọn hắn cũng căn bản là không tìm được mục tiêu công kích. Âm, 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 thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ thấy triệu thắng hồng, triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ ba người này, bọn hắn tại bây giờ triệu phi vũ trước mặt không phản kháng chút nào lực lược, lược, thân thể của bọn họ đều hứng chịu tới công kích mãnh liệt, bọn hắn ngũ tạng lục phủ nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Chỉ là một cái hiệp, ba người bọn hắn hoàn toàn không có cách nào từ mặt đất đứng lên rồi, trong miệng không ngừng có tiên huyết tại tràn ra tới. Triệu Phi vũ thực lực hôm nay tối thiểu tại thần tôn tầng thứ, thần vương cảnh cường giả tại thần tôn cảnh cường giả trước mặt tự nhiên là không đáng chú ý, này hai cấp bậc trong lúc đó cách biệt nhiều lắm. Diệp thần phong thả ra hai tôn thần vương cảnh sơ kỳ con rối, chỉ thấy hai tôn con rối trong cơ thể năng lượng nguyên trực tiếp được triệu phi vũ cho đánh nát, hai tôn thần vương cảnh sơ kỳ con dối cứ như vậy báo hỏng triệu phi vũ liếc nhìn nằm ở trên mặt đất triệu thắng hồng đám người sau đó ánh mắt của hắn lần nữa nhìn hướng diệp thần phong hắn nói ra người còn có cái gì lá bài tẩy sao người có thể xử hết ra hôm nay ta triệu phi vũ cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút thấy triệu thắng hồng đám người toàn bộ mất đi sức chiến đấu đứng ở triệu thắng hồng bọn hắn bên này tộc nhân bọn hắn trong con người tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi thật sự là triệu phi vũ bày ra thực lực quá mạnh mẽ, phải biết tại cửu U băng sư nhất tộc bên trong, người nào không biết triệu thắng hồng, triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ thực lực mạnh mẽ. Nhưng hôm nay ba người này trong tay triệu phi vũ liền một chiêu đều không có chịu đựng được. Triệu thừa cao, triệu hoành lương cùng triệu kỳ sách đám người, bọn hắn nhìn thấy tình cảnh này sau đó tâm tình của bọn họ trở nên sung sướng lên. Triệu thừa cười lớn nói, triệu tấn bằng, các ngươi sư vương nhất mạch thời đại đi qua, Kế tiếp là chúng ta phổ thông một mạch thống trị lúc, bất quá, các ngươi cũng yên tâm, chúng ta sẽ không để cho các ngươi liền chết như vậy, chúng ta hội thực hiện lúc trước hứa hẹn, các ngươi tất cả mọi người sẽ trở thành chúng ta nô bộc. Ha ha ha, Triệu Hoành Lương lên tiếng bắt đầu cười lớn, ngày hôm nay chờ quá lâu rồi, các ngươi sư vương một mạch cũng có hôm nay, này toàn bộ đều là các ngươi tự tìm. Ngã xuống đất không cách nào đứng lên Triệu Tấn bằng, Triệu Thắng Hồng cùng Triệu Văn Vũ ba người bọn họ mi tâm nhíu thật chặt, trên mặt tràn đầy bi ai, trong đó triệu tấn bằng quát, chúng ta sư vương một mạch chưa từng làm có lỗi với các người phổ thông nhất mạch sự tình. Tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, chúng ta sư vương một mạch được long tộc vừa ý, long tộc vừa ý chỉ là chúng ta sư vương một mạch mà thôi, nhưng chúng ta sư vương một mạch làm lúc cũng không có bỏ xuống các người phổ thông một mạch. Vào lúc đó các người phổ thông một mạch căn bản sẽ không cho chúng ta mang đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại các người chỉ sẽ trở thành gánh nặng của chúng ta, phân chia hết thuộc về chúng ta sư vương nhất mạch tài nguyên. Nhưng tổ tiên là như thế nào làm? bọn hắn chẳng những không có bỏ xuống các người phổ thông một mạch, bọn hắn trả thanh tài nguyên chia đều cho các người phổ thông một mạch, mà lúc trước các người phổ thông nhất mạch tổ tiên, bọn hắn phát thệ sau này hết thảy phổ thông một mạch toàn bộ hội nghe theo sư vương nhất mạch. Những chuyện này sư vương một mạch cùng các người phổ thông nhất mạch trong sách cổ đều có ghi lại chúng ta sư vương một mạch chưa từng làm bất kỳ chuyện sai cho dù đã đến bây giờ chúng ta sư vương một mạch đối với các người phổ thông một mạch cũng phi thường công bằng chỉ muốn các người phổ thông một mạch bên trong có thiên phú người tốt sinh ra ta đồng dạng là tiêu hao to lớn tài nguyên đi bồi dưỡng đây chính là chúng ta cái gọi là bức bách sao các ngươi quả thực là vong ân phụ nghĩa triệu hoành lương khinh thường cười nói triệu tấn bằng ngươi không cần tốn nhiều nước miếng coi như là chúng ta vong ân phụ nghĩa thì lại làm sao? Chúng ta chính là không muốn nghe từ các ngươi sư vương một mạch rồi. Triệu tấn bằng đám người toàn bộ lâm vào trong tuyệt vọng, mà triệu phi vũ nhìn xem Diệp Thần Phong lần thứ hai nói ra, xem ra ngươi là muốn ta động thủ trước. Vậy ta sẽ tác thành ngươi, liền để ta lại đến mở mang thực lực của ngươi đi. Mà đứng tại chỗ Diệp Thần Phong, từ vừa mới bắt đầu, hắn dựa vào sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn, hắn tại vùng thế giới này giữa cảm nhận được một loại nào đó long tộc sức mạnh hắn đang không ngừng thử cùng sức mạnh kia câu thông tại triệu phi vũ muốn động thủ thời khắc hắn cuối cùng là cùng nguồn sức mạnh kia câu thông lên tại câu thông thượng nguồn sức mạnh kia sau chỉ nghe oanh một tiếng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một lỗ hồng khổng lồ từ nơi này lỗ lớn bên trong lao ra khỏi một cái cự đại màu trắng cối say tại đây xoay tròn cối say dưới đáy có một cái đen như mực cửa động ở cái này cối say mặt ngoài khắc họa từng cái từng cái bạch long, rậm rạp chẳng chịt bạch long che kín toàn bộ cối say. Triệu phi vũ bên trong thân thể hắc ma tại cảm thấy giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện cối say sau đó hắn lập tức trở nên bất an, có thể lập tức hắn lại thả lỏng ra, tiếng nói của hắn từ triệu phi vũ trong cơ thể lộ ra, đây chính là năm đó long tộc lão thất phu kia lưu hậu chiêu đi. Muốn phải chờ tới một thời gian vạn năm vừa đến, mở ra này long văn cối say là có thể triệt để đem thần trí của ta cùng linh hồn cũng triệt để vỡ vụn. Đáng tiếc bây giờ một thời gian vạn năm đã đến, này long văn cối say có thể triệt để phá hủy ta, đáng tiếc cái này long văn cối say chỉ có long tộc tộc trưởng mới có thể mở ra. Long tộc lão thất phu kia vẫn là tính sai một bước a -hát. Ta hắc ma nhất định phải hội quật khởi lần nữa. Triệu thắng hồng đám người nhìn xem đột nhiên xuất hiện long văn cối say, bọn hắn thật giống cũng biết này cối say, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy thiết hận, mà Diệp Thần Phong khi nghe đến hắc ma lầm bầm lầu bầu sau, hắn cười nói, đa tả giải thích của ngươi, xuất hiện tại các ngươi có thể lên đường. Diệp Thần Phong câu này có vẻ hơi không hiểu ra sao, Triệu Phi Vũ hắn nói, tiểu tử, cho tới bây giờ ngươi còn muốn giả thần giả quỷ sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn nói ngươi chính là Long Tộc Tộc trưởng? Ngươi có thể mở ra này Long Văn Cối Say. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, thật bất hạnh, người đáp đúng xuất tiếng tất cả mọi người cho rằng diệp thần phong là ở nói bậy nói bạ liền ngay cả triệu thắng hồng bọn hắn cũng không thể nào tin nổi mà diệp thần phong chỉ là không ngừng câu thông giữa bầu trời cự đại long văn cối say sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn vận chuyển tới cực hạn tại triệt để cùng long văn cối say liên lạc với sau xé tan xé tan xé tan chỉ thấy diệp thần phong sau lưng quần áo xé nứt ra rực rỡ long tộc tộc trưởng dấu ấn nhất thời hiện lên hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. chương 2227, Hắc Ma chết. Cửu U băng sư nhất tộc bởi vì cùng long tộc có ngọn nguồn, bọn hắn tự nhiên là tại cuộc tịch thượng từng chứng kiến long tộc tộc trưởng dấu ấn. Về phần Hắc Ma liền càng không cần phải nói, hắn nhưng là được long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất chân áp tại nơi này. Hắn đối long tộc tộc trưởng dấu ấn là không thể quen thuộc hơn nữa trong lúc nhất thời hiện trường nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Diệp thần phong sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn quá lóng lánh, theo hắn thôi thúc dấu ấn, có chân long khí tức từ trong cơ thể hắn tản ra. Ở đây tất cả mọi người lâm vào một loại cực độ trong khiếp sợ, nằm ở triệu phi vũ bên trong thân thể hắc ma, hắn tại cảm giác được diệp thần phong sau lưng dấu ấn sau đó cả người hắn như là gặp ma, trước hắn đang cùng triệu thừa người cao đẳng đạt thành nghiệp nghị thời điểm, hắn từ triệu thừa người cao đẳng trong miệng biết được, bây giờ long tộc đã biến mất ở vùng thế giới này giữa rồi, long tộc thời đại cũng sớm đã đi qua vô số tuế nguyệt rồi. Này làm cho hắc ma trong lòng cảm thấy sảng khoái, nhưng ai biết hắn thật vất vả, rốt cuộc nguyện triệu phi vũ thân thể thoát phây rồi, ở đây dĩ nhiên cũng làm có long tộc tộc trưởng. Này long tộc không phải đã sớm biến mất ở vùng thế giới này giữa sao? Triệu phi vũ trên mặt khinh thường không còn sót lại chút gì rồi, hắn thân là cửu u bang sư người, hắn tự nhiên là biết long tộc tộc trưởng dấu ấn, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại là rồng ở trong truyền thuyết tộc tộc trưởng. Như vậy bây giờ vẫn tồn tại long tộc sao? Triệu thừa cao, triệu hoành lương cùng triệu kỳ sách các loại phổ thông nhất mạch người, bọn hắn toàn bộ tại trong khoảnh khắc lâm vào dại ra bên trong. Chính là người có tên, cây có bóng. Tuy nói long tộc sớm đã trở thành kiểu quá khứ rồi, nhưng ở viễn cổ thời đại sơ kỳ long tộc nhưng là vạn tộc đứng đầu, bực này đáng sợ bá chủ địa vị, đến nay vẫn là không ai bằng, lại nói nơi này chính là được thứ tộc trưởng đời thứ nhất lưu lại một tay. Ngã xuống đất không dậy nổi triệu thắng hồng, triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ, bọn hắn sững sờ nhìn xem diệp thần phong sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn, này hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, kỳ thực bọn hắn cũng không cho là long tộc còn có người còn sống rồi, nhưng hôm nay tại tại bọn hắn trước mắt lại mạnh mẽ nhảy ra một cái Long tộc tộc trưởng đến. Những sư vương đó nhất mạch tộc nhân, bọn hắn cũng toàn bộ là không cách nào từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, thật sự là Diệp Thần Phong Long tộc tộc trưởng thân phận quá đột nhiên. Đạo đưa bọn họ trong lúc nhất thời chả không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Dựa vào Diệp Thần Phong Bạch Tiểu Nhu, nét mặt của nàng không có quá nhiều biến hóa, ở trong mắt nàng của nàng Diệp đại ca là lợi hại nhất dù sao mặc kệ Diệp Thần Phong là thân phận gì. Người vẫn luôn sẽ ở Diệp Thần Phong bên người. Mà đứng tại Diệp Thần Phong bên phải Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh, hai người bọn họ không làm được như Bạch Tiểu Nhu như vậy chấn định, bọn hắn trước đó chả đang nổ cửu U băng sư nội tình, bọn hắn trước đó chả đang nổ cửu U băng sư cùng Long Tộc đã từng ngọn nguồn, nhưng bọn họ quay đầu lại mới biết mình dĩ nhiên là tại Long Tộc tộc trưởng trước mặt nói khoác những này bọn hắn hiện tại rất muốn tìm đầu khe nứt chui xuống dưới chuyện này quả thật là quá mất mặt rồi cùng giữa bầu trời cự đại long văn cối say bắt được liên lạc diệp thần phong hắn nhưng không lo được chu vi những người khác cảm xúc biến hóa hiện tại trọng yếu nhất chính là tận mau đem hắc ma giải quyết hắc ma sống thêm một giây đồng hồ bọn hắn những người này liền nhiều một giây đồng hồ nguy hiểm diệp thần phong tăng nhanh thôi thúc long tộc tộc trưởng dấu ấn tốc độ một tiếng mãnh liệt rồng gầm từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể truyền ra, sát theo đó, một cái màu vàng cự long hư ảnh hiện lên ở Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu, cuồn cuộn long uy từ hoàng kim cự long hư ảnh bên trong thấu đi ra. Giữa bầu trời to lớn màu trắng long văn cối say, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Điều khắc tại cối say mặt ngoài từng cái từng cái bạch long ở phía trên du chuyển động, từ cối say dưới đáy cái hắc động kia bên trong sinh ra nhất cổ cực kỳ đặc thù sức hút. Cỗ lực hút này đối ở đây những người còn lại không được tác dụng, thật giống đối với triệu phi vũ trong cơ thể hắc ma có tác dụng. Theo thời gian trôi đi, sức hút càng ngày càng to lớn, từ triệu phi vũ trong cơ thể truyền ra hắc ma tức giận tiếng gào, tiểu tử, người dừng lại cho ta, người lập tức dừng lại cho ta, ta hắc ma sẽ là thế giới này duy nhất bá chủ. Đối mặt hắc ma giết gào, diệp thần phong căn bản là không nhúc nhích. Hắn thôi thúc long tộc tộc trưởng dấu ấn tốc độ là càng tăng nhanh hơn rồi từ triệu phi vũ bên trong thân thể khi thì có một đoàn khói đen hư ảnh được hấp. Xuất, khi thì này đoàn khói đen hư ảnh lại lần nữa trở về trong cơ thể hắn, này đoàn khói đen hư ảnh chính là hắc ma bây giờ bản thể rồi. Hắc ma âm thanh điềm nhiên nói, ngươi còn chờ cái gì? Lập tức dùng sức mạnh của ta giết tiểu tử này. Bây giờ hắc ma ý thức vẫn không có cùng triệu phi vũ dung hợp, hắn chả không cách nào hoàn toàn khống chế triệu phi vũ thân thể được hắc ma nhắc nhở sau đó triệu phi vũ lập tức tỉnh táo lại. Hắn thu hồi trong lòng phức tạp tâm tình, kỳ thực trong lòng của hắn phi thường không cam lòng, dựa vào cái gì Diệp Thần Phong có thể trở thành rồng ở trong truyền thuyết tộc tộc trưởng. Dựa vào cái gì Diệp Thần Phong có thể là chưa từng có ai tứ sư. Dựa vào cái gì Diệp Thần Phong có thể tại 30 tuổi liền đến thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong. Hắc ma tạm thời vẫn không có được long văn cối say sức mạnh cho hấp. Xuất, đến, Triệu Phi Vũ vẫn là có thể mượn sức mạnh của hắn. Triệu Phi Vũ trong cơ thể không ngừng bốc lên sương mù màu đen, hắn giống như một đạo tia chớp màu đen, bóng người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lao đi. Băng Sơn bình thường khí thế mạnh mẽ hướng về Diệp Thần Phong ép tới. Mắt thấy Triệu Phi Vũ yếu tiếp cận thời gian. Oanh, một tiếng, một đạo màn ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đạo này màn ánh sáng là từ long văn cối say bên trong hạ xuống, trong nháy mắt đem Triệu Phi Vũ ngăn cách bởi một bên khác, mà Diệp Thần Phong cùng Triệu Thắng Hồng các loại tất cả mọi người được màn ánh sáng trắng bảo vệ ở, xem ra Long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất thật đúng là nghĩ tới Phi Thường Chu Đáo. Đối mặt ngăn cản của mình màn ánh sáng trắng, Triệu Phi Vũ liên tiếp sử dụng tới đủ loại đủ kiểu mạnh mẽ chiêu thức, nhưng này màn ánh sáng trắng nhiều nhất là nổi lên gợn sóng, lấy hắn sức mạnh của hôm nay căn bản là không cách nào phá mở này màn ánh sáng dù sau này Long Văn cối say nhưng năm đó Long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất tại thời điểm toàn thịnh bố trí, bây giờ Hắc Ma có năm đó mấy phần một trong sức mạnh. Mượn Hắc Ma sức mạnh triệu phi vũ, hắn tự nhiên cũng thì không cách nào phá tan này màn ánh sáng trắng. Diệp Thần Phong đã đem sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn thôi phát đã đến cực hạn, ở trên đỉnh đầu hắn chống không hoàng kim cự long hư ảnh vô cùng uy nghiêm, nồng nặc long khí tràn ngập tại mỗi một tấc không khí bên trong, giữa bầu trời cối say tốc độ xoay tròn cũng đã tới một loại mắt thường không cách nào phân biệt trình độ cái kia tại long văn cối say dưới đáy cửa động giống như một cái vực sâu không đáy bình thường ồ một tiếng một đoàn to lớn khói đen trong nháy mắt từ triệu phi vũ bên trong thân thể thoát ly đi ra xem ra hắc ma là bị cái cỗ này sức hút cho hấp xuất đến rồi tại hắc ma thoát ly triệu phi vũ thân thể sau triệu phi vũ khí thế trên người nhanh chóng giảm mạnh hắn cảm thụ trong cơ thể không khô mất sức mạnh hắn tựa như phát điên quát sức mạnh sức mạnh của ta hắc ma tiền bối ngươi nhanh một lần nữa trở về trong cơ thể ta thoát ly triệu phi vũ thân thể hắc ma hắn không ngừng đang chống cự từ long văn cối say bên trong nhằm vào hắn sức hút nhưng hắn căn bản vô pháp chống cự cái kia khói đen đang không ngừng tiếp theo giữa bầu trời long văn cối say từ trong khói đen lần thứ hai truyền ra hắc ma vội vàng thanh âm tiểu tử Ngươi lập tức ngừng tay, này Long Văn Cối say cũng tính được là tiên khí rồi, nhưng Long tộc lão thất phu kia ở trong đó thiết trí cơ quan, chỉ cần ta bị bắt vào trong đó, Long Văn Cối say cũng sẽ lập tức hủy diệt, lẽ nào ngươi cảm thấy không đáng tiếc sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta, như vậy ta có thể cho ngươi một phần to lớn cơ duyên, bây giờ Long tộc cũng đã suy yếu rồi, ngươi thân là Long tộc tộc trưởng cũng không cách nào bước lên trí cao rồi, ta có thể giúp ngươi ta tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, thực lực của ta chỉ yếu long tộc lão thất phu kia một bậc. Đối mặt hắc ma hòa giải, Diệp Thần Phong không để ý đến, hắn cũng sẽ không làm bất kỳ chuyện không có nắm chắc, như hắc ma nhân vật như vậy, tương lai rất có thể hội thả hổ về rừng, đến lúc đó cũng không phải là Diệp Thần Phong giết hắn rồi, tình thế có cực lớn có thể sẽ ngược lại. Diệp Thần Phong chỉ là toàn lực đang thôi thúc long tộc tộc trưởng dấu ấn, hắc ma thấy diệp thần phong thờ ơ không động lòng hắn giận dữ hết người này tiểu xúc sinh ngươi lại dám như thế đối với bản tôn năm đó như người bực này thực lực run dế bản tôn chuyển tay ngón tay là có thể tiêu diệt ngươi diệp thần phong lạnh nhạt nói vậy ngươi diệt một cái ta xem một chút ta nghĩ bây giờ là ngươi muốn được ta diệt chứ chào phúng thanh âm để hắc ma nằm ở vô tận cáu kỉnh bên trong rồi hắn muốn phải không ngừng thoát khỏi cái cỗ này sức hút nhưng cuối cùng sức hút càng ngày càng lớn mạnh rồi a hát kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên hắc ma trực tiếp được hấp vào long văn cối say dưới đáy cửa động bên trong từ long văn cối say bên trong không ngừng truyền ra hắc ma tê tâm liệt phế gầm rú theo thời gian từng bước chuyển rời ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ long văn cối say tại trên bầu trời biến thành nát tan mà bị bắt vào cối say bên trong hắc ma tự nhiên cũng là hoàn toàn biến mất tại vùng thế giới này giữa rồi. chương 2228 đi theo. hắc ma cùng Long Văn cối say đồng thời hủy diệt sau. Bảo vệ Diệp Thần Phong bọn hắn màn ánh sáng trắng cũng tiêu tán. Tràn ngập ở trong không khí sương mù màu đen đồng dạng là biến mất không còn chút nào. Giữa bầu trời ánh mặt trời nhẹ nhàng tung xuống, cho người một loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác, che kín ở trong không khí âm khí bốc hơi rồi, trong không khí mùi vị cho người một loại thanh tân cảm giác. Vừa vặn tại diệp thần phong vạch trần long tộc tộc trưởng thân phận sau đó ngã xuống đất không dậy nổi triệu thắng hồng, triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ ba người này, bọn hắn lập tức điều trị đứng lên thương thế bên trong cơ thể, trải qua như thế một hồi thời gian điều chỉnh, thêm vào bọn hắn dùng đỉnh cấp chữa thương đan dược, bọn hắn tối thiểu đã khôi phục một phần sức chiến đấu có thể từ mặt đất đứng lên rồi triệu thừa cao triệu hoành lương cùng triệu kỳ sách đám người trên mặt bọn họ tràn ngập đồi bại vẻ mặt tuy nói triệu thắng hồng đám người bị trọng thương nhưng bây giờ đã khôi phục một phần sức chiến đấu mà triệu thừa cao trong bọn họ không có một người là chân chính bước vào thần vương cảnh đối mặt chỉ là khôi phục một phần sức chiến đấu triệu thắng hồng đám người bọn hắn cũng là không có chiến thắng hy vọng thoát ly hắc ma bị đánh về nguyên hình triệu phi vũ, hắn nhìn xem hắc ma cứ thế mà chết đi, hắn nhìn cách đó không xa phong đạm vân khinh diệp thần phong, hắn hết thảy trong lòng dự đoán hết thảy đều kết thúc, được diệp thần phong cho tự tay chung kết. Nguyên bản Bạch Tiểu Nhu trở về cửu U băng sư tổ địa, tuy rằng Triệu Phi Vũ nghe nói Bạch Tiểu Nhu đã đã có người mình thích, nhưng hắn trước sau không để ở trong lòng, hắn thân là cửu U băng sư trẻ tuổi bên trong thiên tài, có thể sánh được người của hắn càng ngày càng ít, còn nữa hắn lúc trước nghe nói Diệp Thần Phong chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực. Mà khi Diệp Thần Phong đi tới Cửu U Băng sư tổ địa sau, hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của Triệu Phi Vũ, có thể nói hiện thực hung hăng đánh hắn một cái bàn tay, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân đạo lý, hắn Triệu Phi Vũ ở thiên phú. V, v, phương diện quả thực là được Diệp Thần Phong bỏ qua rồi mấy trăm con phố. Hắn dựa vào năng lực của mình tại bất kỳ phương diện đều không thắng được Diệp Thần Phong. Sau Triệu Phi Vũ đã được biết đến Triệu Thừa người cao đẳng kế hoạch sau, trong lòng của hắn lại dấy lên hy vọng. Hắn yếu Diệp Thần Phong làm nô bộc của hắn, thẳng đến vừa vặn hắc ma yếu ký sinh tại trong cơ thể hắn. Tại cảm nhận được hắc ma sức mạnh tràn ngập thân thể của mình sau, trong lòng của hắn là phi thường kích động, nguyên bản hắn có thể dựa vào chính mình bộ thân thể này, đem Diệp Thần Phong cho triệt để đạp ở dưới bàn chân rồi, hắn có thể nhìn thấy Diệp Thần Phong khi hắn dưới bản chân kéo dài hơi tàn rồi. Nhưng mà, thực tế thì tàn nhẫn, tại Diệp Thần Phong trước mặt, hắn triệu phi vũ nhất định chỉ sẽ thất bại, tại Diệp Thần Phong vạch trần long tộc tộc trưởng thân phận sau. Hắn triệu phi vũ lần nữa biến thành một cái buồn cười vô cùng thằng hề rồi. Theo triệu phi vũ tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong lỗi, nếu như Diệp Thần Phong chưa từng xuất hiện lời nói, như vậy hắn hầu như trăm phần trăm sẽ lấy đến bạch tiểu nhu tương lai sẽ trở thành cửu u bang sư bên trong tộc trường tiểu tư tưởng của người ta đều là như thế buồn cười triệu phi vũ cũng không suy nghĩ thật kỹ diệp thần phong từ đầu tới cuối đều không có đi chiêu chọc hắn là hắn một lần lại một lần đến chiêu chọc diệp thần phong cuối cùng rơi vào kết cục như vậy hoàn toàn là triệu phi vũ chính mình gieo gió gặt bão triệu phi vũ trên gương mặt cơ bắp không ngừng co giật hắn cả khuôn mặt đều có vẻ vặn vẹo, trong lòng của hắn không cam lòng. Hắn không cam lòng cứ như vậy kết thúc, hắn muốn trở thành cửu u băng sư tộc lớn lên, hắn là muốn trở thành từ trước tới nay tại bình thường một mạch bên trong. Cái thứ nhất trở thành cửu u băng sư tộc trưởng người, hắn muốn đánh phá cửu u băng sư bên trong quy củ, hắn yếu ghi vào cửu u băng sư nhất tộc sử sách. Triệu phi vũ bên trong thân thể thật khí thế nhanh chóng lan tràn ra, hắn hoàn toàn là mất đi cái gọi là bình tĩnh. Hai con mắt của hắn bên trong che kín vô tận phẫn nộ, hắn dường như như là phát điên, bóng người hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, trong miệng quát đều là ngươi tiểu tử này, nếu không phải sự xuất hiện của ngươi, ta Triệu Phi Vũ vẫn là cửu u băng sư bên trong đệ nhất thiên tài, ta Triệu Phi Vũ cũng sẽ không rơi vào như thế nông nỗi. Đối với lướt tới Triệu Phi Vũ, Triệu Thắng Hồng bọn người không có ngăn trở, bọn hắn đối với Diệp Thần Phong gật gật đầu ý là Diệp Thần Phong cứ việc có thể hạ sát thủ rồi, dù sao bọn họ cũng đều biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu yếu vượt xa Triệu Phi Vũ. Ồ, một tiếng. Triệu Phi Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, công kích của hắn rơi vào khoảng không, Diệp Thần Phong thân ảnh biến mất ở trước mặt hắn. Rất nhanh, Triệu Phi Vũ liền cảm giác ngực đau xót, một nguồn sức mạnh đã xuyên thấu trái tim của hắn, tại trái tim của hắn vị trí xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ máu. Triệu Phi vũ chật vật đổi qua đầu, nhìn xem Diệp Thần Phong vẫn là như thế bình tĩnh, môi hắn không ngừng ngọ nguậy ta, ta, ta không, không cam lòng. Âm thanh im bặt đi. Triệu Phi vũ còn mắt trợn lên to lớn, hắn trong con người sinh cơ biến mất không còn chút nào, thân thể hướng xuống đất thượng đổ tới rồi. Này Triệu Phi vũ tốt xấu cũng là thiên thần cảnh tầng ba đỉnh phong người, đúng là có thể cho Diệp Thần Phong tại thực lực tăng lên trên có chút trợ giúp nhưng hắn cũng không gấp thi triển hải nạp bách xuyên, thi triển hải nạp bách xuyên thời điểm, vẫn là không muốn bị người nhìn thấy cho thỏa đáng. Tại triệu phi vũ sau khi chết, Diệp thần phong ánh mắt vừa nhìn về phía triệu thừa cao đẳng phổ thông nhất mạch người, nói thật trong lòng của hắn vẫn đúng là muốn triệu thắng hồng bọn hắn giết nhiều mấy cái phổ thông nhất mạch người. Dù sao hắn đối với mấy cái này phổ thông nhất mạch người không có hảo cảm gì, lại có những người này ở đây trong mắt hắn nhưng cũng là tăng cao thực lực đường tắt a hát nhìn thấy triệu phi vũ sau khi chết triệu thừa người cao đẳng trên mặt tràn đầy sợ hãi mà những kia nguyên bản lựa chọn đứng ở bọn hắn nơi đó một bên tộc nhân những người này toàn bộ hướng về triệu thắng hồng đám người mở miệng cầu xin tha thứ nhưng những này nương nhờ vào triệu thừa người cao đẳng tộc nhân trong biển ý thức của bọn họ toàn bộ được gieo cấm chế đối mặt này tộc nhân cầu xin tha thứ chỉ thấy thần vương cảnh hậu kỳ triệu tấn bằng cánh tay của hắn vung lên nhất thời có một cổ hạn chế lực tiến vào những này tộc nhân trong óc. Này hạn chế lực phải không để trong biển ý thức của bọn họ cấm chế phát tác, coi như là triệu thừa cao đẳng những này loại hạ cấm chế người đã chết, bởi vì hạn chế lực nguyên nhân, những này tộc nhân cũng tạm thời không sẽ chịu đến ảnh hưởng, chỉ cần trong thời gian nhất định đem những người này trong óc cấm chế triệt để tiêu trừ là được rồi. Dù sao tại những người này trong óc loại hạ cấm chế, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước thần vương tầng thứ mà thôi cho nên triệu tấn bằng có thể ung dung hạn chế trụ những người này trong óc cấm chế. Loại thủ pháp này chính là sư vương một mạch bên trong độc hiếu, chỉ có mỗi tộc trưởng đời thứ nhất cùng lão tổ mới có thể tu luyện. Triệu tấn bằng nói các ngươi tính là không có tham dự chuyện này, ta có thể cho các ngươi một lần sửa đổi cơ hội, thế nhưng tại ta đem bọn ngươi trong óc cấm chế nghĩ biện pháp tiêu trừ sau đó vì phòng ngừa về sau chả có xảy ra chuyện như vậy, các ngươi trong óc nhất định muốn gieo xuống chúng ta sư vương nhất mạch cấm chế. Những này đầu phục Triệu Thừa Cao tộc nhân của bọn hắn, bọn hắn mắt thấy có hy vọng sống sót, bọn hắn tự nhiên là sẽ không do dự, bọn hắn từng cái toàn bộ hướng về Triệu Thắng Hồng bọn hắn đi đến, mà Triệu Thừa Cao, Triệu Hoành Lương cùng Triệu Kỳ Sách ba người này, bọn hắn mắt thấy không thể cứu vãn, bọn hắn muốn trước khi chết cũng kéo mấy cái chịu tội thay, bọn hắn không nói lời gì đối với những này cỏ đầu tường động thủ. Đáng tiếc Triệu Thắng Hồng, Triệu Tấn bằng cùng Triệu Văn Vũ ba người này bọn hắn sớm liền nghĩ đến điểm này, bọn hắn đối triệu thừa cao ba người đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, bọn hắn đã phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Không để cho triệu thừa cao bọn hắn có đả thương người cơ hội, triệu thắng hồng bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất để triệu thừa người cao đẳng bị mất mạng. Nhìn xem triệu thừa người cao đẳng nằm ở trên mặt đất thi. Thể, triệu thắng hồng các loại trong lòng người không có một chút nào thương hại tình. Diệp thần phong nhìn thấy triệu thừa cao, Triệu Hoành Lương cùng Triệu Kỳ Sách ba người này chết rồi, trong lòng của hắn ngược lại hơi hơi vui vẻ, dù sao trong đó còn có nửa bước thần vương cường giả, hắn cũng biết đem hết thảy đứng ở Triệu Thừa Cao bọn hắn nơi đó một bên người toàn bộ giết chết, đây là một hiện phi thường không hiện thực sự tình. Tại Triệu Thừa người cao đẳng sau khi chết, hôm nay cửu U băng sư nhất tộc bên trong náo loạn xem như là triệt để hạ màn kết thúc rồi. Mà Triệu Thắng Hồng, Triệu Tấn bằng cùng Triệu Văn Vũ ba người này, Bọn hắn đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, trên mặt bọn họ lộ ra cung kính vẻ mặt, bọn hắn sư vương một mạch bên trong tổ huấn viết phi thường rõ ràng, Long tộc có thể nói là bọn hắn sư vương nhất mạch ân nhân, thậm chí có thể nói tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, Long tộc cùng cửu u băng sư nhất tộc xem như là chủ tớ quan hệ. Bây giờ Long tộc tộc trưởng tái hiện, Triệu Tấn bằng đám người đối xử Long tộc tộc trưởng làm sao có thể không cung kính? Triệu Văn Vũ đối với chung quanh hết thảy cửu U băng sư tộc người nghiêm túc nói, tất cả mọi người tới bái kiến long tộc tộc trưởng. Về sau long tộc tộc trưởng lời nói chính là cửu U băng sư nhất tộc bên trong trí cao mệnh lệnh, ai cũng không thể trái với. Triệu Tấn bằng ba người đồng thời đối với Diệp Thần Phong bái một cái, trong đó Triệu Thắng Hồng nói, chúng ta cửu U băng sư nhất tộc, nguyện ý từ đây đi theo ngài, có long tộc tộc trưởng ngài dẫn dắt, chúng ta cửu u băng sư nhất tộc cũng nhất định sẽ tái hiện viễn cổ thời đại sơ kỳ huy hoàng. Dù sao triệu thắng hồng bọn hắn tại này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, bọn hắn đã tại diệp thần phong trên người nhìn thấy rất nhiều chuyện không thể nào sinh ra. chương 2229 tăng lên, băng sư cốc. Diệp thần phong để triệu tấn bằng cùng triệu thắng hồng đám người trước một bước, hắn thuận miệng vô căn cứ, nói là vừa vặn long văn cối say khiến hắn có một chút cảm ngộ hắn muốn ở chỗ này dừng lại thêm một hồi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong vô căn cứ sau, triệu tấn bằng đám người là tin là thật rồi, bọn hắn thanh bạch tiểu nhu cũng mang đi, từ khi biết được Diệp Thần Phong chính là long tộc tộc trưởng sau. Bọn hắn thái độ đối với Diệp Thần Phong là xảy ra càng thêm chuyển biến cực lớn. Hải nạp bách xuyên là dựa vào hấp thu chết bên trong cơ thể một phần lực lược, dùng hợp tiến thân thể của mình bên trong, dùng này đến tăng lên thực lực bản thân, này hấp thu quá trình có phần kinh sợ có thể không khiến người ta nhìn thấy vẫn là không muốn nhìn đến cho thỏa đáng tại triệu thắng hồng đám người trước một bước sau khi rời đi diệp thần phong liền bắt đầu đối triệu phi vũ triệu thừa cao triệu hoành lương cùng triệu kỳ sách thi triển hải nạp bách xuyên rồi biển chính là bách xuyên chỉ có thể hấp thu thân thể đối phương bên trong một phần có thể trực tiếp dung hợp sức mạnh nhưng cho dù như thế diệp thần phong tăng cao thực lực tốc độ vẫn là thật nhanh dù sao trong đó triệu thừa cao cùng triệu hoành lương, một cái tại nửa bước thần vương, một cái tại thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong. Diệp thần phong trong cơ thể thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong khí thế, ở cái này hấp thu dung hợp trong quá trình, không ngừng một lần lại một lần đạt được đột phá, đợi đến triệu phi vũ đám người thi. Thể toàn bộ khô quát đi xuống sau đó hắn khí thế trên người vững vàng như ngừng lại thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ rồi. Chỉ là một gặp gỡ thời gian, Diệp Thần Phong liền vượt qua Thiên Thần cảnh tầng 3 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Vượt qua Thiên Thần cảnh 4 tầng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Cuối cùng dừng lại ở Thiên Thần cảnh 5 tầng sơ kỳ, loại này tăng cao thực lực tốc độ quả thực như tên lửa nhanh chóng, rất nhiều thiên phú người tốt, từ Thiên Thần cảnh tầng 2 đỉnh phong tăng lên tới 5 tầng sơ kỳ, tại gặp phải một ít cơ duyên dưới tình huống, khả năng cũng phải hoa mắt đi mấy trăm năm thời gian thậm chí có ít người muốn tìm đi mấy ngàn năm thời gian, cũng không nhất định có thể từ thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, tăng lên tới thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ, thực lực càng là đi lên. Đột phá một cái tiểu tầng thứ sở muốn đi tìm thời gian cũng càng nhiều. Cảm thụ trong cơ thể thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ thật khí thế, Diệp Thần Phong tiện tay đem Triệu Phi Vũ đám người thi. Thể phá hủy rồi, đối xử kẻ địch hắn cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ chi tâm đi về vĩnh sinh chi lộ là che kín mận gai, hắn chỉ cần bảo vệ một viên bản tâm là được rồi. Này hải nạp bách xuyên hắn cũng sẽ không lung tung đối người không liên quan thi triển, hắn chỉ biết đối những kia muốn tính mạng hắn người thi triển. Tại thực lực đạt được tăng lên sau đó diệp thần phong liền cũng hướng về trước đó tiến hành thế. Điền quảng trường lao đi rồi. Khi hắn đi tới quảng trường thời điểm triệu thắng hồng. Triệu tấn bằng cùng Triệu văn vũ các loại hết thảy cửu u băng sư nhất tộc người, bọn hắn toàn bộ tập trung vào nơi này. Bạch tiểu nhu nhìn thấy Diệp thần phong xuất hiện sau, người lại chán đã đến Diệp thần phong bên cạnh, này làm cho Triệu văn vũ bọn hắn nhíu nhíu mày. Khi biết Diệp thần phong chính là Long tộc tộc trưởng sau, trong bọn họ tâm thật sự cảm thấy Bạch tiểu nhu không xứng với Diệp thần phong rồi. Tại viễn cổ thời đại sơ kỳ bọn hắn cửu u băng sư nhất tộc, nhiều nhất cũng coi là Long tộc thuộc hạ tại thời đại kia sư vương nhất mạch công chúa tại long tộc tinh anh thành viên trước mặt cũng chỉ có thể đủ xem như là một đứa nha hoàn chớ nói chi là tại long tộc tộc trưởng trước mặt cho nên triệu văn vũ đám người cảm thấy bạch tiểu nhu bây giờ cử động có phần không thích hợp nhưng khi bọn họ cảm giác được giờ khắc này diệp thần phong trên người thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ thật khí thế sau bọn hắn suýt chút nữa được nước miếng của mình cho sặc chết não bên trong nguyên bản cái kia một điểm suy nghĩ cũng bị dọa đến không có Triệu Văn Vũ, Triệu Tấn bằng cùng Triệu Thắng Hồng ba người này, bọn hắn dường như đèn lồng ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, trong lòng bọn họ là liên tục cười khổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mới một hồi thời gian, Diệp Thần Phong liền từ thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong tăng lên tới thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. căn cứ cổ tịch thượng ghi chép, coi như là đã từng người đầu tiên nhận chức cùng đời thứ hai Long tộc tộc trưởng, bọn hắn cũng không có châu bò như vậy đó ha. À có còn nên để cho bọn họ sống. Chiếu tiếp tục như thế, Diệp Thần Phong đột phá đến thần vương cảnh cũng là ngay trong tầm tay sự tình rồi, tái hiện năm đó long tộc ánh sáng, hay là không được bao lâu thời gian rồi. Triệu văn vũ bọn hắn sẽ không nghĩ tới Diệp Thần Phong là hấp thu triệu thừa người cao đẳng một phần năng lượng, bởi vì lúc trước triệu thừa cao bọn hắn việc làm. Chẳng khác gì là tại đem cửu U băng sư đẩy vào hố lửa bên trong, cho nên bọn hắn liền ngay cả triệu thừa người cao đẳng thi, thể cũng không có chỗ đi lý. Lại nói Triệu Thừa người cao đẳng toàn bộ đã bị chết, tại trong tình huống bình thường, nào có người có thể dùng người chết tăng cao thực lực, dùng người sống đến tăng cao thực lực biện pháp như thế ngược lại là có. Theo Triệu Văn Vũ đám người nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt thay đổi, ở đây còn lại cửu u bang sư nhất tộc người. Bọn hắn cũng lập tức cảm thấy Diệp Thần Phong khí thế trên người biến hóa, bọn hắn từng cái trong nháy mắt là trong đầu một mảnh trống không. Triệu Hoa Thanh cùng Triệu Thành Minh này sư vương một mạch bên trong trẻ tuổi, bọn hắn được Diệp Thần Phong đả kích chính là thể. Không, xong, ra rồi, trước đó Diệp Thần Phong chính là 30 tuổi thiên thần cảnh tầng hai cường giả đỉnh cao, bọn hắn đã là đủ sợ hãi than rồi, bây giờ Diệp Thần Phong rõ ràng lập tức trở thành 30 tuổi thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ cường giả. Quan trọng nhất là Diệp Thần Phong sức chiến đấu còn mạnh hơn hung hãn đến khiến người ta hỏng mất. Diệp Thần Phong thấy Triệu Văn Vũ đám người ngây người dáng dấp, hắn mở miệng nói, được rồi, bây giờ các ngươi cửu U băng sư nhất tộc sự tình cũng coi như là cao hơn đoạn rồi, ta cũng chuẩn bị muốn rời đi, vừa vặn ta thuận tay giúp các ngươi thanh Triệu Phi Vũ bọn hắn thi. Thể xử lý Diệp Thần Phong thanh âm để Triệu Văn Vũ bọn hắn tỉnh táo lại, trong đó Triệu Tấn bằng nói, về sau chúng ta cũng gọi ngài tộc trưởng đi. Gọi ngài Long tộc tộc trưởng quá mức không được tự nhiên rồi, chúng ta cửu u băng sư nhất tộc cùng tộc trưởng ngài cùng rời đi không biết bây giờ có còn hay không long tộc huyết mạch tồn tại diệp thần phong cũng không có phản đối triệu tấn bằng đối với hắn xương hô dù sao cũng chỉ là một cái xương hô mà thôi hắn gật đầu nói tại bây giờ cái thời đại này vẫn là tồn tại long tộc trước đó ta đã gặp phải một tên long tộc thành viên hắn bây giờ cũng phát hiện long tộc còn lại huyết mạch vị trí rồi các loại sau này chúng ta nên có thể nhìn thấy long tộc những kia còn lại huyết mạch nghe được long tộc vẫn là tồn tại còn lại huyết mạch triệu văn vũ triệu tấn bằng cùng triệu thắng hồng đám người bọn hắn có vẻ là càng thêm hưng phấn lấy diệp thần phong thiên phú như thế cùng tốc độ đột phá lại tăng thêm còn có long tộc huyết mạch tồn tại hay là khoảng cách long tộc quật khởi lần nửa tháng ngày không xa mà bọn hắn cử u băng sư nhất tộc chỉ muốn gắt gao đi theo ở long tộc tộc trưởng phía sau là được rồi Đối với triệu văn vũ đám người kích động, Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang vận thiên tàn hồn sở dĩ không cách nào khôi phục, đó là bởi vì nhận lấy trình độ nhất định tổn thương, chỉ có phục linh dịch mới có thể chữa trị hai người bọn họ tàn hồn, để cho bọn họ tàn hồn bên trong bị tổn thương khôi phục. Trước đó căn cứ Lão Bạch cùng Lão Hắc từng nói, hay là bây giờ Ngô Gia cùng Giang Gia bên trong vẫn tồn tại phục linh dịch, nhưng bọn họ cũng không dám trăm phần trăm khẳng định, còn nữa yếu kể từ lúc này vùng thế giới này giữa tìm tới phục linh dịch cơ hồ là không thể rồi, loại này thiên nhiên kỳ lạ kết quả, thậm chí là mấy ngàn năm cũng rất khó sinh ra một giọt. Này cửu U băng sư nhất tộc ngược lại cũng đúng là từ viễn cổ thời đại sơ kỳ truyền thừa cho tới bây giờ rồi, cho nên Diệp Thần Phong muốn phải hỏi một chút tại cửu U băng sư nhất tộc bên trong có hay không phục linh dịch tồn tại. Diệp Thần Phong đối với Triệu Tấn Bằng, hỏi triệu lão, tại các ngươi cửu u băng sư nhất tộc bên trong có phục linh dịch sao? Phục linh dịch, triệu tấn bằng đang nghi ngờ một lúc sau, hắn lập tức nói ra, tộc trưởng, ngài nói phục linh dịch chính là viễn cổ thời đại loại kia có thể chữa trị linh hồn dịch. Thể, nếu như là lời nói, như vậy tại chúng ta tổ địa bên trong hay là còn thật sự có loại này phục linh dịch, bất quá, muốn có được phục linh dịch có chút khó khăn. Tại chúng ta tổ địa bên trong có một địa phương gọi là băng sư cốc, này băng sư cốc an táng chúng ta cửu u băng sư các đời tộc trưởng cùng lão tổ, ngài chỗ nói phục linh dịch liền ở băng sư trong cốc. Này băng sư cốc bình thường rất khó tiến vào bên trong, căn cứ chúng ta cửu u băng sư tổ huấn, mỗi 10 năm hội tế bái một lần tổ tiên, cũng chỉ có tại tế bái ngày đó, chúng ta mới có thể thông suốt tiến vào bên trong, bây giờ khoảng cách tế bái còn có thời gian 3 năm đây. Cho nên, nếu như ngài hiện tại muốn đi vào băng sư trong cốc, cái kia làm sao có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, trọng yếu nhất Phục Linh Dịch thả địa phương phi thường đặc thù, coi như là 10 năm một lần tế bái, muốn thu được Phục Linh Dịch, cái này cũng là cực độ khó khăn. Diệp Thần Phong không nghĩ tới tại Cửu U Băng Sư Tổ địa bên trong còn thật sự có Phục Linh Dịch tồn tại. Trước hắn chỉ là ôm thử một lần thái độ hỏi một cái, bây giờ khi biết nơi này có Phục Linh Dịch, như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua. Trong lòng của hắn phi thường hy vọng lão Bạch cùng lão Hắc có thể mau chóng chữa trị bị tổn thương tàn hồn, khoảng cách như vậy bọn hắn ngưng tụ nhục thân cũng là tiến lên một bước. Chương 2230, lớn mật tiểu tử. Triệu Tấn Bằng, Triệu Thắng Hồng cùng Triệu Văn Vũ ba người này, bọn hắn đem băng sư cốc cùng phục linh dịch chỗ ở cụ thể địa phương tự thuật một lần. Căn cứ Triệu Tấn Bằng ba người bọn họ từng nói, băng sư cốc bình thường tiến vào bên trong Cả cái sơn cốc bên trong đều sẽ che kín một tầng xương mù màu trắng, này xương mù màu trắng sẽ cho người ở trong đó lạc lối phương hướng, thậm chí là một mực không cách nào từ băng sư trong cốc đi ra. Tại Cửu U băng sư nhất tộc trong lịch sử, có cửu u băng sư người trong lúc vô tình đi vào băng sư cốc, có người thì bởi vì tò mò, có chính là bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng không có một người là sống sót mà đi ra ngoài, cho nên lâu dần băng sư cốc đã trở thành cửu u băng sư bên trong cấm địa, chỉ có 10 năm một lần tế bái tiến vào băng sư cốc mới là an toàn. Nhưng, coi như là tại tế bái cùng ngày tiến vào băng sư cốc, đồng dạng là cần phải chú ý rất nhiều chuyện, cái kia băng sư cốc phi thường quỷ dị, nếu như tại băng sư trong cốc khắp nơi chiếu sáng lung tung, hoặc là đụng vào không nên chạm đồ vật, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì thân thể sẽ vô duyên vô cớ bị trọng thương. Mà phục linh dịch vị trí, coi như là tế bái thời điểm, cũng không có ai dám đi đụng vào, bởi vì hai bình nhỏ phục linh dịch chính là đã từng cửu u băng sư một vị lão tổ vật chôn cùng, nhất định muốn mở ra vị lão tổ kia quan tài, cuối cùng mới có thể thu được cái kia hai bình nhỏ phục linh dịch. Cái này cũng là triệu tấn bằng bọn hắn vì sao lại nói cực độ khó khăn nguyên nhân. Hơn nữa bình thường tiến vào băng sư cốc, tiến vào càng nhiều người, trong đó sương mù liền sẽ càng dày, dày đến có thể để người tu luyện năng lực nhận biết đều không thể ở trong đó kéo dài. Diệp Thần Phong đang nghe xong Triệu Tấn bằng bọn hắn tự thuật sau, hắn rơi vào trong trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn mới mở miệng nói, nếu như ta tiến vào băng sư cốc, như vậy ta mở ra các người tổ tiên quan tài, chuyện này với các người tổ tiên sẽ có hay không có bất kính? Triệu Thắng Hồng nói, ngài là Long tộc tộc trưởng, phục linh dịch lại là ngài cần thiết đồ vật mở ra chúng ta tổ tiên quan tài, tổ tiên trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ lý giải, chỉ là băng sư cốc cũng không tại khống chế của chúng ta trong phạm vi, nếu như ngài tiến vào băng sư trong cốc, như vậy liền để cho chúng ta cùng ngài đi vào chung đi. Diệp thần phong lắc đầu nói, các ngươi không phải nói tiến vào càng nhiều người, trong đó sương mù càng dày sao. Ta xem này băng sư trong cốc nhất định có gì đó quái lạ. Nói không chắc tiến vào càng nhiều người, nguy hiểm cũng càng nhiều, ta chính mình một người tiến vào là được rồi, cho dù gặp phải nguy hiểm, ta cũng tự có đảm bảo phương pháp xử lý. Thấy triệu thắng hồng đám người còn muốn mở miệng khuyên bảo, Diệp Thần Phong trực tiếp ngắt lời nói, các người yên tâm đi, ta là long tộc tộc trưởng, lẽ nào trên người ta vẫn không có tự vệ thủ đoạn sao? Các ngươi đi theo ta đi vào chung, khả năng không những không giúp được ta, còn có thể để nguy hiểm tăng lên. Dù sao Diệp Thần Phong trên người có hỗn độn nhẫn tồn tại, Tại lúc cần thiết, hắn có thể lập tức trốn bên trong tiểu thế giới, nếu như những người khác đi theo hắn cùng đi đi vào, tại lúc khẩn cấp khác, hắn nói không chắc không kịp đem những người khác đồng thời đưa vào trong tiểu thế giới. Nghe được Diệp Thần Phong nói kiên quyết như thế, Triệu Thắng Hồng bọn hắn thật cũng không tốt khuyên bảo rồi, bọn hắn biết Diệp Thần Phong nói không phải không có lý. Tiến vào càng nhiều người, khả năng liền càng phiền toái. Bọn hắn tại bình lúc cũng không có đã tiến vào băng sư cốc cho nên bọn hắn cũng cũng không biết bên trong bình thường tình huống thật. Triệu tấn bằng trầm mặc một hồi sau đó hắn mở miệng nói, tộc trưởng, phục linh dịch là đặt ở bắc thần lão tổ quan tài bên trong, chứa đựng phục linh dịch bồn chứa phi thường đặc thù, cho nên phục linh dịch chắc chắn sẽ không bốc hơi hoặc là hư. Người tiến vào băng sư cốc sau, người chuyện làm thứ nhất liền phải tìm được từng miếng từng miếng quan tài, lịch đại tộc trưởng cùng lão tổ quan tài toàn bộ là khảm nạm tại sơn cốc vách đá bên trong, mỗi một chiếc trên quan tài đều khắc họa lấy tên chữ, ngươi chỉ cần tìm được một cái có khắc bác thần hai chữ này quan tài, cái kia chính là bác thần lão tổ quan tài. Diệp thần phong chuẩn bị hiện tại lập tức đi hướng băng sư cốc. Hắn không muốn làm trễ nãi thời gian, trong lòng của hắn còn ghi nhớ thiên nguyên cổ thành sự tình, cũng không biết bây giờ Trung Châu tình thế như thế nào. Triệu tấn bằng đám người thấy Diệp Thần Phong khẩn cấp như vậy, bọn hắn để trên quảng trường người từng người sau khi rời đi, bọn hắn mang theo Diệp Thần Phong lập tức đi hướng băng sư cốc rồi. Bạch Tiểu Nhu tự nhiên cũng là theo chân, cùng Diệp Thần Phong lẫn vào khá quen thuộc Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh, hai người bọn họ cũng mặt dày mày dạn theo tới rồi. Băng sư cốc ở vào mảnh này độc lập tiểu thế giới mặt nam. Tại Triệu Tấn bằng đám người dẫn dắt đi, không ngừng nghỉ đạp không mà được rồi hơn 2 giờ sau đó bọn hắn đi tới một chỗ to lớn cửa sơn cốc. Tại Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ chính là hai tòa thật to màu trắng tuyết sơn, cái này hai tòa đỉnh tuyết sơn bộ là dựa vào nhau. Trước mặt thung lũng này chính là cái này hai tòa thật to tuyết sơn dựa vào nhau hình thành. Này cửa vào sơn cốc, như cùng là một con há mồm ra sư tử. Tại đi tới cửa sơn cốc sau đó Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác âm khí một loạt, loại này âm khí đã mang đến lạnh lẽo, không phải phổ thông lạnh lẽo thậm chí loại này lạnh lẽo liền ngay cả cửu u băng sư cũng không cách nào hấp thu lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm tại diệp thần phong trong đầu đột nhiên vang lên tiểu gia hỏa chẳng trách nơi này bình thường tiến vào sẽ xảy ra chuyện rồi nơi này chính là một chỗ âm khí nơi tụ tập nếu như người chết dài hạn tại nơi này đi qua nơi này âm khí tẩm bổ người chết thi thể bên trong lưu lại một chút thần thức hội tích lũy tháng ngày tăng nhanh cuối cùng hình thành một chủng loại tựa linh hồn đồ vật, bọn họ đều là còn sống trước ký ức. Nhưng nói bọn họ là linh hồn hiển nhiên không vừa lúc cầm cố, nếu như là hình thành linh hồn, như vậy bọn họ là có thể chuyển biến thành quỷ sửa, nhưng chỗ này tẩm bổ mà thành tương tự linh hồn đồ vật, bọn họ là không cách nào chuyển biến thành quỷ sửa, hơn nữa bọn hắn cả đời đều không thể rời đi nơi này, một khi bước ra nơi này, bọn hắn hội lập tức tiêu tan tại vùng thế giới này giữa. Cái gọi là 10 năm tế bái một lần, hẳn là tại mỗi đến 10 năm một ngày kia, nơi này sẽ là dương. Hot nhất thịnh một ngày, cho nên chỉ cần quy quy củ củ tiến vào tế bái, không chạm tới những kia tương tự linh hồn cấm kỵ, những kia tương tự linh hồn đồ vật liền sẽ không làm thương tổn đến đây tế bái người, dù sao bọn hắn vẫn có khi còn sống ký ức. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, nếu như bình thường tiến vào lời nói, những kia tương tự linh hồn đồ vật, bọn hắn tại âm khí dày đặc nhất thời điểm, đồng dạng cũng là bọn hắn khát máu nhất thời điểm, bọn hắn cũng yêu thích thôn vệ huyết nhục, cho nên bọn họ là không cách nào khống chế nội tâm sinh sôi cái loại này đối huyết nhục khát vọng. Cho dù biết rõ là bọn hắn đời sau xông vào, bởi vì trong lòng cái loại này vô hạn phóng to khát vọng, cũng sẽ khiến cho bọn hắn đối đời sau của mình hạ thủ. Khi nghe đến Lão Bạch cùng Lão Hắc lời nói sau, Diệp Thần trong lòng cảm xúc ngưng trọng một ít xem ra muốn chiếm được phục linh dịch trả thật không phải một chuyện dễ dàng nhưng đã đi tới băng sư cốc rồi hắn nhất định phải đi vào một cái nhìn xem mới cam tâm bạch tiểu nhu muốn muốn đi theo diệp thần phong đồng thời tiến vào nhưng diệp thần phong không có đồng ý cuối cùng tại kiên trì của hắn dưới bạch tiểu nhu chỉ có thể tại băng sư ngoài cốc mặt đã chờ đợi tại bạch tiểu nhu đám người lo lắng dưới ánh mắt diệp thần phong bước chân vào băng sư cốc bên trong Bạch Tiểu Nhu cũng là biết Diệp Thần Phong có hỗn độn nhẫn, cho nên nàng cuối cùng mới sẽ miễn cưỡng đáp ứng Diệp Thần Phong một người tiến vào bên trong. Diệp Thần Phong thân ảnh rất nhanh sẽ biến mất ở Bạch Tiểu Nhu tầm mắt của bọn họ bên trong. Bước vào băng sư cốc Diệp Thần Phong. Chu vi kéo tới lạnh lẽo càng ngày càng đậm mãnh liệt, chung quanh sương mù màu trắng cũng là nồng nặc làm, để Diệp Thần Phong tầm mắt căn bản vô pháp nhìn ra ngoài, coi như là dùng thần niệm đi cảm ứng cũng sẽ thuộc tới trình độ nhất định trở ngại. Diệp Thần Phong chỉ có thể đi theo cảm giác không ngừng thâm nhập trong đó. Tại vừa vạn triệu tấn bằng đám người đem băng sư cốc đại khái phân bố đã nói cho hắn biết, cho nên Diệp Thần Phong duy nhất có thể làm chính là căn cứ đại khái phương hướng đi. Đại hướng phía trước đi lại ước chừng nửa giờ sau, Diệp Thần Phong càng phát cảm thấy không được bình thường. Hắn cảm giác chu vi tổng có mắt đang nhìn hắn, hơn nữa hắn hấp vào mũi trong không khí, dường như muốn đem phổi của hắn đều bị đông rồi. Trong chớp mắt, Diệp Thần Phong chính diện phương chừng 10 thước địa phương xa, nơi đó nồng nặc xương trắng đột nhiên một trận vặn vẹo. Một đạo trôi nổi hư ảnh xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt, này hư ảnh chính là một ông lão, trên mặt hắn tràn đầy một loại nào đó khát vọng, ở trên người hắn nổi lên một loại không giống linh khí đặc thù sóng năng lượng, mạnh mẽ như thế sóng năng lượng, tuyệt đối chỉ có thần vương cảnh người mới có thể có. Từ lão đầu này trong cổ họng phát ra một giọng già nua, thật là to gan tiểu tử, lại dám xông vào băng sư gốc. Ồ, trên người ngươi không có cửu u băng sư khí tức, được, như vậy càng thêm được, hôm nay lão phu có thể bữa ăn ngon một bữa. chương 2231, Phục Linh dịch tới tay. Trôi nổi hư ảnh lão đầu xuất hiện. Này hư ảnh lão trên đầu người tràn đầy lệ khí, hẳn là cùng khối này táng địa âm khí có quan hệ. Hư ảnh lão đầu khuôn mặt dáng dấp có vẻ hơi mơ hồ, khiến người ta nhìn không rõ hắn khi còn sống tướng mạo rồi. Ăn một mình không phải là rất tốt quen thuộc, chính là người gặp có phần, khỏe lâu không người nào dám xông vào băng sư cốc rồi, lần này xông vào người lại vẫn không phải chúng ta cửu u băng sư nhất tộc, như vậy ta thì càng thêm không có lòng áy náy rồi. Tiểu tử này khí huyết phi thường rồi rào, máu thịt của hắn nhất định vô cùng tiên mỹ, thật vất vả đến một trận mỹ vị, chúng ta trước tiên yếu phân tốt tiểu tử này trên người vị trí, bằng không sau đó ai ăn ít, e sợ cũng sẽ không cao hứng. Đúng vậy, nói rất có lý, chúng ta nên muốn công bằng phân gia này chỉnh đốn mỹ vị, bằng không ai biết yếu lúc nào mới có thể lần nữa thưởng thức được huyết nhục mùi vị. Diệp thần phong bốn phía sương mù màu trắng là không ngừng vặn vẹo, từng cái từng cái hư ảnh lão đầu dồn dập hiện lên, từng đạo thanh âm giả nua truyền vào Diệp Thần Phong trong tai, chỉ là một sẽ thời gian, tại chung quanh hắn liền có hai mươi mấy hư ảnh lão đầu, trên người bọn hắn toàn bộ hiện ra một loại cổ quái sóng năng lượng, trong đó mạnh nhất hẳn là đủ để so với thần tôn cảnh tả hữu tầng thứ. Những này hư ảnh lão đầu chính là lão bạch cùng lão hắc chỗ nói này chủng loại tựa linh hồn đồ vật, cũng chính là cửu u băng sư những kia chết đi tổ tiên, tại đây khối đặc thù táng địa bên trong, trải qua tích lũy tháng ngày tẩm bổ hình thành. Yếu diệp thần phong đối phó những ngày hư ảnh lão đầu, lấy thực lực của hắn căn bản không làm được, nếu cửu U băng sư cùng long tộc có quan hệ, bây giờ chỉ hy vọng những này hư ảnh lão đầu sẽ cho hắn cái này long tộc tộc dài một chút mặt mũi đi. Dù sao những này hư ảnh lão đầu đều cũng có khi còn sống ký ức. Diệp thần phong hắng giọng nói các vị, ta lần này xông vào băng sư cốc là còn không chờ diệp thần phong nói hết lời những bóng mở kia lão đầu lập tức cánh tay vung lên từng luồng từng luồng năng lượng từ trên người diệp thần phong phất qua sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc không cách nào nhúc nhích bên trong thân thể trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển bế tắc thậm chí ngay cả trong cổ họng hắn cũng phát không ra bất kỳ một cái âm tiết rồi thực sự là táo lưỡi làm vì lương thực của chúng ta ngươi nên cảm thấy cao hứng mới là chúng ta có thể thôn vệ máu thịt của ngươi cho ngươi thành vì bên trong thân thể chúng ta một phần năng lượng. Đây chính là ngươi lớn lao vinh hạnh. Ta xem tiểu tử này hẳn là chạy trốn tới băng sư cốc tới, hắn có thể là chúng ta cửu u băng sư kẻ địch cũng nói không chắc. Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta cửu u băng sư tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, chúng ta nhưng là cùng long tộc có cực lớn ngọn nguồn, thậm chí ngay cả long tộc tộc trưởng đều đã tới chúng ta tổ địa rất nhiều lần người tiểu tử này có thể thành vì lương thực của chúng ta, người bây giờ hẳn là cảm thấy rất thỏa mãn đi nha. Ta nhưng là đã đã đợi không kịp, chúng ta nhanh chóng phân một phần thân thể hắn mỗi cái vị trí đi. Chu vi cái kia hai mươi mấy hư ảnh lão đầu, bọn hắn người một lời ta một lời, bọn hắn căn bản là không coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình. Thân thể bị hạn chế ở Diệp Thần Phong, thần sắc hắn cũng không hề biến hóa quá lớn, bởi vì hắn nghe được những này hư ảnh lão đầu đối thoại, cho nên hắn biết những này hư ảnh lão đầu tuy rằng bây giờ liền linh hồn cũng không tính được, nhưng bọn họ cũng còn là làm tôn kính long tộc, hắn chỉ cần vạch trần chính mình long tộc tộc trưởng thân phận. Hắn hẳn là là có thể thuận lợi thu được phục linh dịch rồi. Nhưng vừa vặn là những bóng mở kia lão đầu đồng thời đối diệp thần phong thi triển cấm chế, những này hư ảnh lão đầu thực lực không có một cái là thấp hơn thần vương cảnh này hơn 20 người đồng thời thi triển cấm chế, dựa vào hắn thực lực hôm nay có thể tránh thoát mới là lạ chứ. Diệp thần phong ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, các người có thể giúp ta thanh sau lưng quần áo cho chấn vỡ sao? Sớm biết trước đó tại diệt hắc ma sau đó ta liền không một lần nữa đổi một cái quần áo rồi. Chỉ cần long tộc tộc trưởng dấu ấn hiển hiện ra, những này hư ảnh lão đầu khẳng định có thể nhận ra thân phận của hắn, vấn đề là bây giờ hắn liên chấn nát tan sau lưng quần áo sức mạnh cũng không sử dụng ra được. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, nếu như chỉ là yếu chấn vỡ sau lưng người quần áo, ta cùng Lão Hắc cũng không có vấn đề. Tại Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếng nói hạ xuống xong. Chỉ thấy cái kia hơn 20 cái hư ảnh giống như là thương lượng xong, trong đó một cái nhìn như nhất là già nua hư ảnh đi ra. Cái này hư ảnh chính là sư vương nhất mạch thứ tộc trưởng đời thứ nhất hắn nói, liền để cho ta tới phân một phần tiểu tử này thân thể đi. Ta tuyệt đối sẽ làm được công bình. Từ nơi này sư vương một mạch thứ tộc trưởng đời thứ nhất trên người, bốc ra chính là so với thần tôn cảnh trung kỳ cường giả khí thế, hắn hư ảnh bay tới diệp thần phong trước người. Còn lại hư ảnh lão đầu xem ra đều rất tôn kính hắn. Này thứ tộc trưởng đời thứ nhất hắn nhìn xem phía trước mặt Diệp Thần Phong, nói, băng sư cốc chính là chúng ta cửu u băng sư cấm địa, liền ngay cả chúng ta cửu u băng sư nhất tộc người bình thường xông vào đi vào, cũng là toàn bộ sẽ trở thành lương thực của chúng ta, chớ nói chi là người cái này không có ta nhóm cửu u băng sư hơi thở người. Tại đây sư vương nhất mạch thứ tộc trưởng đời thứ nhất, hắn chuẩn bị phải đem diệp thần phong phân thây. Sau đó đem diệp thần phong các bộ vị chia đều cho ở đây còn lại hư ảnh lão đầu thời điểm. Lão bạch cùng lão hắc sức mạnh trong dây lát từ diệp thần phong bên trong thân thể tuôn ra hiện ra, hai người bọn họ sức mạnh cũng chỉ có thể mượn Diệp Thần Phong thân thể phát huy ra. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc sức mạnh xung kích bên dưới. Xé tan, xé tan, xé tan, thanh âm vang lên. Diệp Thần Phong sau lưng quần áo lần thứ hai xé nứt ra, này làm cho nguyên bản muốn động thủ cửu U băng sư thứ tộc trưởng đời thứ nhất hơi sững sờ. Hắn thấy Diệp Thần Phong sau lưng quần áo xé rách sau đó mãnh liệt thật khí thế liền lập tức cở ra, hắn cười lắc đầu nói, nguyên lai chỉ là tại vùng vẫy dẫy chết rồi, vừa vặn ngược lại trả cho là chúng ta nhìn lầm, sức mạnh của ngươi cũng chỉ có thể đủ đem sau lưng mình quần áo làm vỡ nát. Sư vương nhất mạch thứ tộc trưởng đời thứ nhất, hắn có nhiều ý vị đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong sau lưng, làm hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong sau lưng cái kia vàng óng long tộc tộc trưởng dấu ấn sau đó ánh mắt của hắn trong nháy mắt dừng lại, động tác của hắn cũng dừng lại, cả người giống như một tôn tượng đá một loại. Còn lại hư ảnh lão đầu đang nhìn đến thứ tộc trưởng đời thứ nhất quái dị cử động sau, bọn hắn một bên dục một bên cũng đi tới, bọn hắn nhưng không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ một chút huyết nhục hương vị, nhưng khi bọn họ theo thứ tộc trưởng đời thứ nhất ánh mắt, ánh mắt cũng chạm tới diệp thần phong sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn lúc. Những này hư ảnh lão đầu và thứ tộc trưởng đời thứ nhất biểu lộ trong nháy mắt giống nhau như đúc, tại đây chút hư ảnh lão đầu bên trong, có mấy người nhưng là trải qua viễn cổ thời đại sơ kỳ bọn họ là chứng kiến long tộc thời điểm huy hoàng nhất, bọn hắn đã từng cũng thấy tận mắt long tộc tộc trưởng dấu ấn, long tộc đối với bọn hắn cửu u băng sư tới nói có dẫn tri ân, bọn hắn những này cửu u băng sư tổ tiên, đời này cũng sẽ không quên long tộc ân tình, đời này cũng sẽ không quên cái kia một cái đại diện cho trí cao vô thượng dấu ấn. Tuy nói bọn hắn bây giờ đã bị chết, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không tính rồi, thế nhưng chỉ cần bọn hắn còn có khi còn sống ký ức, bọn hắn đối long tộc liền trước sau hội ôm ấp cực độ tôn kính, loại kia tôn kính là thời gian cũng không cách nào xóa sạch. Loại kia tôn kính là tử vong cũng không cách nào biến mất. Những này hư ảnh lão đầu toàn bộ nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm diệp thần phong sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn. Tốt sau một hồi lâu, thứ tộc trưởng đời thứ nhất, hắn dẫn trước tiên phục hồi tinh thần lại, cánh tay hắn vung lên, hắn trực tiếp giải trừ diệp thần phong cấm chế trên người, hắn kinh nghi bất định hỏi, ngươi là bây giờ long tộc tộc trưởng. Thân thể khôi phục tự do Diệp Thần Phong, hắn nói ra, ta chính là long tộc đời thứ ba tộc trưởng, các ngươi có mấy người hẳn là thấy tận mắt long tộc tộc trưởng dấu ấn, lẽ nào này dấu ấn chả làm giả sao? Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong đem sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn điên cuồng thúc chuyển động, cuồn cuộn long uy nhất thời từ bên trong thân thể của hắn lan tràn ra tại cảm nhận được rõ ràng vô cùng cuồn cuộn long uy sau, thứ tộc trưởng đời thứ nhất hắn trước tiên đối Diệp Thần Phong quỳ xuống đất dập đầu rồi, còn lại hư ảnh lão đầu cũng dồn dập lập tức đối với Diệp Thần Phong dập đầu. Những này hư ảnh lão đầu bên trong, có một số người dù sao cũng là trải qua viễn cổ thời đại sơ kỳ, vào lúc đó long tộc chính là vạn tộc đứng đầu, tại nhìn thấy long tộc tộc trưởng thời điểm, quỳ xuống đất dập đầu là lễ nghi cơ bản mà bây giờ cửu u băng sư bên trong triệu văn vũ cùng triệu thắng hồng đám người bọn họ là không có trải qua viễn cổ thời đại sơ kỳ cho nên bọn hắn đối những lễ nghi này không hiểu rõ lắm. quỳ ở trên mặt đất thượng cửu u băng sư thứ tộc trưởng đời thứ nhất hắn rất cung kính nói ra thuộc hạ không biết là tộc trưởng ngài đại giá quang lâm vừa vặn là thuộc hạ có bao nhiêu mạo phạm kính xin tộc trưởng ngài giáng tội tại viễn cổ thời đại sơ kỳ long tộc vì vạn tộc đứng đầu những thần phục đó vu long tộc chủng tộc, bọn hắn toàn bộ thống nhất xưng hô long tộc tộc trưởng vì tộc trưởng. Tại đây chút cửu u băng sư tổ tiên trong mắt, long tộc tộc trưởng so với bọn hắn tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. So với bọn họ toàn bộ bộ tộc còn trọng yếu hơn, cho nên khi biết thân phận của Diệp thần phong sau, bọn hắn mới sẽ lập tức dập đầu, bọn hắn đã từng phát thể hội vĩnh viễn đi theo long tộc. Cho nên, bọn hắn cực hạn khắc chế trong lòng thôn vệ huyết nhục khát vọng, Long tộc có thể nói là bọn hắn đã từng vĩnh viễn không đổi tín ngưỡng, tại tín ngưỡng cùng nội tâm khát vọng trước mặt, rõ ràng cho thấy tín ngưỡng thủ thắng. Diệp Thần phong mục đích chủ yếu là thu được phục linh dịch, hắn lập tức mở miệng nói, "Được rồi, người không biết vô tội. Các ngươi đều đứng lên đi, ta nghe nói các ngươi nơi này có một cái gọi là Bắc Thần Cửu U Băng Sư tổ tiên. Khi hắn vật chôn cùng bên trong có hai bình phục linh dịch a?" ta mục đích lần này chính là vì phục linh dịch mà đến, phục linh dịch đối với ta hiện tại phi thường trọng yếu. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lần này đến đây mục đích sau, thứ tộc trưởng đời thứ nhất cùng còn lại hư ảnh lão đầu toàn bộ đứng lên, cuối cùng ánh mắt của bọn họ tập trung vào một cái hắc y hư ảnh lão trên đầu người, xem ra này hắc y hư ảnh lão đầu liền bắc thần lão tổ rồi. Bác thần tại cảm giác được chú ý của mọi người sau, hắn cười khổ nói, các vị, các người không nên nhìn ta như vậy, lẽ nào ta sẽ từ chối tộc trưởng sao? Có thể tại sau khi chết, chả nhìn thấy long tộc tộc trưởng, đây thực sự là lên trời đối với chúng ta quan tâm a hát. Ta tin tưởng chỉ cần long tộc tộc trưởng tồn tại, long tộc sớm muộn cũng có một ngày hội một lần nữa bước lên đỉnh cao. Chỉ là hai bình phục linh dịch mà thôi, ta đây sẽ đưa cho tộc trưởng ngài. Cửu U băng sư thứ tộc trưởng đời thứ nhất đám người, bọn hắn tiện tay đem chung quanh xương mù xua tán đi một ít, tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng lên, chỉ thấy vuông cách đó không xa chính là một mặt lớn vô cùng vách núi rồi. Tại trên vách núi móc ra từng cái hình chữ nhật động chìm, tại từng cái động chìm bên trong đều để đó một chiếc quan tài. Bác thần lão tổ tiện tay vung lên, trong đó một chiếc quan tài trong nháy mắt từ động chìm bên trong vọt ra, trôi nổi ở giữa không trung bên trong, nắp quan tài cũng được mở ra, từ trong đó bay ra hai cái màu xanh ra trời bình xứ, cuối cùng hai cái này bình sứ bay đến Diệp Thần Phong trước mặt. Bác thần lão tổ cung kính nói, tộc trưởng, hai bình này chính là phục linh dịch rồi. Đa tả, Diệp Thần Phong nói một tiếng cảm ơn sau đó hắn đem hai bình phục linh dịch nắm trong tay, bây giờ phục linh dịch cuối cùng là tới tay, già như vậy trắng cùng lão hắc bị tổn thương linh hồn là không phải có thể khôi phục đâu này. Trường 2232, có thể tìm suốt nguyên nhân sao? trang bị phục linh dịch hai chiếc lọ hết sức cổ điển tinh xảo. Tại đem chiếc lọ thượng nút lọ mở ra sau đó nhất thời có nhất cổ thấm ruột thấm gan hương vị, chui vào diệp thần phong trong lỗ mũi. Trong bình phục linh dịch là một loại màu xanh lá dịch. Thể, lão bạch ngô phong dỗi rảnh cùng lão hắc giang vận thiên tại cảm giác được trong bình màu xanh lá phục linh dịch sau đó trong đó lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói hai bình này chỉ là thấp. Cấp phục linh dịch, khi nghe đến lão bạch vang vọng tại trong đầu thanh âm sau diệp thần phong lập tức ở trong lòng hỏi thấp cấp phục linh dịch lẽ nào này thấp cấp phục linh dịch không cách nào chữa trị các người bị tổn thương linh hồn lão hắc giang vân thiên giải thích điểm này ngươi có thể yên tâm thấp cấp phục linh dịch cũng là có thể chữa trị chỉ là chữa trị thời gian chậm một điểm mà thôi này phục linh dịch tổng cộng chia làm vì thấp cấp trung cấp cao cấp cùng cực phẩm này bốn phẩm thứ, bằng vào ta cùng lão bạch linh hồn bị tổn thương tình huống, nếu như là hai bình cực. Phẩm phục linh dịch lời nói, chúng ta bị tổn thương linh hồn tại trong vòng một ngày liền có thể khôi phục. Nếu như là hai bình cao cấp phục linh dịch lời nói, chúng ta bị tổn thương linh hồn yếu một tháng mới có thể khôi phục. Nếu như là hai bình trung cấp phục linh dịch lời nói, chúng ta bị tổn thương linh hồn yếu 5 tháng mới có thể khôi phục. Bây giờ hai bình thấp, cấp phục linh dịch, như vậy ta cùng lão bạch bị tổn thương linh hồn, yếu khoảng 8 tháng mới có thể khôi phục. Có thể nói càng là cấp bậc cao phục linh dịch, dùng hợp về sau tốc độ chữa trị càng nhanh, bất quá, bây giờ phục linh dịch là càng ngày càng ít, tại đây cửu u băng sư nhất tộc bên trong có hai bình thấp. Cấp phục linh dịch cũng coi như là không tệ, chỉ là thời gian 8 tháng mà thôi, đối với người tu luyện tới nói chỉ là trong chớp mắt. Còn nữa, trước đó ta cùng lão bạch tuy rằng suy đoán, bây giờ ngô gia cùng giang ra bên trong hay là còn có phục linh dịch, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, vạn nhất đến lúc ngô gia cùng giang ra bên trong phục linh dịch sớm đã không còn rồi, nghĩ như vậy muốn lần nữa tìm tới phục linh dịch là một chuyện vô cùng khó khăn, hai chúng ta đã đợi nhiều tuổi như vậy nguyệt rồi, cũng không quan tâm chờ lâu một đoạn thời gian rồi. Khi nghe đến lão Hắc Giang Vận Thiên giải thích sau, Diệp Thần Phong mới thở phào nhẹ nhóm, thời gian 8 tháng xác thực không tính lâu, hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, ta phải như thế nào để này phục linh dịch cùng các ngươi dung hợp? Lão bạch ngô phong dỗi rảnh hồi đáp, tiểu ra hỏa. Ngươi chỉ cần đem linh khí vận chuyển tới trên lòng bàn tay, sau đó trên bàn tay của ngươi sẽ sinh ra nhất cổ sức hút, dựa vào cỗ lực hút này có thể để cho phục linh dịch theo bàn tay của ngươi, tối hậu tiến nhập thân thể của ngươi bên trong, chỉ cần đi vào thân thể của ngươi. Ta cùng lão hắc liền có biện pháp dung hợp này phục linh dịch biết làm sao làm sau đó diệp thần phong lập tức đã vận hành lên trong gân mạch linh khí dòng sông đem sinh ra linh khí hướng về bàn tay phải thượng ngưng tụ hắn đem bàn tay phải nhắm ngay trong tay trái hai cái bình xứ khẩu từ hắn bàn tay phải trong sản sinh sức hút lập tức đem bên trong màu xanh lục phục linh dịch cho hấp lên cuối cùng thẩm thấu tiến vào trong bàn tay của hắn tiến vào bên trong thân thể của hắn tại phục linh dịch tiến vào diệp thần phong bên trong thân thể sau lão bạch cùng lão hắc lực lượng linh hồn lập tức tại bên trong thân thể của hắn du tẩu rất mau đem phục linh dịch cho chia cắt thấp cấp phục linh dịch dung hợp cùng phát huy tác dụng tốc độ là chậm chạp nhất cho nên lão bạch cùng lão hắc tuy rằng chia cắt phục linh dịch nhưng bọn họ chả phải dựa vào thời gian đến chậm rãi triệt để dung hợp dùng này để đạt tới chữa trị bị hao tổn linh hồn tác dụng Diệp Thần Phong cảm giác được tiến vào trong người Phục Linh Dịch được chia cắt sau đó hắn cũng không đi quấy rầy Lão Bạch cùng Lão Hắc. Nếu bây giờ Phục Linh Dịch đã tới tay rồi, như vậy hắn cũng phải chuẩn bị rời đi băng sư cốc rồi. Cửu U băng sư thứ tộc trưởng đời thứ nhất các loại hư ảnh lão đầu, bọn hắn thấy Diệp Thần Phong muốn rời đi, trong đó thứ tộc trưởng đời thứ nhất, hắn giữ lại nói tộc trưởng. Ngài Long tộc tộc trưởng dấu ấn là ai truyền cho ngài? tại bây giờ bên trong vùng thế giới này vẫn tồn tại long tộc sao long tộc còn có cơ hội quật khởi lần nữa sao diệp thần phong trực tiếp hồi đáp long tộc tộc trưởng dấu ấn chính là long tộc đời thứ hai tộc trưởng truyền cho ta ở thời đại này vẫn là tồn tại long tộc huyết mạch về phần long tộc có thể hay không một lần nữa quật khởi ta đã từng đã đáp ứng long tộc đời thứ hai tộc trưởng ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng gánh lấy tộc trưởng trách nhiệm để long tộc còn lại huyết mạch thoát khỏi năm đó nguyền rủa để long tộc một lần nữa leo lên vùng thế giới này đỉnh phong. Khi nghe đến Diệp Thần Phong trả lời sau đó cửu U băng sư thứ tộc trưởng đời thứ nhất, hắn hết sức vui mừng gật gật đầu, hắn nói ra, thực sự là hoài niệm viễn cổ thời đại sơ kỳ tuế nguyệt, lúc ấy vùng thế giới này giữa. Có ai dám cãi lời long tộc, bất kỳ chủng tộc nào đều là cùng long tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, chúng ta những này cùng long tộc đi tương đối gần chủng tộc, chúng ta bất kể đi đến nơi nào đều là phong quang vô hạn. Đáng tiếc A Hát, Long tộc xa sút chẳng khác gì là một hồi tai họa bất ngờ, hay là trời cao cũng đố kỵ không muốn để cho Long tộc cường đại như thế đi xuống, bằng không Long tộc có thể sẽ lớn mạnh đến đi ngược lên trời trình độ, đến lúc đó Long tộc liền sẽ là thế giới này trời và đất, cho nên lên trời mới cho Long tộc gieo như thế nguyền rủa làm cho trong Long tộc cường giả dồn dập vô duyên vô cớ héo tàn. Cửu U băng sư thứ tộc trưởng đời thứ nhất, hắn tại thở dài một hơi sau đó hắn tiếp tục nói, ngài muốn nhìn một chút năm đó long tộc tổ địa sao? Hay là tại long tộc tổ địa bên trong, ngài có thể phát hiện một ít manh mối? Diệp thần phong khẽ cao mày, các người biết long tộc năm đó tổ địa ở nơi nào? Cửu U băng sư thứ tộc trưởng đời thứ nhất, hắn gật đầu nói, năm đó long tộc cường giả dồn dập héo tàn, long tộc càng ngày càng suy yếu sau đó rất nhiều nguyên bản chính là dục dịch chủng tộc. Bọn hắn đương nhiên là không nhẫn nại được tính tình, nhưng chúng ta những này cùng long tộc đi gần chủng tộc, chúng ta vẫn luôn là ủng hộ long tộc. Năm đó long tộc tại triệt để xa suốt sau đó hắn tổ địa là bị rất nhiều người đều quét ngang cùng lướt đoạt lấy, hơn nữa tại tổ địa bên trong xuất hiện rất nhiều địa phương kỳ quái, sau đó chúng ta nhiều ủng hộ long tộc chủng tộc, bí mật đem long tộc tổ địa đơn độc phong ấn lên, khiến người khác không cách nào tìm tới long tộc tổ địa rồi. Tại chúng ta băng sư cốc, liền có một cái truyền tống trận có thể mang ngài truyền tống đến long tộc tổ địa đi, đồng dạng đến lúc đó ngài cũng vẫn cứ có thể từ tổ địa bên trong truyền tống trận, trọng mới truyền tống về nơi này. Tại nghe đến đó có truyền tống đến long tộc tổ địa truyền tống trận, Diệp Thần Phong lấy tư cách long tộc tộc trưởng, hắn cần thiết đi năm đó tổ địa nhìn một chút rồi, trong lòng của hắn cũng là muốn giúp long tộc thoát khỏi nguyền rùa, dù sao hắn là long tộc tộc trường, hắn và long tộc trong lúc đó có hoa không phân rõ thiên ti vạn lũ quan hệ. Diệp thần phong nói ra, truyền tống trận ở nơi nào? Mang ta tới, ta hiện tại liền đi long tộc tổ địa nhìn một chút. Cửu U băng sư thứ tộc trưởng đời thứ nhất các loại hư ảnh lão đầu, bọn hắn lập tức mang theo Diệp Thần Phong đi phía trái trách đi đến, lại đi đến bên trái phần cuối sau, ở trong góc có một cái chất đầy cho bụi truyền tống trận. Truyền tống trận này bên trong ngược lại là còn có không ít còn sót lại năng lượng, đối với tinh thông trận Pháp Diệp Thần Phong tới nói, hắn không có gì tốt nghiên cứu được rồi, hắn trực tiếp bước chân vào bên trong trận Pháp, tại đem truyền tống trận mở ra sau đó hắn lập tức biến mất ở băng sư trong cốc. Những này hư ảnh lão đầu đang nhìn đến biến mất Diệp Thần Phong sau, trên mặt bọn họ mỗi một người đều tràn đầy chờ mong, tuy rằng bọn hắn đã toàn bộ chết rồi, nhưng trong lòng bọn họ chả là hy vọng long tộc có thể khôi phục huy hoàng của năm đó thế nhưng diệp thần phong có thể tại long tộc đã từng tổ địa bên trong tìm ra long tộc năm đó vô duyên vô cớ xa suốt nguyên nhân sao năm đó long tộc đến cùng đúng là nhận lấy trời cao nguyền rủa vẫn là có cái gì khác nguyên nhân đâu này cho tới hôm nay long tộc xa suốt tại rất nhiều người trong mắt vẫn là một cái bí ẩn bởi vì không cách nào tìm ra nguyên nhân thực sự cho nên phần lớn người mới đem này quy kết đến trời cao nguyền rủa liền ngay cả long tộc chính mình cũng cho là như vậy. chương 2233, Nguyền rủa linh nghiệm Mở ra truyền tống trận diệp thần phong, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi đến tầm mắt của hắn khôi phục như cũ sau đó hắn đã không ở băng sư gốc bên trong rồi, cho dù có nhất định chuẩn bị tâm tư, mà khi hắn nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này thời gian, hắn trong con ngươi vẻ mặt nhưng vẫn là ngốc trệ tốt mấy phút hắn mới phục hồi tinh thần lại. Đây chính là đã từng long tộc tổ địa sao, đây chính là được xương vạn tộc đứng đầu long tộc tổ địa. ngẩng đầu nhìn lại, giữa bầu trời là hắc mông mông một mảnh, cho người một loại phi thường trầm muộn cảm giác, phảng phất liền liền hô hấp đều phải không trôi chảy rồi, hấp vào mũi trong không khí cũng cực kỳ vẩn đục, làm cho Diệp thần phong không tự chủ nhíu mày. Hướng về bốn phía nhìn tới, này long tộc tổ địa trả là cực kỳ rộng lớn, Dựa vào mắt thì không cách nào nhìn đến phần cuối. Đáng nhìn tuyến tiếp xúc cùng chỗ, ngoại trừ là phế tích liền vẫn là phế tích rồi, trên mặt đất là từng cái nhìn thấy mà giật mình to lớn hố, từng tòa từng tòa sụp đổ cao sơn, từng cái từng cái khô héo dòng sông, từng tòa từng tòa kiến trúc hài cốt, bây giờ đổi bại không thể nghi ngờ tại chứng minh nơi này đã từng huy hoàng. Tại Viễn Cổ thời đại Sơ Kỳ, Long tộc lấy tư cách vạn tộc đứng đầu, Long tộc tổ địa mỗi ngày đều là người đến người đi còn lại trong chủng tộc cường giả đều sẽ đến viếng thăm long tộc, có thể nói mảnh này long tộc tổ địa chính là viễn cổ thời đại sơ kỳ náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất địa phương. Nhưng bây giờ ngoại trừ đồi bại cũng chỉ còn sót lại đồi bại, năm đó thống trị vùng thế giới này long tộc, cuối cùng đều thối lui ra khỏi võ đài của thế giới, rơi xuống thê thảm như thế kết cục, này làm cho Diệp Thần Phong càng ngày càng kiên định yếu đến sống mãi rồi. Nơi này dù sao cũng là long tộc tổ địa, trong không khí trả lưu lại nhàn nhạt long khí tức, diệp thần phong sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn, không khỏi cùng tổ địa bên trong long khí tức tạo thành một loại vi diệu liên hệ, cái cảm giác này giống như là trở về nhà của chính mình một loại. Mà chính lúc diệp thần phong trên người không ngừng nổi lên chân long hơi thở thời điểm. hắc mông mông bầu trời bỗng nhiên phong quyển tàn vân, sát theo đó, từng đạo màu tím năng lượng thật lớn từ bầu trời bên trong bổ xuống loại năng lượng màu tím này dường như chấp giật nhưng nó cũng không phải chấp giật căn bản cùng thiên lôi không dính nổi một bên thuần túy chỉ là một loại sức mạnh cường hãn mà thôi cái này từng đạo màu tím năng lượng thật lớn tấn mãnh hướng về diệp thần phong chu vi bổ xuống ầm um, ầm um, ầm um, tiếng nổ lớn không ngừng trên mặt đất bùn đất cùng cho bụi tứ tán tại trong không khí phàm là được loại năng lượng màu tím này bổ trúng mặt đất lập tức xuất hiện từng cái cực kỳ sâu hố nhỏ hiện tại Diệp Thần Phong là biết tại sao nơi này hội có từng cái từng cái to lớn hố rồi. Diệp Thần Phong bóng người nhanh chóng tránh né giữa bầu trời màu tím cường hãn năng lượng, hắn có thể cảm giác được suất, nếu như hắn được loại năng lượng màu tím này bổ chúng, cơ thể hắn rất có thể sẽ trực tiếp hóa thành cho tàn, loại năng lượng màu tím này bên trong ẩn chứa khí thế quá kinh khủng, khủng bố để Diệp Thần Phong đều hãi hùng khiếp phía. Bạn theo thời gian trôi đi. Từ bầu trời bên trong bổ xuống năng lượng màu tím tốc độ là càng lúc càng nhanh, nhanh đến muốn cho Diệp Thần Phong đến không kịp né tránh rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu ra hỏa, vội vàng đem trên người ngươi long khí tức cực hạn thu liếm, ta cùng lão hắc giúp người đồng thời che giấu. Nghe vậy, Diệp Thần Phong cực hạn thu lại từ trong cơ thể tản ra long khí tức, đồng thời cắt đứt cùng tổ địa bên trong long khí liên hệ, tại lão Bạch cùng lão hắc trợ giúp xuống, rất nhanh từ trên người hắn liền cũng không còn bất kỳ một tia long khí tức tản ra rồi. tại diệp thần phong trên người long khí tức tiêu tan sau đó giữa bầu trời bổ xuống năng lượng màu tím dĩ nhiên từ từ biến mất rồi. mảnh này hắc mông mông bầu trời lại khôi phục được trong yên tĩnh. không ngừng tránh né diệp thần phong hỏi hắn lão bạch lão hắc chuyện gì thế này. lão bạch ngô phong rỗi rảnh âm thanh ngưng trọng hồi đáp ta cùng lão hắc cũng là lần đầu tiên tới long tộc tổ địa xem ra năm đó long tộc xa suốt quả nhiên không phải trùng hợp a hát. Nếu như ta cùng lão hắc không có suy đoán, tại long tộc mảnh này tổ địa bên trong, được bố trí một loại nào đó nhằm vào long tộc thiên địa pháp tắc. Chỉ cần long tộc người ở mảnh này tổ địa bên trong, liền sẽ xúc động đến này thiên địa pháp tắc, long tộc người sẽ không ngừng chịu đến loại năng lượng màu tím này công kích, hơn nữa công kích tốc độ cùng sức mạnh hội theo thời gian càng ngày càng lớn mạnh nhưng nếu như không phải long tộc chi người đi tới nơi này, hẳn là liền hội an toàn vô sự. Điểm này đã ở trên người người ấn chứng, vừa vặn trong thân thể người tỏa ra long khí sau. Giữa bầu trời mới phong quyền tàn vân, mà được sự giúp đỡ của chúng ta đem trên người ngươi long khí che giấu không có chút nào còn lại sau. Nơi này lại khôi phục yên tĩnh, trong thân thể ngươi dù sao không có rồng thực sự tộc huyết mạch. Người chỉ là truyền thừa long tộc tộc trưởng dấu ấn, cho nên trong cơ thể long khí vẫn có biện pháp che giấu. Nhưng nếu như là chính thức có được long tộc huyết mạch người, bọn hắn muốn che giấu huyết mạch của mình khí tức, nhưng là phi thường khó khăn, hơn nữa yếu che giấu một tia đều không thừa. Người bình thường căn bản vô pháp bố trí này các loại thiên địa pháp tắc, ta nghĩ coi như là thần đế cảnh cường giả cũng không làm được, có lực lượng nào đó muốn đem long tộc hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt để cho bọn họ liền ở lại tổ địa tư cách cũng không có, loại sức mạnh này lẽ nào thật sự là tới từ ở lên trời sao? Nghe lão Bạch Ngô Phong dối rảnh vang vọng tại trong đầu thanh âm, Diệp Thần Phong trong lòng cũng càng ngày càng nghi ngờ, hắn muốn tìm ra long tộc cường giả năm đó vì sao lại liên tiếp rơi xuống. Bằng không các loại sau này gặp phải long tộc còn lại huyết mạch, hắn cũng không cách nào giúp bọn họ mở ra nguyền rùa. Diệp thần phong đang khắp nơi là phế thích long tộc tổ địa bên trong hành tẩu lên, hắn nỗ lực muốn ở chỗ này phát hiện một ít manh mối, khi hắn đi lại sau ba tiếng, hắn đột nhiên cảm giác không đúng lắm rồi, lông mày của hắn là càng nhăn càng chặt rồi, thậm chí là nửa ngồi xổm xuống, hai bàn tay chống tại trên mặt đất. Khạc, 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 Diệp thần phong ho sặc sụa lên, trong cổ họng hắn tiếng ho khan không ngừng, thậm chí có máu tươi từ trong cổ họng hắn khạc đi ra, hắn cảm giác bên trong thân thể mình rất nhiều khí quan đang nhanh chóng kiệt sức, hắn ra trên người cũng đang nhanh chóng nhăn lại đến, tóc của hắn cũng đang dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến trắng, giống như là đang nhanh chóng trở nên giả yếu tử vong. Vù vù, vù vù, vù vù. Diệp thần phong mũi cùng trong miệng khí tức trở nên gấp gáp cực kỳ, hắn thân sức mạnh trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua, hắn ở trong lòng vội vàng hỏi, lão bạch, lão hắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? làm sao sẽ biến thành như vậy cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết long tộc nguyền rủa sao tiên huyết không ngừng từ diệp thần phong trong miệng ho ra đến hắn căn bản không cảm giác được trong cơ thể mình có những gì xâm nhập thật giống vô duyên vô cớ liền biến thành như vậy trên mặt của hắn cũng đã che kín nếp nhăn rồi cả người biến thành già nua vô cùng lão bạch ngô phong dỗi rảnh cùng lão hắc giang vận thiên cũng cảm giác không ra diệp thần phong bên trong thân thể có thay đổi gì làm sao sẽ đột nhiên cứ như vậy đâu này. Diệp thần phong toàn thân trừ trái tim ở ngoài, tất cả mọi thứ đều đang nhanh chóng giải dạ yếu, trái tim của hắn dù sao cũng là tinh không chi thạch thay thế được rồi. Này tinh không chi thạch chính là bầu trời trái tim, có thể nói diệp thần phong bây giờ bên trong thân thể, cường hãn nhất cùng hoàn mỹ nhất khí quan chính là trái tim. Diệp thần phong cảm giác toàn thân càng ngày càng không sức mạnh, trong đầu hắn ý thức cũng đang mơ hồ, miệng hắn bên trong nhanh cắn chặt hàm răng ở trong lòng đứt quáng hỏi lão lão bạch lão lão hắc thân thể của ta 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 không cách nào khống chế lão bạch ngô phong dối rảnh cùng lão hắc giang vận thiên phục linh dịch đã hội tự chủ chậm rãi cùng linh hồn của bọn họ dung hợp hai người bọn họ sức mạnh không ngừng tại diệp thần phong bên trong thân thể thẩm thấu không có buông tha diệp thần phong trong cơ thể mỗi một tế bào nhưng bọn họ vẫn là không cách nào tìm ra bất kỳ cái gì nguyên nhân sức mạnh của bọn họ hoàn toàn không có cách nào nhận biết được, Diệp Thần Phong trong cơ thể có chỗ không ổn. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng biến thành nôn nóng lên, nếu như không ngăn cản Diệp Thần Phong loại này giả yếu xu thế, e sợ Diệp Thần Phong chẳng mấy chốc sẽ triệt để mất mạng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh ngưng trọng nói, Lão Hắc, chúng ta đến cùng nên làm gì? Cái này đáng chết long tộc tổ địa, làm sao sẽ như thế tả môn? Khoảng cách Long tộc xa Sút đã biết bao nhiêu năm tháng lâu dài đã trôi qua. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, chẳng lẽ nói đúng là nguyên rủa linh nghiệm sao? Tiểu tử, ngươi lại kiên trì một hồi, để cho ta cùng lão Bạch suy nghĩ thật kỹ biện pháp, nhất định là trong thân thể ngươi chỗ đó có vấn đề. Lão Bạch cùng lão Hắc sức mạnh không có đình chỉ, chính khi bọn họ không có bất kỳ manh mối, Diệp Thần Phong cũng càng ngày càng hư nhược thời điểm, trong chớp mắt Diệp Thần Phong giải yếu dĩ nhiên đình chỉ, thay thế trái tim của hắn tinh không chi thạch, hắn khiêu động tần suất đột nhiên trong lúc đó tăng nhanh. chương 2234, Hỗn độn tử khí Hỗn độn sinh khí Tinh không chi thạch từ lâu cùng Diệp Thần Phong huyết nhục liền cùng đi lên không gian tiểu nữ. Hình dạng cũng cùng trái tim giống nhau như đúc, bất quá, viên này tinh không chi thạch hình thành trái tim chính là thất sắc. Kèm theo tim đập đột nhiên tăng nhanh, từ quả tim này bên trên không ngừng lóe lên hào quang bảy màu. Tại Diệp Thần Phong trong trái tim lượn lờ một loại màu xám khí tức, loại này màu xám khí tức hẳn là tại bên trong thân thể của hắn, nhưng màu xám khí tức hẳn là nằm ở một loại không cách nào cảm giác trạng thái, chỉ có đến trên trái tim mới hiển hiện ra. Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên giải yếu, khẳng định chính là cùng loại này màu xám khí tức có quan hệ. Yếu lượn lờ tại trên trái tim mới hiển hiện ra, lão bạch cùng lão hắc mới có thể cảm giác được này màu xám hơi thở tồn tại, xem ra diệp thần phong trong cơ thể xâm nhập không ít loại này màu xám khí tức, chỉ là đều không thể cảm ứng được đến. Thấy diệp thần phong giả yếu tạm thời đình chỉ, lão bạch ngô phong dỗi rảnh cùng lão hắc giang vận thiên mới xem như là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm hai người bọn họ không ngừng cảm ứng tại diệp thần phong trên trái tim hiển hiện ra màu xám khí tức, tâm tình của bọn họ là càng ngày càng trầm trọng rồi. Thẳng đến tốt một lúc sau, Lão Bạch mới mở miệng nói tiểu gia hỏa, hay là chúng ta suy đoán ra loại này màu xám hơi thở lai lịch. Khuôn mặt già nua Diệp Thần Phong, hắn gian nan mà hỏi, này là món đồ quỷ quái gì vậy? Tuy rằng thân thể của ta tạm thời đình chỉ giả dạ yếu, nhưng ta chả có thể khôi phục đến nguyên lai sao? Lão Bạch hồi đáp, muốn khôi phục hẳn là có thể, nếu như ta cùng lão Hắc không có đoán sai, loại này màu xám khí tức chính là hỗn độn tử khí này đồng dạng cũng là long tộc bị loại kia cái gọi là nguyền rùa. Hỗn độn tử khí. Diệp thần phong trong lòng nghi hoặc, hắn nhưng chưa từng nghe nói vật này, khi hắn muốn nghi vấn thời điểm, lão bạch đã bắt đầu giải thích lên, tiểu gia hỏa, hỗn độn tử khí đến từ chính viễn cổ sơ kỳ thời đại lúc trước hỗn độn thời đại, đối với hỗn độn tử khí chúng ta cũng không phải phi thường hiểu rõ. Chỉ là mơ hồ nghe nói qua hỗn độn tử khí truyền thuyết. Có người nói tại hỗn độn thời đại, này hỗn độn tử khí cũng là cực kỳ thưa thớt, thậm chí có thể nói là hiếm thấy cùng hầu như tuyệt tích. Này hỗn độn tử khí không, sắc, không, vị, cho dù tiến vào người tu luyện bên trong thân thể cũng không cách nào phát hiện, mà ngươi là vì đã có được tinh không chi thạch lấy tư cách trái tim. Này mới khiến hỗn độn tử khí hiển lộ ra. Hỗn độn tử khí tác dụng phi thường đặc thù, bình thường tiến vào người tu luyện bên trong thân thể, sẽ không lập tức để người tu luyện tử vong, Thiên phú càng cao, tu vi càng cao người, đang bị hỗn độn tử khí xâm nhập sau đó bọn hắn chết lại càng nhanh. Cho dù thiên phú không cao lắm, thực lực cũng không tính cao người. Bọn hắn đang bị hỗn độn tử khí xâm nhập sau đó nếu như bọn họ còn muốn tăng cao thực lực lời nói, như vậy cũng sẽ tăng nhanh tử vong, nếu để cho tu luyện đình chỉ, như vậy hay là bọn hắn còn có thể sống thêm một ít năm tháng. Tiểu gia hỏa ngươi, thiên phú của ngươi xem như là tuyệt vô cận hiếu. Hơn nữa tại 30 tuổi thì có bậc này thực lực, người tại bạn cùng lứa tuổi bên trong tuyệt đối là bỏ qua bọn hắn mấy trăm con phố, cho nên người tại được hỗn độn tử khí xâm nhập sau đó người lập tức nhanh chóng giải yếu tử vong. Nếu như không phải có tinh không chi thạch đột nhiên phát huy tác dụng, chỉ sợ cũng ngay cả ta cùng lão hắc cũng không có biện pháp, thậm chí chúng ta liền ngươi nguyên nhân của cái chết cũng không tìm ra được. E sợ năm đó long tộc chính là như vậy bên trong cơ thể của bọn họ cũng không có tinh không chi thạch thay thế trái tim, bọn hắn tự nhiên không cách nào phát hiện tất cả những thứ này đều là hỗn độn khí chết đang tác quái. Tiểu gia hỏa, người bây giờ cảm ứng trái tim của ngươi, bây giờ muốn trừ đi bên trong cơ thể ngươi hết thảy hỗn độn tử khí, cho ngươi lần nữa khôi phục nguyên lai, chỉ sợ cũng chỉ có tinh không chi thạch có thể làm được rồi. Này tinh không chi thạch chính là bầu trời trái tim, nó có thanh tẩy tác dụng, này hỗn độn tử khí dù sao cũng chỉ là thế gian kết quả. Khi nghe đến lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh giải thích sau, Diệp Thần Phong lập tức cảm ứng trái tim của mình, khi hắn cảm ứng cùng trái tim triệt để liên hệ với nhau sau. Trong đầu hắn ý thức khẽ động, từ trái tim của hắn thượng tản ra hào quang bảy màu càng ngày càng rực rỡ rồi. Màu phát sáng lóa mắt hào quang bảy màu lóng lánh, từ trái tim của hắn chi trong sản sinh nhất cổ kỳ lạ chấn động. Theo luồng rung động này dập dần, chỉ thấy không ngừng có một tia một tia màu xám khí tức bắt đầu lượn lờ tại trái tim của hắn bên trên rồi, xem ra những kia không thấy được hỗn độn tử khí đang nhanh chóng hướng về trong trái tim của hắn tụ tập. Tụ tập hỗn độn tử khí ở tim Hào Quang bảy màu dưới, rất nhiều hỗn độn tử khí đang chậm rãi được bốc hơi rồi. Đồng thời, Diệp Thần Phong bên trong thân thể Kiệt Sức khí quan đang khôi phục sức sống rồi toàn thân hắn nhân lại ra thịt cũng đang khôi phục rồi, hắn biến thành màu trắng tinh đầu đồng dạng là đang từ từ khôi phục thành màu đen. Mũi cùng trong miệng khí tức không lại hỗn loạn rồi, bên trong thân thể sức mạnh cũng chậm chậm từng điểm từng điểm khôi phục, cảm giác tự thân từng bước biến hóa, diệp thần phong chính mình cũng cuối cùng là trì hoãn thở ra một hơi, vừa vặn loại kia mặt sắp tử vong, hơn nữa chính mình không cách nào khống chế cảm giác, đây là từ lúc sinh ra tới nay khó chịu nhất một lần. Tốt một lúc sau, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục thành lúc trước bộ dáng, bên trong thân thể của hắn hỗn độn tử khí đã là trừ đi không còn chút nào, thế nhưng bên trong thân thể của hắn trái tim nhưng vẫn là lập lòe hào quang bảy màu, bởi vì ở nơi này mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ có hỗn độn tử khí tiến vào trong cơ thể hắn, chỉ cần tinh không chi thạch một khi đình chỉ trạng thái như thế này chỉ sợ hắn lập tức hội lần nữa nhanh chóng giải yếu, cho nên trái tim của hắn tinh không chi thạch nhất định muốn mỗi giờ mỗi khắc đều nằm ở một loại nhanh chóng nhảy lên trong trạng thái. Hoàn toàn khôi phục Diệp Thần Phong, hắn từ trên mặt đất đứng lên, bây giờ trong lòng một cái bí ẩn cuối cùng là mở ra, năm đó long tộc cường giả cùng Thiên Phú Tuyệt hảo người vô duyên vô cớ dồn dập vẫn lạc, đây đều là hỗn độn tử khí tại quấy phá, năm đó chỉ là không có bất kỳ long tộc người phát hiện điểm này về phần rốt cuộc là ai bố trí tất cả những thứ này diệp thần phong vẫn là không cách nào đoán được lão hắc giang vận thiên thanh âm cũng ở trong đầu hắn vang lên tiểu tử này hỗn độn tử khí là có thể di truyền chỉ cần là đời trước người được hỗn độn tử khí cho xâm nhập như vậy hắn hậu bối vừa sinh ra đến trong cơ thể kỳ thực liền tồn tại hỗn độn chết tức giận cái này cũng là long tộc xa suốt sau đó một mực không có một lần nữa quật khởi thậm chí là trực tiếp lui ra tất cả mọi người tầm mắt nguyên nhân được hỗn độn tử khí xâm nhập long tộc bọn hắn chẳng khác gì là một cái tuần hoàn ác tính bọn hắn căn bản không có quật khởi tư cách diệp thần phong ngưng lông mày hỏi ngoại trừ tinh không chi thạch có không có cái khác biện pháp trừ đi hỗn độn tử khí tinh không chi thạch chính là diệp thần phong trái tim rồi hắn không cách nào thanh tinh không chi thạch móc ra cho còn lại long tộc huyết mạch người đi trừ hỗn độn tử khí rồi còn nữa tinh không chi thạch hẳn là chỉ là hội đang tu luyện người bên trong thân thể mới phát sinh tác dụng lão hắc giang vận thiên hồi đáp biện pháp ngược lại cũng không phải không có chỉ cần có thể tìm được hỗn độn sinh khí để long tộc còn lại huyết mạch hút vào hỗn độn sinh khí như vậy hẳn là là có thể trung hòa bên trong cơ thể của bọn họ hỗn độn tử khí rồi một sống một chết chính dễ dàng đạt được một cái cân bằng bất quá hỗn độn sinh khí cùng hỗn độn tử khí như thế hiếm thấy muốn tìm được hỗn độn sinh khí muốn xem người vận khí của mình rồi. Diệp thần phong hỏi lần nữa, nơi nào nhưng có thể tìm tới hỗn độn sinh khí? Lão Hắc Giang Vân Thiên Đạo, nơi này tràn ngập nhiều như vậy hỗn độn khí chết, như vậy tại đây long tộc tổ địa bên trong, nhất định là ẩn giấu một cái hỗn độn tử khí đầu nguồn, bằng không trải qua lâu năm như thế, nơi này không thể vẫn tồn tại hỗn độn chết tức giận. Nhất định muốn có hỗn độn tử khí đầu nguồn, đến cuồn cuộn không đoạn tỏa ra hỗn độn tử khí, nơi này hỗn độn tử khí mới sẽ lâu dài không tiêu tan, thậm chí hội càng ngày càng dày đặc. Hỗn độn tử khí đầu nguồn hội căn cứ thời gian rời đổi, từ từ biến thành một cái hỗn độn tử khí tuyền, từ trong đó sẽ có sinh sôi liên tục hỗn độn tử khí nhô ra. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, tiểu gia hỏa, truyền thuyết bình thường có tử khí tuyền địa phương, đều sẽ phối hợp có sinh khí tuyền, chỉ cần có sinh khí tuyền tồn tại, như vậy ngươi là có thể thu được hỗn độn tức giận rồi. Ta cùng lão hắc ngược lại cũng đúng là nghe nói liên quan với chứa đựng hỗn độn sinh khí biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể tìm được hỗn độn sinh khí, chúng ta nên có thể giúp ngươi đem hỗn độn sinh khí mang đi ra ngoài. Nhưng, cũng không phải hết thảy tử khí tuyền bên cạnh đều sẽ phối hợp có sinh khí tuyền, này đều phải xem vận khí của ngươi cùng tạo hóa, lợi dụng trái tim của ngươi thật tốt cảm ứng một cái, ngươi nên có thể tìm được hỗn độn tử khí đầu nguồn. Nghe xong lão Hắc Giang Vận Thiên cùng lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, bây giờ muốn đi trừ long tộc còn lại huyết mạch trong cơ thể hỗn độn tử khí, phải tìm được hỗn độn sinh khí là biện pháp duy nhất rồi. Diệp Thần Phong nhất định muốn tìm tới hỗn độn sinh khí, đây là hắn lấy tư cách long tộc đời thứ ba tộc trưởng trách nhiệm. chương 2235, Yên Giám cùng Thiên Đồng Thọ Long tộc rách nát tổ địa bên trong, Diệp Thần Phong dựa vào trái tim cảm ứng, hắn tại chỉnh mảnh tổ địa bên trong tìm kiếm, thỉnh thoảng sẽ có hỗn độn tử khí thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng toàn bộ tụ tập tại trái tim của hắn bên trên, được trên trái tim tán phát hào quang bảy màu chỗ bốc hơi. Long tộc tổ địa vô cùng lớn, nhưng này mảnh rộng lớn thổ địa dĩ nhiên là không có một ngọn cỏ ở nơi này không có bất kỳ một loại sinh vật đang sống cùng thực vật đang tìm kiếm trọn vẹn mấy canh giờ sau đó Diệp Thần Phong dưới chân bước chân đột nhiên dừng lại, bởi vì lúc này trái tim của hắn thượng lóe lên hào quang bảy màu là nhất là kịch liệt, không ngừng lượn lờ tại trái tim của hắn thượng hỗn độn tử khí cũng là nhiều nhất, chỉ cần hắn hướng về bên cạnh di động một ít, hỗn độn tử khí liền lập tức hội yếu bớt xuống, điều này nói rõ nơi này phải là sản sinh hỗn độn tử khí đầu nguồn. Diệp Thần Phong cúi đầu nhìn một chút dưới bàn chân, chu vi đều là một vùng phế tích. Nói như vậy hỗn độn tử khí đầu nguồn chỉ có thể tại này dưới nền đất rồi. Ở trong lòng có phán đoán sau đó Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, hắn bắt đầu hướng về dưới mặt đất đào móc, thân là thiên thần cảnh cường giả, hắn đào móc tốc độ không phải bình thường nhanh, thân ảnh của hắn không ngừng sâu vào dưới mặt đất. 1m, 10m, 20m, 30m, thẳng đến đào móc đến 50m, Diệp Thần Phong cảm giác mình hẳn là tới gần hỗn độn tử khí đầu nguồn rồi hắn bên trong thân thể trái tim cơ hồ bị hỗn độn tử khí cho bao trùm rồi, trên trái tim nhanh chóng lóe lên hào quang bảy màu cũng đang không ngừng bốc hơi những này xâm nhập hỗn độn tử khí. Đến cùng nơi này có không có hình thành hỗn độn tử khí tuyền đâu này? Tại hỗn độn tử khí tuyền bên cạnh có hay không phối hợp hỗn độn sinh khí tuyền đâu này? Diệp thần phong tiếp tục đi xuống đào móc, trong chớp mắt, hắn phát hiện mình dưới đáy không có bùn đất có thể đào, ở phía dưới có một cái không là không gian rất lớn. Diệp thần phong đem cửa động đào đại một chút, hắn đồng thời dùng linh khí thanh đào ra bùn đất cầm cố lại rồi, bằng không những này bùn đất sẽ trực tiếp nhảy vào phía dưới trong không gian, đem vùng không gian này cho trực tiếp vùi lấp mất. Tại làm xong những chuyện này sau đó Diệp Thần Phong thân ảnh trực tiếp nhảy vào phía dưới không gian bên trong, tại đi tới bên trong vùng không gian này sau, bên trong thân thể của hắn hỗn độn tử khí dĩ nhiên không có nhanh chóng tăng vọt, này làm cho trong lòng của hắn là vui vẻ này chứng minh rồi nơi này cần phải có hỗn độn sinh khí tuyền là hỗn độn sinh khí tiến vào trong cơ thể hắn lúc này mới triệt tiêu một phần hỗn độn chết tức giận diệp thần phong lập tức bắt đầu đánh giá bốn phía ánh mắt của hắn đầu tiên như ngừng lại vùng không gian này bên phải trong khắp ngõ ngách ở nơi đó có một cái ao vậy hố nhỏ tại hố nhỏ bên trong xoay tròn một cái cự đại dòng khí màu xám từ nơi này xoay tròn dòng khí màu xám bên trong không ngừng có khí tức chảy xuôi mà ra, phàm là chảy ra khí tức lập tức hội ẩn nấp ở trong không khí. Căn bản không cảm giác được những kia lưu ra khí tức tồn tại. Này trăm phần trăm chính là hỗn độn tử khí tuyển rồi, mà Diệp Thần Phong ánh mắt lập tức lại tại hỗn độn tử khí tuyển Chu Vi nhìn quét lên, hắn tại hỗn độn tử khí tuyển bên trái, nhìn thấy một cái so với tử khí tuyển nhỏ hơn rất nhiều hố nhỏ, trong đó xoay tròn một cái khí lưu màu trắng, từ khí lưu màu trắng bên trong cũng thỉnh thoảng hội có khí tức chảy về phía trong không khí, rất nhanh sẽ cũng ẩn nấp tại không khí bên trong, này chỉ sợ sẽ là sinh khí tuyển rồi. Bất quá, thật giống này hỗn độn sinh khí khí tức là khuếch tán không xa, còn không có đợi đến khuếch tán đến trên mặt đất. Những này khuếch tán ra tới hỗn độn sinh khí liền sẽ tiêu tán vô ảnh vô tung. Đang nhìn đến chỗ này hỗn độn tử khí tuyển bên cạnh thật sự phối hợp có hỗn độn sinh khí tuyển, diệp thần phong mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nếu như này không có hỗn độn sinh khí tuyển lời nói như vậy hắn muốn muốn lần nữa tìm tới một cái hỗn độn sinh khí tuyển này chỉ sợ là cực kỳ không dễ dàng diệp thần phong lập tức ở trong lòng hỏi lão bạch lão hắc kế tiếp ta nên như thế nào thanh hỗn độn sinh khí mang đi ra ngoài lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói căn cứ chúng ta biết rõ truyền thuyết này hỗn độn sinh khí tại thiên địa chi hỏa thiêu đốt dưới nó hội hình thành một loại kết tinh loại này kết tinh là có thể mang theo người, bình thường bảo tồn cái 1-2 năm thời gian không thành vấn đề. Tại người muốn dùng đến hỗn độn sinh khí thời điểm, chỉ cần người đem linh khí truyền vào kết tinh bên trong, này kết tinh liền lại sẽ hòa tan thành hỗn độn tức giận rồi. Khi biết mang ra hỗn độn sinh khí biện pháp sau đó diệp thần phong bàn tay phải một phen. Thiên địa chi hỏa thanh viêm lập tức từ trong bàn tay của hắn trốn ra, hắn đi tới hỗn độn sinh khí tuyển trước mặt, ngón tay búng một cái, trực tiếp để thanh viêm che trùm lên hỗn độn sinh khí tuyển mặt trên, những kia từ trong đó tràn ra tới màu trắng khí tức, toàn bộ một mạch trào vào thanh viêm bên trong. Kèm theo thanh viêm không ngừng thiêu đốt, tại trong ngọn lửa quả nhiên đang chậm rãi hình thành màu trắng kết tinh rồi. Hỗn độn sinh khí diệp thần phong tự nhiên là cần càng nhiều càng tốt, bây giờ long tộc còn lại huyết mạch nhân số cũng không nhiều rồi, hẳn là ngưng tụ cái một ngàn khối hỗn độn sinh khí kết tinh liền đủ rồi này hỗn độn sinh khí tuyền thì không cách nào mang đi, chỉ cần vừa rời đi nó sinh trưởng địa phương, toàn bộ hỗn độn sinh khí tuyền lập tức hội tiêu tán. Yếu ngưng tụ một ngàn khối hỗn độn sinh khí kết tinh, điều này cũng đúng rất tốn thời gian, Diệp Thần Phong dù sao còn muốn khống chế xong thanh viêm nhiệt độ, thanh viêm trọn vẹn thiêu đốt hai ngày sau, lúc này mới cuối cùng là ngưng tụ ra một ngàn khối hỗn độn sinh khí kết tinh. Diệp thần phong đem này một ngàn khối hỗn độn sinh khí kết tinh toàn bộ để tốt sau đó hắn đem thanh viêm một lần nữa thu hồi bên trong đan điền. Bây giờ hỗn độn sinh khí kết tinh cũng tới tay, hắn cũng là thời điểm rời đi nơi này rồi, trong lòng của hắn chả một mực lo âu thiên nguyên cổ thành bây giờ tình huống đây. Nhưng tại yếu lúc rời đi, Diệp thần phong ánh mắt lại hơi hít lại, hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ này không gian bên trái một mặt trên vách đá, đang ngưng tụ hỗn độn sinh khí kết tinh này hai ngày thời gian bên trong hắn cũng một mực tải khống chế thanh viêm nhiệt độ, bởi vì thiêu đốt quá mức thịnh vượng, trực tiếp sẽ để cho hỗn độn sinh khí bốc hơi, cho nên hắn cũng không có quan sát tỉ mỉ bốn phía. Bây giờ tại yếu lúc rời đi, hắn đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy bên trái trách một mặt trên vách đá, thật giống loáng thoáng có chữ viết thể tồn tại, này ngược lại là gây nên hiếu kỳ của hắn rồi, hắn đi tới bên trái mặt này trước vách đá. Trên vách đá đã sớm là bị cho bụi cho che kín, căn bản thấy không rõ lắm mặt trên khắc họa kiểu chữ, thậm chí không nhìn kỹ đều không thể nhìn ra mặt trên chả có khắc kiểu chữ. Diệp Thần phong cánh tay vung lên, hắn trực tiếp quét đi trên vách đá cho bụi. Tại cho bụi được quét đi trong nháy mắt, từ vách đá chữ trên hạ thể trong dây lát tản ra nhất cổ cực hạn sức mạnh. này làm cho Diệp Thần phong là đột nhiên không kịp chuẩn bị, nguồn sức mạnh này hung hăng hướng đánh vào trên thân thể hắn. âm si si từ Diệp Thần Phong trên ngực truyền ra một tiếng vang trầm thấp, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra tung tóe. Diệp Thần Phong thân ảnh lập tức hướng về bên cạnh tránh đi rồi, làm ánh mắt của hắn chạm tới trên vách đá kiểu chữ sau, chỉ thấy mặt trên rồng bay phượng múa viết sáu chữ to yên dám cùng thiên đồng thọ. Cái này mấy chữ đại khái ý tứ chính là lại dám cùng trời đồng thọ. Này rõ ràng cho thấy đang chất vấn, như vậy những lời này là ai lưu lại? Hơn nữa trên vách đá chứ trong cơ thể năng lượng cùng uy thế cũng quá cường đại chứ. Tốt xấu diệp thần phong cũng là thiên thần cảnh cường giả ha hát. Nhưng hắn tại mấy chữ này thể diện trước lại có vẻ không chịu được như thế một đòn. chương 2236, yếu đấu với trời. Khóe miệng lây dính tiên huyết diệp thần phong. Lông mày của hắn nhíu thật chặt, trong con người tràn đầy vẻ nghiêm túc, hắn không dám đứng tại vách đá thượng cái kia sáu chữ to trước mặt. Mới vừa từ trên vách đá tự thể trong truyền tới lực lượng là cuồn cuộn không đoạn, nếu như hắn không đúng lúc hướng về bên cạnh tránh đi lời nói, nói không chắc trên vách đá cái kia chữ sức mạnh trong cơ thể sẽ trực tiếp đưa hắn cho xung kích mà chết. Chỉ là chịu đến như thế một cái xung kích, Diệp Thần Phong cảm giác bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, cái kia chữ sức mạnh trong cơ thể quả thực là bá đạo cực kỳ, tại chậm một lúc sau, Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vách đá này thượng sáu chữ to là ai lưu lại? Ẩn chứa trong đó sức mạnh cũng mạnh mẽ quá đáng đi nha. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh âm thanh ngưng trọng nói. Tiểu gia hỏa, lẽ nào ngươi không có từ này sáu chữ to trong, nhìn ra một ít manh mối tới sao? Yên giám cùng thiên đồng thỏ, ngươi cho là người nào hội nói ra những lời ấy? Diệp thần Phong thở ra một hơi sau đó hắn lần thứ nhất có phần không chấn định. Hắn nói chẳng lẽ nói là lên trời lưu lại. Đây là lên trời có ở đây không đầy Long tộc năm đó nghịch thiên hành vi. Năm đó nếu như tại Long tộc bên trong có đến sống mãi người xuất hiện, như vậy liền sẽ là cùng trời đồng thọ rồi, ngoại trừ lên trời dám lưu lại loại lời này, hẳn không có người sẽ nói như vậy rồi. Cũng là bởi vì trời cao một cái bất mãn, năm đó vạn tộc đứng đầu Long tộc, cứ như vậy một mực không rơi xuống. Này ông trời cũng thật là bá đạo chứ chẳng lẽ còn không cho phép người đến sống mãi sao lão bạch ngô phong dỗi rảnh lập tức trận lại nói tiểu gia hỏa có mấy lời trong lòng rõ ràng là được rồi nếu như vùng thế giới này thật sự cũng có ý thức của mình tồn tại như vậy chúng ta chỉ là sống ở nó bên trong thế giới con dân mà thôi nó như thế nào lại tình nguyện nhìn thấy con dân của mình giống như nó vĩnh viễn sinh tồn được có thể đem năm đó vạn tộc đứng đầu long tộc trực tiếp làm cho mức độ như vậy xem ra này cũng chỉ có lên trời có thể làm được rồi tại vùng thế giới này giữa là tồn tại thiên địa pháp tắc ngươi cho rằng tại những này thiên địa pháp tắc là làm sao tới thiên địa pháp tắc tổng sẽ không vô duyên vô cớ liền tồn tại chứ nhất định là phải có lực lượng nào đó đi bố trí lúc trước ta cũng không tin có trời cao tồn tại hiện tại ta là bắt đầu đã tin tưởng từ nơi này lưu lại câu nói này đến long tộc năm đó vô duyên vô cớ xa sút lại tới vùng thế giới này thiên địa pháp tắc các loại hết thảy đều tiết lộ ra một loại quy tắc chính là không quy củ bất thành phương viên loại này quy tắc chính là lên trời cho con dân của nó bố trí liền giống với chờ ngươi bước vào thần vương thời điểm ngươi hội trải qua thiên lôi tẩy lễ nếu như không cách nào vượt qua thiên lôi như vậy ngươi liền sẽ hồn phi phách tán thiên lôi là từ đâu tới tại sao đột phá thực lực vô địch thăng cấp vương Bội vô duyên vô cớ có ngày lôi đến bổ về phía ngươi tất cả những thứ này tất cả chỉ có thể nói rõ này toàn bộ đều là lên trời tại an bài nó sẽ không khiến người ta dễ dàng liền tăng cao thực lực năm đó long tộc phát triển quá mãnh liệt rồi bọn hắn đã trở thành vạn tộc đứng đầu bọn hắn thống trị chỗ có chủng tộc thậm chí bọn hắn còn muốn cùng trời đồng thọ có thể nói long tộc những việc làm toàn bộ đều vượt ra khỏi trời cao chịu đựng phạm vi chỗ lấy cuối cùng long tộc mới sẽ phải gánh chịu đến như thế tai họa ngập đầu. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh khẽ thở một hơi sau đó hắn tiếp tục nói, đương nhiên. Tất cả những thứ này đều chỉ là phán đoán của ta mà thôi, đến cùng này lên trời có tồn tại hay không ý thức. Chúng ta bây giờ cũng căn bản không biết, nếu như không phải lên trời để long tộc diệt phong. Như vậy thì là ai để long tộc diệt phong? Lão Hắc Giang Vân Trời cũng đồng ý nói, không sai vách đá này thượng kiểu chữ, bởi vì tuế nguyệt đã lâu nguyên nhân, trong đó bộc phát ra lực trùng kích hẳn là xa xa yếu hơn năm đó rồi, nếu như là năm đó tiểu tử ngươi chịu đến xung kích, như vậy chỉ sợ ngươi liền cơ hội tránh né cũng không có, ngươi sẽ trực tiếp chết tại đây lực trùng kích bên dưới. Mấy chữ này hẳn là tiện tay khắc họa đi lên, tiện tay khắc họa kiểu chữ là có thể cường hãn như thế, người nói ai có thể làm được. Nếu như Thượng Thiên thật sự tồn tại ý thức, nhỏ như vậy từ chỉ sợ ngươi yếu đến sống mãi hội càng thêm gian nan hắn nhất định muốn đấu thắng lên trời ngươi mới có thể đến sống mãi chính là một núi không thể chứa hai cọp đến lúc đó ngươi và lên trời trong lúc đó hai người các ngươi bên trong chỉ có một ý thức có thể bảo tồn lại nếu như ngươi thắng rồi lên trời chỉ sợ ngươi là có thể thay vào đó ngươi trở thành vùng thế giới này thiên địa tất cả mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của ngươi rồi mặc kệ lên trời có tồn tại hay không ý thức tiểu tử người chuẩn bị sẵn sàng sao chuẩn bị cùng lên trời đấu một cái thắng bại tất cả những thứ này thực sự tới quá đột nhiên trước đó tuy rằng truyền thuyết long tộc là nhận lấy trời cao nguyền rủa thế nhưng diệp thần phong trong lòng cũng không cho là có lên trời tồn tại bây giờ tại lão bạch cùng lão hắc phân tích dưới vùng thế giới này vô cùng có khả năng nắm giữ ý thức của mình yếu vượt qua thiên địa này là ra sao gian nan nhưng diệp thần phong nghĩ đến đã biết một đường là làm sao đi tới hắn nghĩ tới bên trong tiểu thế giới người nhà lúc trong lòng hắn đung đưa bất định lập tức biến mất rồi hắn nhất định muốn đến sống mãi a hát hắn không phải vì chính mình một người tại chiến đấu hắn là vì bên người tất cả mọi người người thân tại chiến đấu chỉ cần dám ngăn cản hắn đi về sống mãi con đường như vậy cho dù là lên trời thì lại làm sao coi như là đại địa thì lại làm sao nếu như là thiên liền phá hôm nay nếu như là địa liền nát đất này diệp thần phong ở trong lòng nói ra lão bạch lão hắc mặc kệ kết quả sẽ như thế nào cùng này thiên đấu một trận thì thế nào năm đó long tộc không cách nào đến sống mãi mà bây giờ ta lại là long tộc đời thứ ba tộc trưởng ta không có đường lui có thể đi ta hiện tại chỉ có thể quyết chí tiến lên nghe được diệp thần phong kiên quyết không rời lời nói sau Lão Bạch cùng Lão Hắc tựa hồ đã sớm đoán được sẽ là cái kết quả này. Lão Bạch ngô phong dỗi rảnh cười nói, tiểu gia hỏa, người cũng không cần lo ngại, ta cùng Lão Hắc sẽ một mực, không phải là cùng này lên trời đấu một trận sao. Chúng ta bồi tiếp người đồng thời, cho dù cuối cùng rơi vào một cái hồn phi phách tán thì lại làm sao. Còn nữa, tiểu gia hỏa người bây giờ trái tim chính là tinh không chi thạch, này chính là trong truyền thuyết bầu trời trái tim, mà ngươi bên trong đan biển thất sắc xin sen lại là đại địa huyết dịch, chỉ cần ngươi đem đại địa huyết dịch cũng trở thành máu của mình, như vậy ngươi cái này đã có được bầu trời trái tim cùng đại địa huyết dịch người, ngươi có tư cách cùng vùng thế giới này đấu một trận rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, Lão Bạch nói rất đúng, bất quá, xuất hiện đang suy nghĩ những này quá sớm. Các loại thực lực của ngươi đột phá đến thần đế cảnh rồi hãy nói, trước lúc này, ngươi còn yếu đối mặt không ít trở ngại đây ta cùng lão bạch vị kia cừu nhân cũ, lấy thủ đoạn của hắn, hắn có lẽ rất nhanh sẽ chú ý đến ngươi, muốn đến sống mãi, ngươi trước yếu cùng chúng ta đồng thời giải quyết tên khốn này. Diệp thần phong đối với lão bạch cùng lão hắc lời nói rất cảm động, lão bạch cùng lão hắc là muốn cùng hắn đồng thời điên rồi, muốn cùng lên trời đấu không phải là ai cũng có loại dũng khí này, hắn không có nói quá nhiều cảm tạ, hắn và lão bạch, lão hắc tình phân đều ở trong lòng chương 2237, một khởi hồi thiên nguyên cổ thành. Yên giám cùng thiên đồng thọ. Vừa liếc nhìn trên vách đá này sáu chữ to, diệp thần phong mở u bàn tay lau miệng một bên vết máu, khóe miệng của hắn vi vi thượng phù, lộ ra một vệt kiên quyết nhưng lại bình tĩnh nụ cười. Không chỉ có lão hắc cùng lão bạch cùng ở bên cạnh hắn đây, còn có bên trong tiểu thế giới người nhà bồi tiếp hắn đây. Cho nên phía trước chờ đợi hắn bất kể là vách đá vạn trượng, vẫn là núi đao biển lửa, hắn yêu cầu lo âu và sợ sệt sao? Kiếp trước hắn đã chết qua một lần rồi, linh hồn may mắn xuyên qua đến 500 năm trước, cho dù chết lại một lần thì lại làm sao? Kiếp trước thế tục giới đã sớm nằm ở tận thế bên trong rồi, khả năng kiếp trước lúc ấy, đi về cổ võ giới chờ thông đạo toàn bộ phong bế, Diệp thần phong mới không có ở kiếp trước gặp quá nhiều người tu luyện. Đời này, nếu như hắn có thể đến sống mãi, nếu như có thể một mực sống tiếp Hắn nói không chắc vẫn có thể nhìn thấy kiếp trước những kia người quen thuộc đây. Diệp Thần Phong không có tại nơi này dừng lại thêm rồi, thân ảnh của hắn trực tiếp hướng về trên mặt đất tháo chạy rồi, hắn nhất định phải phải mau sớm trở về Thiên Nguyên cổ thành rồi. Khi hắn một lần nữa trở về mặt đất thượng sau đó hắn nhanh chóng hướng về truyền tống trận phương hướng lao đi rồi, hắn không nghĩ tại Long tộc tổ địa bên trong ở lâu, hắn luôn cảm giác mảnh này Long tộc tổ địa bên trong có chút quỷ dị đặc biệt là đang suy đoán suốt lên trời có ý thức của mình sau hắn hiện tại mới thiên thần cảnh thực lực nếu như lên trời nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm hắn như vậy hắn căn bản không có cơ hội trưởng thành rồi muốn cho hắn lấy thực lực bây giờ cùng hôm nay đấu một trận hầu như có thể nói hắn là chắc chắn phải chết tại tiến vào bên trong truyền tống trận sau đó diệp thần phong lập tức mở ra thân ảnh của hắn lập tức biến mất ở bên trong truyền tống trận các loại xuất hiện lần nữa thời điểm Diệp Thần Phong đã về tới băng sư trong cốc rồi. Cửu U băng sư thứ tộc trưởng đời thứ nhất các loại hư ảnh lão đầu, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó bọn hắn lập tức tụ họp lại đây. Tộc trưởng, tại Long tộc tổ địa bên trong có phát hiện gì sao? Tộc trưởng, tại tổ địa bên trong có tìm tới liên quan với Long tộc nguyền rủa căn nguyên sao? Những này hư ảnh lão đầu dồn dập không dần nổi mở miệng hỏi xem ra bọn hắn tuy nhiên đã chết rồi nhưng đối với long tộc lại có cực kỳ cảm tình sâu đậm cùng sùng kính diệp thần phong gật đầu nói long tộc nguyền rủa căn nguyên ta tìm tới chỉ cần chờ gặp phải long tộc còn lại huyết mạch ta chắc chắn đem trên người bọn hắn nguyền rủa toàn bộ trừ đi khi nghe đến diệp thần phong chắc chắn như thế trả lời sau đó cử u băng sư thứ tộc trưởng đời thứ nhất hắn tiếp tục nói ngài biết long tộc năm đó xa suốt nguyên nhân Ngài có thể nói với chúng ta nói chuyện sao? Những này hư ảnh lão đầu toàn bộ là không cách nào rời đi băng sư cốc, bọn hắn hiện tại liền linh hồn thể cũng không tính được rồi, cũng có thể nói bọn hắn chẳng khác gì là chết rồi, phạm vi hoạt động của bọn họ chỉ có tại băng sư trong cốc, đem suy đoán cùng những này hư ảnh lão đầu nói lên nói chuyện, điều này cũng đúng có thể. Cho nên, Diệp Thần Phong đem lão Bạch cùng lão Hắc suy đoán đối với mấy cái này hư ảnh lão đầu đại thể nói một lần còn đem hỗn độn tử khí, hỗn độn sinh khí cùng nhìn đến sáu chữ to nói ra. nghe vậy gia bưu thần hoàng đọc đầy đủ những này cửu u băng sư tổ tiên, bọn họ là chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại. thật sự là diệp thần phong lời nói này xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ rồi, thậm chí có thể nói là để cho bọn họ bất ngờ. hỗn độn tử khí cùng hỗn độn sinh khí truyền thuyết, bọn hắn ngược lại vẫn là nghe nói qua, nhưng này lên trời có ý thức. Long tộc xa sút là lên trời một tay bảy kế, cùng với yên giám cùng thiên đồng thọ này sáu chữ to. Những thứ này là bọn hắn muốn cũng không dám nghĩ. Nếu như thượng thiên thật sự tồn tại ý thức như vậy, thiên địa này bá chủ không phải là bất kỳ cái chủng tộc vĩnh viễn sẽ chỉ là ông trời. Những này hư ảnh lão đầu cũng biết diệp thần phong sẽ không lừa bọn họ, bọn hắn chậm tốt một lúc sau. Trong đó cửu u băng sư thứ tộc trưởng đời thứ nhất hắn mới kinh nghi bất định mở miệng nói, không biết ngài kế tiếp có tính toán gì. Diệp thần phong bình thản nói ra, ta đã là long tộc đời thứ ba tộc trường, ta cũng nhất định là yếu đến sống mãi. Cho nên ta cũng chỉ có thể đủ cùng hôm nay đấu một trận rồi. Được rồi, ta muốn rời khỏi băng sư cốc rồi, bên ngoài chả có rất nhiều chuyện chờ ta đi xử lý, chờ sau này có rãnh rỗi, ta sẽ đến xem các vị. Những này hư ảnh lão đầu toàn bộ đưa mắt nhìn Diệp Thần Phong rời đi, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong trả lời là như vậy hờ hững, phải có dũng khí cùng thiên đấu, liền ngay cả bọn hắn những này đã bị chết lão đầu, bọn hắn cũng trong lúc nhất thời không có loại dũng khí này. Bọn hắn không khỏi đối Diệp Thần Phong là nghiêm nghị hang say, bọn hắn dồn dập đối Diệp Thần Phong cực kỳ cung kính không người chào. Diệp Thần Phong phi thường thuận lợi liền đi suốt băng sư cốc rồi. Mà chờ ở băng sư cốc phía ngoài Bạch Tiểu Nhu, Triệu Tấn bằng cùng Triệu Thắng Hồng đám người. Bọn hắn sớm đã là chờ đợi hỏa cấp hỏa liệu rồi, có đến vài lần Bạch Tiểu Nhu đều muốn đi vào băng sư cốc. Đều bị Triệu Tấn bằng bọn hắn ngăn trở cản lại rồi, bọn hắn muốn chờ một chút xem, dù sao băng sư cốc tại bình thường thời điểm quá mức quỷ dị, bọn hắn cũng chưa từng có tại bình thường đã tiến vào băng sư cốc. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong Bình An từ băng sư trong cốc chạy ra, Bạch Tiểu Nhu các loại tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Triệu Tấn Bằng lập tức tiến lên, hỏi tộc trưởng, ngài có thu được phục linh dịch sao? Diệp Thần Phong gật đầu hồi đáp, thuận lợi đã lấy được, ta hiện tại sẽ phải rời khỏi các ngươi cửu u băng sư tổ địa rồi, trên trời nguyên cổ thành còn có chuyện chờ ta đi xử lý. Triệu Thắng Hồng lần trước tại khí linh thành nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, hắn là tận mắt thấy có người ở nhằm vào Diệp Thần Phong, hắn biết ở chính giữa châu khẳng định có thế lực tại đối phó Diệp Thần Phong, hắn nói ra tộc trưởng, chúng ta cùng ngài cùng đi một chuyến thiên nguyên cổ thành. Triệu Tấn Bằng cùng Triệu Văn Vũ cũng mở miệng phụ họa, Bạch Tiểu Nhu là ôm chặt Diệp Thần Phong cánh tay, người dùng hành động để nói rõ lựa chọn của mình. Về phần tại chàng sư vương nhất mạch hai gã khác trẻ tuổi Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh, hai người bọn họ cũng là nóng lòng muốn thử, bọn hắn cơ hồ là không hề rời đi qua cửu U băng sư tổ địa, coi như là rời đi, cũng sẽ không rời đi phi thường xa. Triệu Thành Minh cũng khá là cung kính đối với Diệp Thần Phong, nói ra, tộc trưởng, chúng ta cũng muốn suốt đi xem một chút, ta ngược lại muốn xem xem là ai lại dám đối long tộc tộc trưởng động thủ. Bọn hắn quả thực là chán sống rồi. Triệu Hoa Thanh cũng gật đầu nói, tộc trưởng, liền để cho chúng ta cùng ngài cũng cùng đi chứ. Diệp Thần Phong bên người cũng xác thực yêu cầu thần vương cảnh cường giả, dù sao hắn hỗn độn trong chiếc nhẫn hai vị thần vương cảnh con rối tại đối phó hắc ma thời điểm đã hoàn toàn báo hỏng, ai biết như hôm nay nguyên cổ thành tình thế như thế nào đây. Để sư vương một mạch tất cả mọi người cùng theo một lúc quá khứ là không hiện thực, như vậy hội làm lỡ phi thường nhiều thời giờ, còn nữa bây giờ tiêu giao cung, thiên kiếm tông cùng kim gia thần vương cảnh lão tổ liên tiếp xuất quan. Song phương xuất sắc không phải thiên thần cảnh cường giả bao nhiêu, mà là thần vương cảnh cường giả bao nhiêu. Ở trong lòng ngẫm nghĩ một phen sau đó Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi. Chỉ các ngươi theo ta đồng thời hồi thiên nguyên cổ thành đi. Còn lại cửu U băng sư người tiếp tục lưu lại nơi này, các người hiện tại liền đi an bài một chút, chờ các người sắp xếp xong xuôi, chúng ta lập tức rời đi. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh lập tức vui vẻ, mà Triệu Tấn Bằng, Triệu Thắng Hồng cùng Triệu Văn Vũ ba người này, bọn hắn lập tức đi sắp xếp cửu u băng sư tổ địa bên trong sự tình rồi, chuẩn bị lập tức cùng Diệp Thần Phong cùng rời đi. chương 2238 đã đến giờ. Liên ở Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đám người rời đi cửu u băng sư tổ địa thời điểm. Trung Châu, Thiên Nguyên Cổ Thành trước, từng đạo khí thế cường hãn tràn ngập tại trong không khí. Tại Diệp Thần Phong rời đi thiên nguyên cổ thành trong khoảng thời gian này, có thể nói toàn bộ Trung Châu tình thế là ngày càng khẩn trương, kèm theo trước đó thiên kiếm tông cùng kim gia lão tổ hoa phàm giang cùng kim nam hỏa bản mệnh ngọc bài nổ tung, tiêu giao cung, thiên kiếm tông cùng kim gia tăng nhanh thành lập ở Lion, thậm chí bọn hắn còn không ngừng khiến người ta phân tán lời đồn, thanh diệp thần phong miêu tả thành một cái không hơn không kém ma đầu. Trong lòng bọn họ kinh hãi chính là diệp thần phong người phía sau, bọn hắn khẳng định diệp thần phong phía sau nhất định có cường giả tồn tại mà đốt ma cốc cùng mộ dung ra lựa chọn bế núi 50 năm không hỏi thế sự, điều này cũng làm cho tiêu giao cung bọn hắn kiêu ngạo là mãnh liệt tăng trưởng, bọn hắn lấy tư cách Trung Châu hàng đầu thực lực, ở Trung Châu vẫn là vô cùng có uy vọng, không ít tông môn người còn thật sự bị bọn hắn cho cổ động gia nhập cái này trong liên minh. Đồng thời tại Diệp Thần Phong rời đi trong khoảng thời gian này, tiêu giao cung, thiên kiếm tông cùng kim gia này ba cái thế lực bên trong, lại có thần vương cảnh lão tổ tới rồi chi viện, tại Alliance đại khái xây dựng sau đó bọn hắn tại hôm qua mới vừa vặn đến thiên nguyên cổ thành trước cửa thành. Giờ khắc này đứng ở thiên nguyên cổ thành cửa thành tất cả mọi người, chính là tiêu giao cung bọn hắn chỗ xây dựng liên minh. Trong đó là Thiên Giang, là Tha Phương, Kim Dương mới cùng Hoa Lưu đợi không người đứng ở phía trước nhất, tại mấy người bọn hắn bên cạnh trả nhiều hơn ba cái lão đầu, này ba cái lão trên đầu trên mặt đều tràn đầy vẻ mong mỏi một tên trong đó trỏm dâu dê lão đầu hắn giống như la thiên giang cũng là tiêu giao cung lão tổ tên của hắn gọi là triệu vạn phúc một thân thực lực tại thần vương cảnh trung kỳ một người khác một con mắt trái mù mất lão đầu hắn là kim gia một tên sau cùng lão tổ kim hồng thăng một thân thực lực cũng đang thần vương cảnh trung kỳ một tên sau cùng lông mày màu trắng tinh lão đầu hắn chính là thiên kiếm tông một tên lão tổ tên của hắn gọi là lý nguyên mục một thân thực lực tại thần vương cảnh hậu kỳ tiêu giao cung, thiên kiếm tông cùng kim ra một lần lại một lần ăn quả đắng, đặc biệt là kim ra. Bây giờ chết chỉ còn dư lại kim hồng thăng này vì cuối cùng thần vương cảnh lão tổ rồi, tiêu giao cung cùng thiên kiếm tông muốn so kim ra tốt hơn một ít, còn nữa bọn hắn nội tình cũng so với kim ra phải cường hãn hơn, tại bọn hắn trong tông môn còn có thần vương cảnh lão tổ không có suốt quan đây. La Thiên Giang, Triệu Vạn Phúc, Kim Hồng Thăng cùng Lý Nguyên Mục bọn hắn nhưng cũng là thần vương cảnh cường giả, Ngoại trừ bốn người này ở ngoài, gia nhập bọn hắn cái này ở Lion tất cả thế lực lớn, cũng có bốn vị thần vương cảnh sơ kỳ lão tổ đến đây tương trợ, bốn vị này thần vương cảnh sơ kỳ lão tổ liền đứng sau lưng bọn họ. Nói cách khác là thiên giang bọn hắn bên này tổng cộng có tám tên thần vương cảnh cường giả, thiên nguyên bên trong tòa thành cổ thần vương cảnh cường giả số lượng căn bản vô pháp so sánh với bọn họ so sánh cả tòa thiên nguyên cổ thành bao phủ ở tiên khí trời xanh cháo màu xanh tầng phòng hộ bên trong. Ngày hôm qua tiêu giao cung nhóm thế lực ở Lion đi tới thiên nguyên cổ thành trước cửa thành sau. Bọn hắn không có lập tức nhìn trời nguyên cổ thành triển khai công kích, dù sao trận pháp các, luyện khí các, phù sư các còn có luyện dược các một số người toàn bộ giúp đỡ Diệp Thần Phong rồi. Thực lực của những người này tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng bọn họ tuyệt đối là thiên huyền giới át không thể thiếu nhân vật hơn nữa từ hôm qua bắt đầu la thiên giang đám người căn bản không có nhìn thấy diệp thần phong lộ đầu bọn hắn hầu như có thể kết luận diệp thần phong không ở thiên nguyên bên trong tòa thành cổ nói cách khác diệp thần phong sau lưng cường giả cũng có cực lớn khả năng không ở thiên nguyên cổ thành này làm cho la thiên giang bọn họ là càng thêm mừng rỡ bọn hắn lấy tư cách người chính đạo sĩ lần này lại là mang theo trảm yêu trừ ma khẩu hiệu thành lập ở lion bọn hắn đương nhiên phải làm hình người dáng chó một chút Bọn hắn cho Thiên Nguyên cổ người bên trong thành một ngày cân nhắc thời gian, nếu như luyện dược các này một ít thế lực người nguyện ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, như vậy bọn hắn có thể không truy cứu trách nhiệm, đương nhiên bọn hắn làm như vậy cũng là muốn đem luyện khí các nhóm thế lực người lôi kéo về tới. Vân Quang Vinh, Tiêu Vĩnh Chiến cùng viên Khôn đám người đứng ở Thiên Nguyên cổ thành trên cổng thành, về phần Triệu Tinh đồ đám người cường giả, bọn hắn đi khống chế trời xanh đậy. Bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều tại hướng về tiên khí trời xanh cháo bên trong truyền vào linh khí, dùng này đến phòng ngừa đối phương công phá tiên khí trời xanh cháo phòng hộ. Mắt thấy một ngày sắp đến, e sợ chờ đến đúng lúc. Tiêu giao cung bọn hắn liền sẽ triển khai công kích. Vân Quang Vinh đám người lông mày chăm chú nhíu lại. Đột nhiên từ thành ngoài cửa đám người bên trong đi ra một nhóm người đến, này một nhóm người hẳn là mới vừa mới vừa chạy tới nơi này đang nhìn đến này một nhóm người dáng dấp sau, Vân Quang Vinh sắc mặt càng thêm âm trầm. Này một nhóm người không chính là bọn họ Vân Gia bằng hệ người sao? Trước đó Vân Gia gia chủ Vân Cao ngất để Vân Gia chuyển đến thiên nguyên cổ thành đến, dòng chính nhất mạch người tự nhiên là không có ý kiến, nhưng dã tâm bừng bừng bằng hệ người, bọn hắn sớm liền muốn chính mình khống chế Vân Gia rồi, bọn hắn căn bản không nguyện ý rời đi Vân Gia, cuối cùng hết thảy bằng hệ người toàn bộ lưu lại. Dẫn dắt này một nhóm người chính là là một gã tóc trắng đầy đầu lão giả. Tên của hắn gọi là Vân Trấn, thực lực tại Thiên Thần cảnh năm tầng sơ kỳ, hắn chính là Vân gia bàng hệ bên trong địa vị tối cao người, đồng dạng cũng là bây giờ Vân gia gia chủ rồi, bọn hắn cũng không nhận ra mình là bàng hệ rồi. Tại Vân Trấn đám người nghe nói Thiên Nguyên cổ thành sự tình sau, bọn hắn cũng lập tức chạy tới bên này ôm bắp đùi rồi bọn hắn muốn mượn cơ hội này cùng tiêu giao cung nhóm thế lực leo lên một ít quan hệ, quan trọng nhất là bọn hắn muốn nhìn một chút vân quang vinh cùng vân cao mất các loại dòng chính một mạch chán nản dáng dấp. Vân chấn đem linh khí tập trung đến yết hầu bên trong, ánh mắt của hắn nhìn thẳng trên lâu thành vân quang vinh các loại vân ra người, âm thanh vang dội quát, vân quang vinh, các người không nên lại trợ trụ vi ngược rồi. Các người hiện tại lập tức cải chính sai lầm vẫn tới kịp, các người quả thực là cho chúng ta vân ra mất mặt, các người căn bản không xứng họ vân rồi. Nếu như các người hiện tại nguyện ý quay đầu lại, đồng thời để cho chúng ta tại các ngươi trong óc loại hạ cấm chế, như vậy các người có thể trở về quy vân gia, từ nay về sau các người vẫn là vân gia bằng hệ, ta nghĩ tiêu giao cùng các loại tiền bối cũng sẽ không cùng các ngươi so đo. Vân Quang Vinh, Vân Cao Ngất cùng Vân Ngọc Đường bọn hắn những này vân gia dòng chính người, bọn hắn khi nghe đến vân chấn lần này không biết xấu hổ lời nói sau, trong lòng bọn họ là uất ức cùng tức giận cực kỳ. Những này bàng hệ người quả thực là hơi quá đáng, bọn hắn tức giận khóe mắt là nhảy lên, những này bàng hệ người đến cùng còn biết xấu hổ hay không ra. Thiên kiếm tông lão tổ lý nguyên mục, hắn đối với mấy cái này phỏng theo như không nghe thấy, hắn nhìn một chút bầu trời, tính toán một chốc thời gian, vừa vặn là cho thiên nguyên cổ thành người một ngày suy tính, như hôm nay nguyên bên trong tòa thành cổ không có ai thỏa hiệp, bọn hắn cũng không cần thiết chờ đợi, nguyên bản luyện khí các đám người nguyện ý quy thuận là tốt nhất nếu những người này không muốn chính mình quy thuận như vậy bọn hắn chỉ có thể dùng được cường hãn thủ đoạn đến để cho bọn họ thần phục lý nguyên mục lãnh đạm nói các vị đã đến giờ chuẩn bị công thành đi không phải là tiên khí trời xanh cháo sao lẽ nào đã cho ta thiên kiếm tông sẽ không có chân chính tiên khí sao lý nguyên mục khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười hắn bàn tay phải bên trong lóe lên một cái màu đỏ đại đao xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn tiếp tục nói, này chính là chúng ta thiên kiếm tông tiên khí chảm thiên nhận. Hắn liếc nhìn la thiên giang các loại thần vương cảnh cường giả, nói, chúng ta cùng đi điều khiển chảm thiên nhận, ta cũng không tin chả không phá ra được hôm nay thanh đậy. chương 2239, tuyệt cảnh. La thiên giang, triệu vạn phúc cùng kim hồng thăng các loại thần vương cảnh cường giả, bọn hắn đang nhìn đến Lý Nguyên Mục trong tay tiên khí chảm thiên nhận sau đó bọn hắn vẻ mặt toàn bộ đều hơi sững sờ. Bọn hắn xưa nay đều chưa từng nghe nói, thiên kiếm tông bên trong có một thanh tên là chảm thiên nhận tiên khí. Dù sao tiên khí tại toàn bộ thiên huyền giới là đã ít lại càng ít, ngược lại là nửa bước tiên khí có như vậy vài món. Chỉ thấy trình thanh chảm thiên trên mũi dao hiện ra ánh đao màu đỏ ngòm, tại Lý Nguyên Mục đem linh khí truyền vào chảm thiên nhận bên trong sau, thậm chí có nồng nặc gai mũi mùi máu tanh, từ trảm thiên nhận bên trong tung bay đi ra, tại trên thân đao cũng phảng phất có tiên huyết đang lưu động bình thường. Ồ, một tiếng, trảm thiên nhận đột nhiên từ lý nguyên mục trong lòng bàn tay sông hướng trên bầu trời, ở trong không khí ném ra một đạo thật dài ánh sáng đỏ ngòm, giống như một đầu phóng lên trời màu đỏ cự long. Màu máu đỏ trảm thiên nhận trôi nổi ở thiên nguyên cổ thành phía trên, từ trảm thiên nhận bên trong có cuồn cuộn không đoạn năng lượng màu đỏ chấn động khuếch tán. Vào giờ phút này cảnh tượng dường như cổ đại pháp trường. Trôi nổi ở trên bầu trời trảm thiên nhận tự dường như là chặt đầu đao, mà cả tòa tại trảm thiên nhận bên dưới thiên nguyên cổ thành liền phảng phất như là muốn được chặt đầu phạm nhân. Đứng ở trên cổng thành vân quang vinh cùng tiêu vĩnh chiến đám người, bọn hắn nhìn thấy Lý Nguyên Mục cũng lấy ra tiên khí, hơn nữa nhìn dáng vẻ này tiên khí chảm thiên nhận power cực kỳ không tầm thường, thân sắc trên mặt bọn họ đột nhiên biến đổi, bọn hắn trực tiếp mở ra xây dựng ở trên thành lầu truyền tống trận, hướng về thiên nguyên cổ thành quảng trường truyền tống mà đi rồi. Trên lâu thành truyền tống trận là trận pháp các triệu tinh đồ đám người cấu tạo, làm như vậy là để thuận tiện trên lâu thành người ngay đầu tiên đi tới trên quảng trường, dù sao thành lầu cùng quảng trường trong lúc đó là có một khoảng cách. Mà ngoài cửa thành Lý Nguyên Mục, bàn tay của hắn nhắm ngay, giữa bầu trời chảm thiên nhận, từ trong bàn tay hắn bạo. Bắn, mà, ra một đạo linh khí cột sáng, đạo này linh khí cột sáng chui vào chảm thiên nhận bên trong, hắn là tự cấp chảm thiên nhận bên trong truyền vào khởi động linh khí. La Thiên Giang cùng triệu vạn phúc các loại thần vương cảnh cường giả, bọn hắn tại sửng sốt vài giây sau đó toàn bộ đi tới Lý Nguyên Mục bên cạnh, bọn hắn đồng dạng là đưa bàn tay nhắm ngay. Trôi nổi tại trên bầu trời chảm thiên nhận, từng đạo màu sắc khác nhau linh khí cột sáng dồn dập chui vào trảm thiên nhận bên trong. Nhiều như thế thần vương cảnh cường giả đồng thời điều khiển, rất nhanh, giữa bầu trời huyết hồng trảm thiên nhận mãnh liệt rung động chuyển động. Cùng lúc đó, thiên nguyên bên trong tòa thành cổ quảng trường khổng lồ bên trên. Vân Quang Vinh cùng tiêu vĩnh chiến đám người toàn bộ truyền đưa đến nơi này. Thậm chí là thiên nguyên cổ người bên trong thành toàn bộ tập trung đến nơi này triệu tinh đồ đám người đang điên cuồng hướng về một cái chui vào mặt đất bên trong màu xanh kiếm bản to bên trong truyền vào linh khí. Cái này chui vào mặt đất bên trong kiếm bản to chính là tiên khí trời xanh cháo, bao phủ lại thiên nguyên cổ thành màu xanh lồng phòng hộ, cũng là cái này màu xanh kiếm bản to bên trong năng lượng hình thành. Vân Quang Vinh bọn người ở tại đi tới quảng trường sau đó bọn hắn lập tức cũng gia nhập vào trong đó. Bọn hắn đem hết toàn lực hướng về trời xanh cháo bên trong truyền vào linh khí, trên bầu trời Trảm Thiên Nhận đã có thủ thế chờ đợi khuynh hướng. Thấy cảnh này Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ mày liễu nhíu chặt, các nàng thân là Ngô gia cùng Giang gia thiên chi kiêu nữ, các nàng vẫn là vô cùng có kiến thức, e sợ trên bầu trời Trảm Thiên Nhận, hắn tiên khí cấp bậc là cao hơn trời xanh cháo. Còn nữa bọn hắn Thiên Nguyên bên trong tòa thành cổ có mấy cái thần vương cảnh cường giả. Thân là quỷ tu Liễu Văn Tuyền ngược lại là thần vương cảnh thế nhưng quỷ tu tại ban ngày không thích hợp đi ra hoạt động, tại ban ngày quỷ tu sức mạnh hội mức độ lớn giảm bớt, có thể nói cho dù liễu văn tuyển các loại quỷ tu đi ra. E sợ cũng không giúp đỡ được gì. Ngoại trừ liễu văn tuyển ở ngoài, lúc trước trước khi đi, Diệp Thần Phong ngược lại vẫn là lưu cho bọn hắn một tôn thần vương cảnh sơ kỳ khôi lỗi. Bây giờ triệu tinh đổ bọn hắn đã tỉnh lại con rối vị này con rối đồng dạng là đang không ngừng đem linh khí truyền vào trời xanh cháo bên trong. Ngoài ra, luyện dược các, luyện khí các, phù sư các cùng trận pháp các những này nương nhờ vào diệp thần phong người, trong bọn họ cũng không có thần vương cảnh cường giả, cho nên nói song phương thần vương cảnh cường giả số lượng thực sự cách biệt nhiều lắm. Hơn nữa đối phương tiên khí cấp bậc khả năng cao hơn trời xanh cháo, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong lòng mới có một loại dự cảm xấu. Trôi nổi trên trời nguyên phía trên tòa thành cổ trảm thiên nhận, hắn rung động tần suốt càng lúc càng nhanh một đạo cử đại đại đao màu đỏ máu hư ảnh đột nhiên tại trên bầu trời hiện lên, cho người một loại muốn chém đoạn núi sông cảm giác. Lý Nguyên Mục loại này chút điều khiển trảm thiên nhận thần vương cảnh cường giả, ánh mắt của bọn họ nghiêm túc cực kỳ, tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau. Bọn hắn nhắm ngay trảm thiên nhận thủ trưởng, đồng thời đi xuống vung lên. Chỉ thấy treo ở thiên nguyên phía trên tòa thành cổ trảm thiên nhận, cũng nhất thời hướng về bao phủ lại thiên nguyên cổ thành trời xanh cháo vung tới rồi, đồng thời cái kia cực kỳ to lớn đại đao màu đỏ máu hư ảnh dùng một loại khí thôn sơn hà thật khí thế rơi xuống đang ở trên quảng trường không ngừng hướng về trời xanh cháo bên trong truyền vào linh khí triệu tinh đồ vân quang vinh cùng ngô lăng hương đám người bọn hắn trong gân mạch linh khí dòng sông lao nhanh càng thêm mãnh liệt rồi oanh một tiếng vang thật lớn đại đao màu đỏ máu hư ảnh đột nhiên đã rơi vào màu xanh lồng phòng hộ bên trên hai người lẫn nhau đụng vào một tiếng vang trầm thấp vang vọng ở bên trong đất trời, chỉ thấy tại màu xanh lồng phòng hộ thượng, không ngừng có từng tầng từng tầng gợn sóng nổi lên, mà Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đám người sắc mặt một trận khó coi. Ngoài cửa thành lý nguyên mục các loại thần vương cảnh cường giả, bọn hắn thấy không một lần liền phá tan tiên khí trời xanh cháo phòng hộ, bọn hắn lần nữa giơ tay lên sau, sau đó hạ xuống, giữa bầu trời chảm thiên nhận đồng dạng là nâng lên, sau đó mãnh liệt hạ xuống bọn họ là một lần lại một lần giơ tay lên, sau đó liên tục hạ xuống. Oanh, 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 tiếng nổ lớn không ngừng. Tại giữa hai người ở chung va chạm 10 lần khoảng chừng sau đó chỉ nghe va chạm thanh âm thay đổi, tại âm. Một tiếng sau đó bao phủ lại thiên nguyên cổ thành màu xanh lồng phòng hộ run run lợi hại, lập tức ở phía trên có rậm rạp chẳng chịt vết dạn nứt không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, cuối cùng trực tiếp vỡ ra được, toàn bộ màu xanh lồng phòng hộ trực tiếp tiêu tan ở bên trong đất trời. Đi vào quảng trường trong lòng đất tiên khí trời xanh cháo, cũng chính là thanh này màu xanh kiếm bản to, trực tiếp từ trong lòng đất hướng bay ra, cuối cùng không nhúc nhích đã rơi vào quảng trường bên phải trong khắp ngõ ngách. Đồng thời Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên cùng Triệu Tinh đồ đám người, bọn hắn toàn bộ nhận lấy sức mạnh phản phệ, thân thể bọn họ được chấn động đến mức lui về phía sau mấy bước, khóe miệng có từng tia từng tia tiên huyết tràn ra ngoài. Nhìn thấy tiên khí trời xanh cháo phòng hộ bị phá ra rồi, những người này trong con ngươi toàn bộ tràn đầy tuyệt vọng, dù sao đối phương thần vương cảnh cường giả nhiều lắm, tại lồng phòng hộ bị phá ra sau đó bọn hắn còn có năng lực chống đỡ sao? Dưới cái nhìn của bọn họ chính mình hoàn toàn là lâm vào tuyệt cảnh bên trong, lẽ nào chuyện lần này liền muốn như thế kết thúc rồi à? Bọn hắn lại không khỏi trong đầu hiện lên Diệp Thần Phong thân ảnh, nhưng đối mặt nhiều như thế thần vương cảnh cường giả chỉ sợ coi như là Diệp Thần Phong ở nơi này cũng không làm nên chuyện gì rồi. Chỉ có Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên vẫn tính là mặt không biến sắc, môi hơi khẽ mím môi, hai người bọn họ lướt nhìn nhau, trong các nàng tâm là cấp thiết muốn phải đem Diệp Thần Phong mang về bên trong gia tộc của chính mình. Thật sự là Diệp Thần Phong các loại thiên phú quá không ai bằng rồi, cho nên thiên nguyên cổ người bên trong thành nhất định muốn toàn bộ bảo vệ. chương 2240, hai nữ thủ đoạn tử vong lưu xa, tại tiên khí trời xanh cháo phòng hộ bị phá ra sau. Ngoài cửa thành lý nguyên mục, cánh tay hắn hướng về trong hư không tìm tòi, giữa bầu trời màu máu đỏ đại đao hư ảnh tiêu tán, chỉnh thanh trảm thiên nhận lập tức bay trở về trong bàn tay của hắn. Lý Nguyên Mục liếc mắt nhìn La Thiên Giang các loại mấy cái thần vương cảnh cường giả, sau đó thân ảnh của bọn họ không hẹn mà cùng hướng về trong thành lao đi rồi. Những thần vương này cảnh cường giả sau lưng La Tha Phương, Kim Dương mới đám người và còn lại thế lực người tu luyện, bọn hắn theo sát phía sau trào vào thiên nguyên cổ thành bên trong. Vân gia vân chấn, luyện dược các lão tổ tôn nhiều năm, luyện khí các các chủ rừng thọ bình chờ những người này, trên mặt bọn họ toàn bộ che kín không hóa giải được nụ cười. Vân chấn là muốn nhìn thấy vân quang vinh đám người thê thảm dáng dấp, tôn nhiều năm thì là muốn nhìn thấy viên khôn cùng cao đức rõ ràng bọn hắn hối hận biểu lộ. Về phần rừng thọ bình chi trước phản bội luyện khí các lão tổ đàm nguyên vũ đám người, hắn tự nhiên muốn nhìn thấy đàm nguyên vũ đám người rơi vào kết cục bi thảm, như vậy là có thể chứng minh hắn lúc trước lựa chọn nương nhờ vào tiêu giao cung nhóm thế. Lực là đúng. Thiên nguyên cổ người bên trong thành toàn bộ tụ tập ở trên quảng trường, triệu tinh đồ, vân quang vinh cùng đàm nguyên vũ đám người, bọn hắn cảm thấy từng đạo khí thế mạnh mẽ đang áp sát, bọn hắn tâm tình của giờ khắc này phức tạp vạn phần, không bao lâu thời gian, La Thiên Giang, Triệu Vạn Phúc, Kim Hồng Thăng, Lý Nguyên Mục cùng còn lại trong tông môn bốn tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, thân ảnh của bọn họ xuất hiện tại trên quảng trường. Lý Nguyên Mục bọn hắn có nhiều ý vị nhìn xem trên quảng trường những người này, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy có chút phẫn nộ, trước đó tiêu giao cung, kim ra cùng thiên kiếm tông nhưng cũng là tổn thất không ít, La thiên giang âm thanh âm trầm quát xuất hiện tại các người thấy hối hận sao cho là có tiên khí trời xanh cháo, các ngươi là có thể trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ trốn cả đời. Các ngươi lựa chọn đứng ở diệp thần phong phía bên kia, vậy thì đã chú định, các ngươi tại sai con đường thượng càng chạy càng xa, diệp thần phong hắn chính là chúng ta thiên huyền giới tai họa, như loại này bại hoại lẽ ra nên trừ đi cho thống khoái. Lý Nguyên mục hung khí xâm xâm quát lên, luyện dược các, luyện khí các, phù sư các cùng trận pháp các ngươi các ngươi chỉ cần buông ra thức hải của mình, để cho chúng ta loại hạ cấm chế, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng. Lần này các ngươi trợ trụ vi ngược, muốn cùng toàn bộ thiên huyền giới là địch. Vì phòng ngừa về sau các ngươi lại làm ra chuyện như vậy, đây là các ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất, bằng không các ngươi chỉ có một con đường chết. Đương nhiên những kia cùng diệp thần phong so sánh người thân cận, chúng ta cũng có thể lưu hắn một mạng, chúng ta không phải là độc ác ma đầu, chỉ cần những người này toàn bộ nguyện ý để cho chúng ta loại hạ cấm chế, đồng thời để cho chúng ta phong bế gân mạch 100 năm, diệp thần phong dám to gan muốn thống trị toàn bộ thiên huyền giới. Hơn nữa tâm tính độc ác cực kỳ, cùng hắn đi tiến người nhất định cũng là tội ác tay trời người. Lý Nguyên Mục là không ngừng hướng về Diệp Thần Phong trên đầu thủ sẵn tâm bốc, bọn hắn những này cái gọi là chính đạo chi sĩ, muốn làm một ít cướp gà trộm chó sự tình, bọn hắn không có lý do gì cũng có tìm ra mấy cái lý do gượng gạo đến. Phong bế gân mạch 100 năm, này bằng với là trong 100 năm đều là một cái tay chói gà không chặt người, một cái tay chói gà không chặt người, đang tu luyện trong giới muốn còn sống, căn bản là không có khả năng lắm, này bằng với lúc một loại biến hướng mãn tính tử vong, chỉ là lý nguyên mục như vậy cái gọi là người chính đạo sĩ nói thì vẫn còn tốt hơn nghe một loại phương thức. Tại lý nguyên mục tiếng nói hạ xuống xong, la tha phương các loại những người còn lại cũng dồn dập đi tới trên quảng trường, vân ra bây giờ người trưởng khống vân chấn. Hắn nhìn thấy khóe miệng tràn ra tiên huyết vân quang vinh, hắn phẫn nộ quát vân quang vinh, chuyện đến nước này. Các ngươi chẳng lẽ còn không biết hối cải sao? Tôn nhiều năm cũng nhìn xem viên khôn cùng cao đức rõ ràng, nói các ngươi thân là ta luyện giữa các phó các chủ, các ngươi nhìn các ngươi làm có chuyện gì xảy ra. Các ngươi không phân thiện ác, các ngươi khư khư cố chấp, theo lý tới nói, các ngươi không có sống tiếp khả năng, nhưng chúng ta vẫn cứ nguyện ý cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi còn không mau mau lạc đường biết quay lại. Dừng thọ bình nhìn xem luyện khí các lão tổ Đàm Nguyên vũ đám người, hắn nói ta đã nói rồi, thời gian sẽ chứng minh sự lựa chọn của ta là đúng, mà toàn bộ các ngươi là sai. Ta không có phản bội các ngươi, là lão tổ các ngươi phản bội luyện khí các. Vân Chấn tôn nhiều năm cùng Dừng thọ bọn hắn mấy câu nói này làm cho vân quang vinh các loại vân gia người, viên khôn, cao đức minh hòa đàm nguyên vũ đám người, trong lòng có một loại buồn cười cảm giác, bọn họ là sai sao. Từ đầu tới cuối đều là tiêu giao cùng bọn hắn đối Diệp Thần Phong từng bước ép sát, là bọn hắn một lần lại một lần muốn bóp chết Diệp Thần Phong, đáng tiếc không có một lần từng thành công, bây giờ bọn hắn ngược lại là thành lý trực khí chán người. Đàm Nguyên Vũ nói, muốn giết cứ giết, các ngươi như vậy muốn nắp mô phỏng trương, các ngươi cho rằng người trong cả thiên hạ đều là người mù sao. Vân Quang Vinh cũng nói, không phải là vừa chết ma. Ta Vân Quang Vinh làm sao từng sợ chết, ta cái mạng này là Diệp Lão để cứu. Tại Đàm Nguyên vũ cùng Vân Vinh mang dưới đầu, còn lại thuộc về Diệp Thần Phong bên này người, bọn hắn toàn bộ có lòng quyết muốn chết, bọn hắn trong con người dồn dập hiện lên thể sống chết bất khuất. Vân Chấn, rừng thọ bình thản tôn nhiều năm đám người thấy cảnh này, bọn hắn khóe miệng hiện lên cười lạnh trào phúng. Lý Nguyên Mục vẻ mặt lạnh lẽo quát lên, ngu xuẩn mất khôn. La thiên giang các loại thần vương cảnh cường giả, bên trong cơ thể của bọn họ thật khí thế lập tức để được đưa lên, bọn họ là đều muốn động thủ trước hết giết mất một nhóm người rồi, trên đời này có ai là không sợ chết. Dưới cái nhìn của bọn họ những người này chỉ là nhất thời đầu nóng lên. Tại Lý Nguyên Mục cùng La Thiên Giang đám người muốn động thủ thời khắc, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên các nàng trên tay phải chẳng biết lúc nào mang lên một con ngân quang lóng lánh màu trắng găng tay, tại các nàng mang màu trắng găng tay trong tay phải, nắm lấy một thanh màu đen hạt cát, này màu đen hạt cát nhìn như thật giống không hề có sự khác biệt. Nhưng khi Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đưa bàn tay buông ra, màu đen hạt cát rơi trên mặt đất trong nháy mắt, một loại màu đen nhanh chóng trên mặt đất không ngừng hướng phía trước lan tràn, Giang Thải Huyên nói Trung Châu những này cái gọi là đỉnh cấp tông môn quả thực buồn cười quá. Đứng ở phía trước nhất Lý Nguyên Mục, Triệu Vạn Phúc, Kim Hồng Thăng cùng La Thiên Giang, bọn hắn đang nhìn đến trên mặt đất không ngừng lan tràn tới màu đen sau đó bọn hắn có một loại dự cảm xấu, dưới chân bọn họ bước chân nhanh chóng liên tiếp lui về phía sau. Mà đứng sau lưng bọn họ bốn cái còn lại thế lực thần vương cảnh sơ kỳ lão tổ, động tác của bọn họ muốn so Lý Nguyên Mục bọn hắn chậm vỗ một cái, trên mặt đất màu đen rất nhanh sẽ lan tràn đến lòng bàn chân của bọn họ bên dưới ah 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 hát, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên chỉ thấy cái kia bốn cái thần vương cảnh sơ kỳ lão tổ từ lòng bàn chân của bọn họ bắt đầu không ngừng có đen sắc hướng về thân thể của bọn họ bên trên lan tràn cuối cùng trực tiếp lan tràn đến đầu của bọn họ tại toàn thân bọn họ đều biến thành màu đen sau đó cách 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 cách, cách cách, này bốn cái thần vương cảnh sơ kỳ lão tổ, thân thể bọn họ dĩ nhiên trực tiếp chia năm sẻ bảy rồi, thân thể các bộ phân là giải rác đầy đất. Ngô Lăng Hương cao mày, nói tử vong lưu sa dùng ở trên người các người quả thực là lãng phí. Chỉ là trong khoảnh khắc bốn tên thần vương cảnh sơ kỳ lão tổ tự tử vong. Tốc độ này làm cho ở đây tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, không ai từng nghĩ tới thế cuộc hội hướng về cái phương hướng này phát triển quả thực là khiến người ta bất ngờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 112.